Con thật may mắn được gặp thầy. Duyên lành khi dừng chân ở cửa tiệm, thấy hình sao giống thầy quá. Con bèn di chuyển cái tủ che khuất và đọc mới biết thầy đến Úc. Sau khi đọc xong, con đẩy tủ lại hơi nặng, đẩy không đúng vị trí của ông chủ tiệm vì không muốn khuất hình thầy và muốn mọi người nhìn thấy, nên con bị ông chủ la một trận. Chủ nào vậy chỉ coi. Bị ông chủ la một trận, con mỉm cười và xin lỗi ông. Đúng là duyên lành con được gặp thầy ở ngoài đời, vì con luôn nghe pháp thoại của thầy qua YouTube. Nay con gửi tên và gặp thầy, con xin quy y. Question ở câu sau. Trời ơi, thành nãy giờ đọc muốn chết. Mỗi đêm con niệm danh hiệu Phật, Di Đà, Quan Âm, Bồ Tát có được không thầy? Vì con có nghe một vị thầy khác nói là niệm một vị thôi cũng như nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Riêng con thì rất muốn niệm đủ cả hai. Xin thầy quan hỷ cho con biết. Là thêm rắc rối nữa. Mình thì muốn niệm hai, ông thầy kia thì biểu niệm một. Là đã rối rồi, giờ thêm em vô nữa rối thêm. Thôi em không muốn làm bà Tám đâu. Nếu mà mình đã xác định là mình thích niệm hai, mà hai người kia không có ý kiến gì hết, Di Đà, no problem. Quan Âm cũng no problem. Tại sao mình phải sanh problem? Bằng chứng là lâu nay mình niệm hai người đó mà hai vị im ru để cho mình niệm, nghĩa là tao ok rồi. Hỏi mấy bà Tám này rắc rối lắm. Tại vì mấy bà Tám này mỗi người một kiểu. Thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa có giải thích chỗ niệm Phật đó. Thì Pháp Hòa không muốn nói thêm nữa, là tại vì mình đã nghe mình hiểu rồi. Còn cái vấn đề mình chọn bao nhiêu vị mình niệm là tùy mình, không có sao hết á. Nhưng mà có điều quan trọng là sâu sắc hơn nữa là mình nên niệm Phật và hành cái hạnh của Phật. Hạnh của Phật Di Đà là thanh tịnh, hạnh của Quan Âm là từ bi. Tại làm sao mà Di Đà phải đứng với Quan Âm Thế Chí kêu là Tây Phương Tam Thánh? Bởi vì Quan Âm là từ bi, Thế Chí là dũng lực. Mình từ bi nhưng mình phải có cái dũng lực để đưa sự thanh tịnh của mình đến chỗ tuyệt đối. Cho nên từ bi và dũng lực trợ duyên cho Đức Di Đà. Cho nên hai người hầu cận của Đức Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Di Đà đứng giữa. Này gọi là bộ ba. Mà ba này gọi là gì? Tây Phương Tam Thánh. Còn Đức Dược Sư ngồi giữa, Đức Nhật Quang Biến Chiếu ngồi một bên, Đức Nguyệt Quang Biến Chiếu ngồi một bên. Ba vị này gọi là Dược Sư Tam Thánh. Còn có một trường hợp, Đức Thích Ca ngồi giữa, Đức Văn Thù bên, Đức Phổ Hiền bên. Cái này gọi là Ta Bà Tam Thánh. Còn nếu mà Đức Tỳ Lô Giá Na ngồi giữa, Đức Văn Thù bên, Đức Phổ Hiền bên, gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Cho nên quy y cũng tam bảo, Phật tu phe ba người. Vì vậy không hề sợ chụp hình ba người. Mình niệm Phật nào cũng được hết, tùy theo cái tâm phát nguyện của mình. Nhưng mà mình nhớ là mình niệm á, đừng có quan niệm vậy nè. Có một Phật tử nói con niệm Phật Di Đà để cầu sanh cực lạc, xong con cũng muốn được hết bệnh hết khổ cho con niệm Quan Âm. Nhưng con suy nghĩ rồi, niệm Quan Âm mà không niệm Thế Chí sợ Bồ Tát Thế Chí buồn, cho nên con niệm luôn Ngài Thế Chí. Niệm xong Ngài Thế Chí con cũng thấy thương Ngài Địa Tạng. Lỡ con rớt xuống dưới mà con không thường niệm Ngài, Ngài không ngó con làm sao? Trời ơi, mình sống ngoài đời sao mình nghĩ mấy Bồ Tát y như vậy đó.
Nghĩa là ở ngoài đời mình sống, mình gọi là ai không nhớ tôi không thèm ngó mặt họ. Cho nên rồi mình cũng nghĩ mấy Bồ Tát kia cũng sống y kiểu mình vậy đó. Rồi con lỡ con xuống dưới rồi ngài Địa Tạng nói mày không có niệm tao. Ủa không có chịu rước con làm sao? Cho nên mà cái kiểu là kiểu chúng sanh mình sống làm sao là mình nghĩ Phật Bồ Tát y vậy phải không? Cho nên rồi á, ai mà hứa với mình mà không làm cái mình giận, rồi cái mình đổ thừa cho Phật luôn à. Bữa nào mình hứa ăn chay tháng mà không ăn cái tháng đó nhức đầu bệnh, cái đó Phật quở. Trời ơi, Phật đâu có rảnh, Phật đâu có rảnh mà đi bắt tội mình mấy cái chuyện lặt vặt vậy được. Xin Thầy cho con hỏi, con trì chú Đại Bi và niệm Phật mỗi ngày, những lúc như vậy con có thể mời những oan gia trái chủ và những vong hồn chưa siêu thoát đến trì chú và niệm Phật chung với con được không? Dám mời không? Mà nếu mà mời mà họ tới dám ngồi đó không? Thưa đại chúng á, quý vị không cần mời, người ta vẫn có mặt. Nghe ớn không? Thật sự ra đó, quý vị nhớ như thế này: một việc gì lành thiện chúng ta làm, âm dương đều được lợi. Dù mình không nói gì hết nhưng mà sự thật là như vậy. Ví dụ chiều hôm nay mình giảng pháp, mình nói chuyện đạo lý, trong khi đại chúng ngồi đây quý vị nghe, quý vị tin rằng có những người khác không có mặt họ có nghe không? Có chứ. Thành thử ra cho nên mình tụng kinh xong mình nói là phổ nguyện âm siêu dương thới. Người âm người siêu gì cũng đều, người chết thì được siêu, người dương thì được thanh thới. Cho nên cái việc mà mình mời đó là một cái việc gọi là mình có lòng à, mình muốn mời cũng được à, mời những oan gia trái chủ gì đó, vong linh nào về đó nghe kinh thính pháp siêu thoát. Nhưng mà không mời, người ta nghe điều lành thiện, nếu người ta có lòng tương ưng, ta có mặt à. Cho nên mình mở pháp lên mình nghe, chư thiên cũng nghe với mình. Nhưng mà mình cũng đừng nghĩ là chỉ có vong, nhiều khi các bậc cao hơn người ta cũng đến nghe pháp, tại người ta cũng cần nương tựa, người ta tu mà. Cho nên không có sao hết. Bạch Thầy, tại sao lễ vong sao lại bốn lại? Mình muốn lại năm cũng được chứ, vong đâu có nói gì đâu. Người chết mà chưa chôn lại hai lại. Tại sao hai lại? Nhưng mà trước khi Pháp Hòa nói này, Pháp Hòa phải đính chánh nữa. Cái vụ lại ba lại bốn lại này không phải của Phật quy định. Đây là lễ nghi của người Việt Nam chúng ta. Và quý vị nhớ những gì thuộc về cúng bái ông bà tổ tiên, đó là văn hóa của Việt Nam, chứ nó không phải bắt nguồn từ đạo Phật. Nhưng đạo Phật có một cái hay là đến đâu đạo Phật cũng hội nhập được với cái văn hóa truyền thống ở đất nước đó. Và đồng thời như chẳng những như vậy mà còn làm cho cái văn hóa đó đẹp hơn nữa. Ví dụ như mình lại hai lại, cái người ta nói là sao? Lại âm dương. Nhưng mà đạo Phật nói nữa nè, lại hai lại là bởi vì cái người đó chết rồi, thuộc về người âm, nhưng mà chưa chôn, họ vẫn còn ở đây, cho nên gọi là âm dương. Lại hai lại còn có nghĩa tượng trưng cho gì? Chân đế tục đế. Chân đế là một cái đạo lý chân thật, còn tục đế là đạo lý tạm thời ở thế gian. Ví dụ mình nhớ ơn tổ tiên, cho nên mình tổ chức cúng dỗ, đó là chân đế, là vì nhớ tổ tiên. Còn tục đế, nhớ thì cúng, mà cúng thì phải có cái lễ, cho nên mới làm cơm, làm trà, để đũa, để muỗng đồ lên, gọi là cúng. Bây giờ ví dụ như mình là người Ấn Độ, mà thật sự Ấn Độ không có cúng vụ này nha. Nhưng mà nếu như mình là người Ấn Độ thì cúng khỏi để gì hết, tại vì Ấn Độ ăn bóc. Mình theo truyền thống nào thì mình làm theo cái truyền thống đó, cái đó gọi là tục đế. Còn chân đế là cái sự thật là chúng ta tưởng nhớ là đã đủ. Đấy, giống như Phật vậy đó. Thủy chung á, chúng ta cúng Phật
một chén cơm trắng là đủ rồi. Còn như mà mình có nữa là chè xôi bánh trái thôi, chứ không có mì xào, chả giò, cà ri, kiểm, không có đem lên bàn Phật để như vậy. Bàn Phật là không có để mấy cái đó. Cúng Phật là chè, xôi, trái cây, bánh trái gì đó, hoặc là một chén cơm trắng, chứ không có đem chả giò, mì xào, cà ri, canh chua, ragu. Rồi đã vậy rồi để, mà nhiều khi Phật nhìn tô cà ri, Phật nói này không quen quen, nhìn không quen, tại cà ri này không phải cà ri tôi. Mình cúng Phật không có cúng mấy cái đó. Nhưng mà thí dụ mình đem đó mình cúng đi nữa đó, chẳng qua là gì? Tục đế thôi. Chân đế là mình muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Mà lòng biết ơn của mình mà chân thật nhất là gì? Nghe lời Phật, sống theo lời Phật, gọi là bày tỏ lòng biết ơn bằng cách sống đúng lời Phật. Còn cái chuyện mình cúng kiến lại Phật kiểu nào đó là tùy mình. Rồi hai lại, ba lại, lại Phật, lại chư tổ. Tại sao? Bởi vì ba lại tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Tại sao lại bốn lại? Bốn lại là mình lại tứ thân phụ mẫu, nội ngoại hai bên. Cho nên người chết rồi, chôn rồi, lại bốn lại. Đó, quý vị thấy quý thầy đi cúng không? Hạ nguyệt xuống rồi thì quý thầy sướng sao? Hạ nguyệt sự tất, trai chủ kiền thành lễ tạ tứ bái. Nghĩa là cái thâm ơn đó mình kết thúc bằng cách là lại bốn lại, tạ tất cả những thâm ơn tổ tiên nội ngoại. Cho nên ngày xưa cúng theo kiểu Việt Nam mình á, hễ mà cúng ông bà tổ tiên trên bàn thờ để bốn cái chén, bốn đôi đũa. Đó là cúng theo cái cách của Việt Nam mình đó. Nghĩa là lúc nào mình cũng nhớ đến ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên. Cho nên cúng củ huyền thất tổ để bốn chén cơm, trà ba chung. Còn cúng cô hồn để 6 chén hoặc 12 chén, lục đạo hoặc là thập nhị loại cô hồn. Đó là mình bày tỏ thôi, chứ còn không có cái kinh điển nào nói mấy lại chứ. Nhưng mà quy định. Còn nếu mà lại vua chúa tế trời lại năm lại, ở khoảng giữa lại nữa là trung ương, là tượng trưng cho vua trời. Trên hồi xưa người ta kêu ông vua là thiên tử. Thiên tử là gì? Con trời. Cho nên cái cung điện của vua xây 999 điện, chứ không được 1000 điện. Bởi vì họ quan niệm cõi trời là cõi 1000 điện. Con của vua chỉ con của trời, thua trời một bậc thôi, không dám xây ngàn cung điện, mà chỉ được xây 999 cung điện thôi. Vì đó là thiên tử, chứ còn không xây ngàn điện. Ngàn điện chỉ có trời. Ở cõi trời có ngàn điện. Còn con vua là thiên tử, ông vua ông có 999 cái điện, lớn nhỏ khác nhau. Khi nào mình biết mình đã giác ngộ, khi nào đã hoàn toàn giác ngộ, làm sao chứng được các thánh quả, thì cứ thấy gì ngộ ngộ, giác kêu là giác ngộ chứ gì đâu. Thật sự ra mình chưa phải là người toàn giác, mình chỉ là phần giác. Khổ phần nào, giác ngộ phần đó. Đến khi nào mình hoàn toàn thông suốt thế gian là toàn giác thôi. Ví dụ bây giờ hen, mình đã từng đau vì một cuộc tình, giác chưa? Giác. Mình từng đau vì bị bạn lường gạt, cũng là cái giác. Cho nên cuộc đời này á, hễ gặp gì thì nạn gì thì mình giác cái đó. Giác nghĩa là tỉnh. Mà khi chưa gặp thì mình mê. Ví dụ mình thương người đó mà người nhà mình thấy người đó không được, khuyên mình nghe không? Thậm chí mình còn làm thơ mình nói nhỏ nữa. Hồi xưa ai ép Dương bà, bây giờ bà già bà ép Dương tôi. Kính thưa thầy, con có một câu hỏi. Bạn con rất muốn đi xuất gia, nhưng vì bị người khác gạt một số tiền khá lớn,
mà số tiền này bạn con mượn của người khác, bạn con nói giờ phải đi làm để trả nợ, còn nếu không thì chết không siêu thoát và kiếp sau cũng phải trả. Nghĩ vậy có đúng không thầy? Mặc dù người cho mượn tiền nói xóa nợ cho bạn con, không đòi nữa. Câu hỏi là một người muốn đi tu nhưng mà tại vì còn thiếu nợ người khác, do mượn tiền người khác, cho người khác mượn rồi bị quệt à, đi mơ rễ má vậy đó. Cho nên người xưa người ta có câu là đừng mượn tiền bạc giùm ai, ngày mai mà không trả là cả hai mít lòng. Có thì giúp, không thì thôi, thà lai chi để họ bôi nhọ mình. Bây giờ á, mình muốn đi tu mà mình còn nghĩ rằng mình nợ người ta, nhưng mà có cái hay là người ta đã xóa nợ cho mình rồi. Đừng có sợ là mình mắc nợ người ta rồi lỡ cái chuyện tu hành của mình. Trả nợ cũng có nhiều cách trả. Nếu mình không có tiền mình trả người đó thì mình tu để mình độ cho người đó. Cái trả này nó còn siêu hơn trả tiền nữa. Ví dụ Pháp Hòa nợ quý vị 100 ngàn, không có tiền trả, nhưng mà quý vị có thể gặp một cái khổ nào đó mà Pháp Hòa giúp được, mà Pháp Hòa giúp cho quý vị, thì quý vị thấy rằng 100 ngàn này có lấy lại cũng không hết khổ, mà ông thầy này hay chú nọ cô kia giúp tôi được. Thành thử ra tại sao người xuất gia, người xuất gia là cũng trả nợ chứ gì nữa, nhưng mà trả nợ bằng cách là giáo hóa giảng dạy để người đó thông hiểu hết được cái khổ. Vì mỗi ngày á, người tu là nhận cơm áo của quý vị cho. Quý vị cho người tu được cái vật chất để người tu yên lòng, không phải bận lộn cái chuyện đó. Nhưng bù lại, người tu phải tu, phải thuyết pháp để trả ơn cho tín chủ đàn na. Đức Phật có dạy trong kinh rõ lắm. Một người xuất gia là phải đền ơn cho thính chủ bằng 4 cách. Ngoài cái chuyện giảng pháp ra còn gì nữa biết không? Khi gia đình hữu sự họ cần tới mình phải có mặt trợ duyên. Ví dụ như giờ con của họ nó làm sao đó, mình không làm gì được hết á. Nhưng mà theo cái đạo lý là khi người ta có chuyện người ta nhờ mình tới, có sự có mặt của mình làm cho người ta yên tâm. Ba sắp chết mời thầy tới đâu có nghĩa là ba thấy thầy cái ba tỉnh lại đâu. Không chừng ba thấy rồi mình tụng xong thời kinh cái ông già ông êm quá không đi luôn. Thật sự ra lúc đó mình nói trời ơi, thầy đến thì tụng cho ba tôi thời kinh, tâm ông an tịnh, ông đi theo Phật nhẹ nhàng. Vì vậy cho nên á, mình muốn xuất gia thì cứ đi xuất gia đi. Người này người ta đã xóa nợ cho mình rồi. Rồi đời sau nếu thí dụ như trong đời này mình thành tựu được cái gì mình đổ cho họ cũng là một cách trả nợ. Cho nên á, đời này á, mình mà còn nợ ai đó, nghiệp mà còn đó, trong pháp tịnh độ người ta có một cái phương pháp, người ta có một cái lý gọi là gì? Đới nghiệp vãng sanh. Thế nào gọi là đới nghiệp vãng sanh? Đới là gì? Là carry. Chữ đới là carry, là mang theo. Mình mang theo cái nghiệp mình sanh về tịnh độ. Nhưng mà quý vị đừng có lầm là cái gì mình cũng mang được nha. Phải giải thích chỗ này một chút. Đới nghiệp nghĩa là cho mình đem cái nghiệp cũ, nhưng mà nhất định không được tạo nghiệp mới nữa thì mới được. Chứ còn mà trời ơi, nghiệp cũ chưa trả hết mà cứ mượn hoài thì nợ này, kiếp này mình chưa trả xong. Đới nghiệp làm kiếp mượn cái nợ cũ vãng sanh thì được. Nhưng mà nói như vậy là một sự an ủi, chứ còn thực ra mình bạch, mình sập nghiệp vãng sanh mới tốt. Còn nếu mà đới nghiệp là gì? Là mình còn mang nợ về đó, nhưng mà cuối cùng mình phải hoàn lại ta bà để trả cho những người đó bằng cách là giáo hóa cho họ tu. Chứ không phải trả nợ bằng tiền của nữa, mà giáo hóa cho họ bằng cái pháp tu đó thôi. Con thường nghe nói người vừa tắt thở thì cố gắng tránh đụng vào người ấy, nhưng người tắt thở có thể rơi vào trong mấy trường hợp như sau: 1. Bị tắt thở tại nhà;
người nhà phải báo ngay với cảnh sát, với bác sĩ, như thế là phải đụng sờ vào người mất. 2. Tắc thở tại bệnh viện nếu người ấy còn đang bị bắt, bị đặt nhiều ống truyền oxy, ống vô thức ăn, kim trên tay, ống nước tiểu, vân vân. Vậy người mất đó đã bị y tá sờ vào người rút ống ra. 3. Người tắc thở hiến tặng tim, gan, thận, vậy vừa mất là bị bác sĩ mổ xẻ ngay. Nếu người tắc thở bị rơi vào một trong ba trường hợp kể trên thì đâu thể yên được từ 1 tới 8 tới 12 tiếng đồng hồ. Như thế thân xác người mất đau đớn lắm phải không thưa thầy? Họ đau mà hỏi em gì? Cái này nó cũng hồi nãy cũng có trả lời một chút rồi đó. Thứ nhất, mình tắc thở tại nhà, nếu cái luật đó đó, mà cái luật là vừa tắc thở xong phải báo liền với cảnh sát và y tá bác sĩ họ tới họ đưa về, thì mình để cho họ đem đi thôi, chứ mình đâu, cái luật mà. Còn nếu như mình tin vào cái cách là đừng đụng vào người mất sợ họ đau đó, thì mình có thể nói với họ là xin nhẹ tay. Bởi vì cái người ngoại quốc đó, họ rất là tôn trọng cái truyền thống của mỗi quốc gia. Thậm chí ở những bệnh viện á, họ còn mời mình vô để thuyết trình những văn hóa truyền thống tập tục của mình, để họ đừng làm phạm vào cái tín ngưỡng của mình. Ở đây người ta tôn trọng mình dữ lắm. Pháp Hòa là thỉnh thoảng vô bệnh viện, vô sở cảnh sát rồi vậy đó, để trình bày cho họ nghe những cái truyền thống văn hóa của mình, để họ có gặp thì họ cảm thông là lý do nào mình như vậy. Cho nên cái trường hợp mà đó, nếu mình sợ thì mình có thể request, yêu cầu nhẹ tay. Còn nếu như mà luật họ cho mình được để nhà 8 tiếng, 6 tiếng theo cái cách tin của mình, họ vẫn tôn trọng, họ để đó. Còn nếu như trường hợp mà rút cái ống cũng vậy, cứ rút ra nhưng mà rút trong nhẹ nhàng. Thật sự ra người ta respect lắm, chứ người ta không có làm gọi là đau đớn như mình tưởng tượng đâu. Quý vị đi vào bệnh viện, quý vị thấy những người y tá họ làm, họ rất là tôn trọng bệnh nhân, và họ chăm sóc mình ở đây rất là kỹ càng, rất là cẩn thận. Mà nếu mà tính ra cái tiền mà mình phải trả cho nhà thương như vậy, bạc trăm ngàn đó, mà mình có trả đồng nào đâu, chính phủ lo hết. Mà những người y tá họ rất là nhẹ nhàng đối với bệnh nhân, mà nhất là người đã mất, họ respect mình tuyệt để, tuyệt để. Thậm chí mình họ bước vô, mình nói là họ khám xong, họ xác định là người này đi rồi đó, họ xoay qua họ nói he's gone, I'm sorry, là họ ôm mình, họ ôm người thân liền đó. Người y tá đây họ rất là nhẹ nhàng, cho nên đừng có lo chuyện đó. Nếu mình tin vào cái này, cái lý thuyết này, thì cứ request họ. Nhưng mà ở trường hợp thứ ba, nếu mình hiến, đã là nguyện thì không có sợ gì hết. Mình nguyện mà. Mà nếu mình nguyện mà người ta sử dụng được tất cả tim gan phèo phổi, mắt tai mũi họng gì mình cho người ta, mà người ta sử dụng được đó được, thì có mãn nguyện không? Mãn nguyện. Mà cái gì mình nguyện thì không có gì đau đớn hết, tại vì mình nguyện. Chỉ có một cái điều mình sợ thôi, là cho tùm lum mà lúc đó không còn gì xài được mới ớn. Còn mình cho được mà người ta sử dụng được là tốt thôi. Làm việc ăn giờ cho phải kỉnh, coi cho kỹ. Hôm nay có một Phật tử đem lại cái câu hỏi là trong kinh Hiền Nhân Đức Phật có dạy bốn thứ bạn: bạn như hoa, bạn như cân, bạn như nước, bạn như đất. Vậy hôm nay đủ duyên, xin thầy Quang Hỷ giải thích cho chúng con hiểu thấu đáo, để kết bạn sao cho khỏi ân hận. Thưa đại chúng, thế nào gọi là bạn như hoa? Bởi vì nếu mà bạn đó, thí dụ hoa đó, tươi thì mình để mình chưng, dắt trên đầu, héo thì mình vớt thùng rác. Cũng như thế, có những người bạn đến với mình, nếu mà mình còn sử dụng được, còn xài được, thì họ chơi với mình. Còn nếu như mà mình không còn chỗ nào để xài thì họ quên lửng mình luôn. Bạn như vậy gọi là bạn như hoa. Thế nào gọi là bạn như cân? Bạn như cân là những người chơi với mình nhưng mà luôn luôn toan tính.
so đo hơn thiệt. Ví dụ như mời mình đi ăn hai lần mà không thấy mình mời lần nào cái trách, nay người đó chơi không được, không biết điều, chơi không đẹp. Hoặc là thậm chí tiệc tùng mời bạn với nhau, người ta mình họ tặng cho mình món quà đắt tiền, cái họ cũng expect, họ cũng mong lần sau sinh nhật họ, họ mời mình cũng phải món quà bằng hoặc hơn. Mà nếu mình đi món quà họ mở ra thấy rẻ, cái nói mình sao cheap. Lúc nào cũng có cái so sánh toan tính thiệt hơn. Bạn như vậy gọi là bạn như cân. Thế nào gọi là bạn như núi? Bạn như núi là bởi vì ngày xưa trên đỉnh núi nó thường có những chất quý báu, ví dụ như vàng, ngọc, ví dụ vậy đó. Thì nếu như mà con chim nó đậu ở trên cái đỉnh núi đó thì cái bộ lông của nó cũng sẽ được tỏa sáng theo những cái vật châu báu nằm ở trên cái đỉnh núi đó. Mình chơi với bạn, có đôi lúc mình gần họ, mình lây được cái đẹp của họ. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng có dạy: viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vĩ văn. Nếu mình mà đi xa, viễn hành là đi xa, yếu giả lương bằng là nên gần gũi những người bằng hữu lương thiện. Để chi? Để sát sát thanh ư nhĩ mục. Nhĩ là mục là mắt. Mình chơi với bạn tốt, lương bằng bạn tốt đó, thì thời nào phút nào mình cũng được trong sạch cái thấy nghe của mình. Tại vì người đó không có bạc phò bà tám, không có thị phi nhân ngã, thì mình nghe được lời lành. Cho nên sát sát thanh ư nhĩ mục, mà thời thời văn ư vĩ văn là lúc nào mình cũng nghe được những điều chưa được nghe. Văn ư vị văn là nghe những điều chưa từng nghe. Đó là mình gần cái lương bằng đó. Và xin lỗi, người xưa ta nói là sao? Gần mực thì đen, gần mực thì đen. Không phải. Phải không? À vậy hả? Gần mực thì đen, gần đèn thì tắt. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó là vậy. Thế nào gọi là kết bạn như đất? Đất là một cái tượng trưng cho sự vững chắc. Mọi cái hạt giống cỏ cây nó cũng mọc lên từ đất. Mình gần bạn lành cũng giống như là những người mà vững chắc để mình nương tựa được. Có nhiều khi mình sợ ít mà mình nói cho họ nghe họ hù mình sợ nhiều thêm. Có nhiều khi mình chơi với bạn tối ngày có hù dọa mình biết à, và mình khổ đau chẳng có nương tựa gì được mà toàn đốc suối, còn nói những cái điều rất là negative, rất là tiêu cực. Nói tới đây thì đại chúng nhớ là Việt Nam mình á có một cái tình bạn rất đẹp, đó là Lưu Bình Dương Lễ. Quý vị nhớ câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ. Còn bây giờ cũng còn kể cho đại chúng nghe một câu chuyện bên Trung Hoa. Đó là thời Đông Châu, có một người tên là Bảo Thúc và Quảng Trọng. Thì Bảo Thúc với Quảng Trọng là hai người bạn chơi với nhau. Thì khi mà Bảo Thúc chết, Quảng Trọng tới ôm xác mà khóc, khóc nức nở, khóc hơn người thân mình chết. Thì người ta mới nói: ông với Bảo Thúc chỉ là bạn, có là cái gì đâu sâu sắc mà ông khóc dữ vậy. Thì Quảng Trọng trả lời: hồi nhỏ lúc còn nghèo, tôi với Bảo Thúc đi buôn bán chung, chiều về chia tiền, tôi thường dành phần hơn. Nhưng mà Bảo Thúc không bao giờ trách tôi vì thông cảm gia cảnh tôi nghèo. Lớn lên một chút, hai đứa hợp tác làm việc, đôi lúc tôi cãi, Bảo Thúc cũng nhường. Rồi khi việc nó hư, Bảo Thúc không trách mà còn nói tôi làm sao, à còn thấy tôi
ba lần làm quan, ba lần bị cắt chức, không xa lánh tôi, không chê trách tôi, mà còn nói an ủi lời rằng thôi ráng đi, anh chưa gặp thời. Ra chợ tôi bị người ta ăn hiếp, tôi không dám trả lời. Bảo Thúc không chửi tôi là hèn nhát, mà còn khen tôi anh là người độ lượng. Một người bạn như thế đi mấy có bao giờ tìm được. Cho nên bạn mà hiểu mình, thông cảm cho mình, hướng dẫn cho mình trên đường thiện lành, đó là thiện tri thức. Quý vị nhớ câu chuyện Bá Nha Tử Kỳ đó. Đó nghĩa là hai người, mình hay có một cái danh từ gọi là tri âm tri kỷ đó. Cái chữ tri âm tri kỷ là nó xuất phát từ cái điển tích của Bá Nha Tử Kỳ. Tri âm là gì? Người biết thưởng thức âm nhạc của mình. Còn cái người mà hiểu được cái tình bạn gọi là tri kỷ, hiểu được mình là tri kỷ, tri âm. Cho nên người xưa người ta nói đó, quen nhau đầy khắp trong thiên hạ, kiếm được tri âm được mấy người. Mình có thể quen nhau đầy khắp trong thiên hạ, nhưng mà tìm một người tri âm tri kỷ thật không phải dễ. Cho nên đời này mình gặp được tri âm tri kỷ thì biết là mình có một duyên lành ở trong cái tình bạn. Nhưng mà lỡ mình gặp những người bạn nào không dễ thương cũng đừng ghét. Nếu mình không có học được gì nơi họ thì mình cứ giữ tình bạn nhưng mà không có sâu. Bởi vì mình nhớ là mình sống ở đời, mình không muốn biến ai thành kẻ oán của mình hết. Bởi vì sao? Cái oán là cái trách. Có trách mới có oán, cho nên kêu oán trách. Nghĩa là người ta giận mình rồi thì người ta mới có cơ hội người ta trách mình đủ thứ. Cho nên giữ làm sao thêm bạn bớt thù. Từ đây con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Lời nói sao hòa trong hiệp ngoại, tức là lời nói của mình làm sao cho nó hòa hợp trong ngoài. Thế nên Đức Phật có dạy rất nhiều bài kinh nói về tình bạn. Còn đôi khi có những bài kinh Phật nói bạn có 7 dạng bạn. Bạn mà không bao giờ đốc xúi mình làm những điều sai quấy, thấy mình làm sai quấy thì khuyến khích, nâng đỡ, hướng dẫn mình ra khỏi cái chỗ lầm đường lạc bước, đó là bạn tốt. Còn bạn mà tán dương mình không được. Ở trong này có một câu nè: thầy ơi, tại sao người Việt Nam gọi mấy người nhiều chuyện là bà Tám? Trời ơi, làm như em trên thông thiên văn, dưới thông địa lý. Làm như em là biết, nghĩa là trên dưới gì cũng biết. Nhưng mà thôi, lỡ biết thì nói luôn. Tại vì người Quảng á, người ta gọi mấy người nhiều chuyện là bạc phò. Bạc phò, bạc phò là cái bà Tám. Cho nên người Việt mình mới dựa theo cái cách kêu gọi của người Quảng, kêu là bà Tám. Chứ còn tiếng Việt bà Tám nó không có nghĩa gì hết á. Tội nếu mình kêu như vậy tội nghiệp cho mấy người thứ tám. Nhưng mà tại vì cái văn hóa của mình rất gần cái văn hóa của người Hoa, mà cái tiếng Quảng á là bạc phò, cho nên rồi từ đó mình mới dịch lại bạc phò là bà Tám, phải không? Cho nên rồi mình gọi mấy người mà vậy là bà Tám. Ví dụ như bây giờ cái người mà họ hơi không bình thường, tiếng Việt kêu làm sao? Nhẹ nhẹ thì man man, nặng nặng thì tấn tấn. Ví dụ vậy. Nhưng mà người Quảng họ kêu là sập xăm tiệm. Phải vậy không? À, 13 điểm. Nhưng mà nếu mà bây giờ cái anh Quảng mà anh bắt chước người Việt á, anh không biết cửa tửng tửng làm sao, cánh xoay vòng vòng vậy nè. Cho nên người Mỹ mà gặp mình mà nói mình dày là không được rồi nha.
Cho nên á, có nhiều khi mình sống trong đời mình gặp nhiều cái điều thị phi lắm. Thị là gì? Thị là tốt, phi là xấu. Mặc dù mình cố gắng mình làm rất nhiều việc thiện, nhưng việc thị phi không thể tránh. Thế thì làm sao mình quán chuyện này đây? Bây giờ Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe hai câu này, cái mình bỏ túi mình xài chơi. Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không tùy ở mỗi người. Biết nghe miệng miễn cười tươi, không biết lòng dạ tơi bời khổ đau. Bốn câu thơ đó Pháp Hòa dịch từ một câu tiếng Hán: thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Trong ngày, trong đời sống của chúng ta, mỗi ngày đều có chuyện thị phi hết, gọi là thị phi trung nhật hữu. Bất thính, bất thính là gì? Là không nghe. Bất thính tự nhiên vô. Chữ thính này á, nó không có cái nghĩa là người ta đang nói rồi mình im lặng, mình bịt lỗ tai, mình nói không nghe, không nghe. Mình vẫn nghe người ta nói, nhưng mà người ta chỉ phát ra cái tiếng thôi, còn cái nghĩa của lời nói đó đừng nghe. Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Thì Pháp Hòa mới dịch hai câu đó thành bài thơ bốn câu vậy đó. Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không tùy ở mỗi người. Biết nghe miệng miễn cười tươi. Người ta nói, thí dụ bây giờ người ta nói cái điều đó phi, nhưng mà ở cái khía cạnh của mình nhìn mình không thấy phi, nhưng mà mình cũng thông cảm, mình cũng chưa chắc là đúng trọn vẹn, người kia cũng chưa chắc là đúng trọn vẹn. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì mà chúng ta nói đều là phiến diện gốc hết. Cho nên chúng ta là người giác, nhưng mà lúc tỉnh lúc mê, cho nên gọi là hốt giác hốt mê. Có khi mình là bất giác, là hoàn toàn không tỉnh. Chỉ có Đức Phật mới là người toàn giác, vì Đức Phật ví như người ngồi ở trên, thấy hết ở dưới này. Còn mình có nói gì là mình nói theo cái khía cạnh mình ngồi, mình đứng, mình thấy thôi. Cho nên đừng có buồn. Mình đừng có buồn khi mình làm việc thiện mà vẫn bị người ta thị phi. Mà nhớ là người ta không thị phi thì chưa chắc việc làm của mình đã đúng. Nhờ người ta nói vậy cho nên mình mới có cơ hội mình kiểm lại mình, và mình gò bó mình hơn, mình sống đàng hoàng hơn. Chứ còn không ai nói gì hết, có thể mình sống tự tung, buông lung, phóng túng, cái điều đó nguy. Còn nhờ người ta có chăm soi chỉ trích mình vậy đó, cho nên mình mới chỉnh đốn mình lại chút. Hồi đó có một cái cô đó đó, quý vị có nhớ câu chuyện mà hai cha con đi chợ mua lừa không? Đó. Hai cha con đi chợ mua con lừa dắt không về vậy. Đi dọc đường cái hàng xóm, hai cha con này ngu, mua lừa mà không biết cởi. À, nghe có lý. Ông già leo lên, con lừa cởi, trai đứng ở dưới dắt. Đi chập cái thiên hạ mới nói ông già này thiệt hơi bất nhân. Cha thì leo lên con lừa cởi, thằng con thì đi bộ. Cha này chúng cha thời nay à. Rồi ổng nghe có lý, ổng tuột xuống để thằng con lên. Điền hồi cái người ta mới nói đúng là thằng con bất hiếu. Nó đành lòng nào nó leo lên con lừa nó ngồi mà để ba nó đi bộ. Rồi hai cha con, cha lên cũng không được, con lên không được, cuối cùng hai cha con leo lên luôn. Đi một chập cái thiên hạ nó hai người ác đức, hai cái thay mà leo lên một con lừa. Rốt cuộc hai cha con lát tụt xuống, lát tụt lên, lát tụt xuống, lát tụt lên. Tại vì người ta làm sao? Cứ nói. Chính vì vậy mà cuộc sống mình không yên. Mai mốt quý vị nghe cái bài giảng bình yên và nói bên Mỹ. Muốn bình yên phải làm gì? Thì trong đó có một trong những cách là đừng bao giờ để người khác sai xử mình. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng nói, đừng có để ai quyết định cho đời mình, mình phải là người quyết định. Thì qua những câu hỏi nãy giờ có mấy câu đó, Pháp Hòa gom lại, Pháp Hòa nói luôn chuyện tình bạn, chuyện thị phi trong cuộc sống.
Tại vì quý vị thấy không có cái việc gì mình làm mà người ta không có, người không có bình luận hết đó. Ăn thua là mình thấy cái việc đó nó thích ứng để mà làm hay không thôi. Chứ còn mình cứ nghe riết là mình không bao giờ mình trọn vẹn được cái việc mình muốn làm. Con nghe nói thần thức của người chết sẽ được thoát ra một trong sáu nơi trên cơ thể, sẽ tái sinh về một trong sáu cõi tùy theo nơi nào thần thức thoát ra. Xin Thầy cho con biết những điều này có phải do Đức Phật nói hay do chư tổ nói. Quý vị biết cái vụ mà thần thức xuất ra ở đâu không, trong cơ thể, theo câu hỏi này không? Biết không? Tại vì có một cái thuyết nói rằng khi mình chết rồi đó, sau khoảng một thời gian vài tiếng, 6-7 tiếng gì đó, rồi bắt đầu mình tới mình rờ lên cơ thể người chết, chỗ nào mà nóng là chỗ đó người đó, cái thần thức họ xuất ra từ đó, rồi họ sẽ đi về cõi nào tùy theo cái chỗ đó. Thì tất cả những cái việc đó nó gom vô một bài kệ. Bài kệ đó như thế này: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh cước khái ly, địa ngục cước bản xuất. Đảnh thánh nè, đảnh nè, nếu mà cái thân thể đó nóng, xin lỗi, lạnh toàn bộ hết mà chỉ còn chỗ này ấm thì người đó sanh về cõi thánh, ý nói cõi Phật đó, gọi là đảnh thánh. Nhãn sanh thiên nghĩa là rờ hết cơ thể đó mà chỉ có con mắt còn ấm thì người này sanh về cõi trời. Đảnh thánh nhãn sanh thiên. Nhân tâm nghĩa là toàn thể thân thể lạnh ngắt, chỉ có cái ngực còn ấm là người này sanh về cõi người. Nếu mà người đó toàn bộ lạnh ngắt hết mà chỉ có cái bụng mà nó ấm là người này sanh về ngạ quỷ. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, phúc là cái bụng. Bàn sanh cước cái tất cái ly, nếu mà sanh về cõi súc sanh thì ở dưới lòng bàn chân, xin lỗi, ngay cái đầu gối. Đầu gối nó nóng, mấy chỗ khác lạnh. Còn nếu mà địa ngục cước bản xuất, nếu mà lòng ở dưới bàn chân mà nó ấm sau cùng, lạnh sau cùng đó, tức là nó còn ấm ấm lạnh sau cùng, thì người đó đọa địa ngục. Thì người ta quy định một bài kệ như vậy để có thể gọi là kiểm nghiệm coi người chết này sanh về đâu. Xin thưa là trong câu hỏi là những trường hợp như vậy do Phật nói hay tổ nói? Cái này Phật không có nói. Cái này là do kinh nghiệm của người xưa các tổ nói thôi, chứ còn Phật không có nói việc này. Bây giờ mình đặt cái trường hợp, mình có tin không? Cái trường hợp đó không sao, mình tin không tin không quan trọng. Nhưng mà có một điều là mình nhớ, là thật sự mình có tái sinh trong sáu cõi luân hồi theo lời Phật dạy: địa ngục, ngạ quỷ, trời, người, Atula, địa ngục, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây gọi là sáu cõi luân hồi. Và cái này thường được gọi là lục phàm. Lục phàm là sáu cõi đó, từ trời xuống tới địa ngục. Còn trên sáu cõi này có bốn cõi nữa: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, gọi là tứ thánh. Tứ thánh, lục phàm nhập lại thành 10 pháp giới, gọi là 10 cõi. Mà chúng ta là người sống ở đời này, tùy theo cái nghiệp tạo mà chúng ta sanh về một trong 10 cõi. Một là sanh về bốn cõi thánh, hai là sanh về sáu cõi luân hồi. Trời là cõi sướng nhất, nhưng vẫn còn luân hồi khổ đau, bởi vì lên đó phước quá thì không lo tu, chỉ lo hưởng. Mà hưởng hết phước thì rớt xuống đây. Giống như ông Uất Đầu Lam Phất, hết phước cõi trời, đọa xuống làm con chồn biết bay. Và con chồn này chuyên môn ăn những con cá, là vì cái lời thề của ông ngày xưa:
ta mai mốt ta sẽ làm một loài cá, một loài chồn ăn hết chúng bay. Bởi vì khi ông ngồi thiền, ông tu, những con cá nó dưới nước nó làm rộn ông, và ông nghe được cái tiếng nó lăng tăng, ông bực. Và ông thề một cái lời thề là mai mốt ta sẽ thành một loài chồn ăn hết chúng bay. Vì vậy cho nên khi mà ông có phước, ông sanh về cõi trời, hưởng hết phước đọa làm con chồn, chuyên môn đi ăn loài cá. Cái chuyện mà cái đạo hữu này hỏi đó, thì cái chuyện mà mình rờ ở đâu, ấm đâu đó. Rồi trong này có một câu hỏi nữa nè, trong này nó dính dáng câu hỏi nữa, là như trường hợp á, mình để người chết 8 tiếng như vậy đó, rồi mình rờ như vậy đó, rồi bây giờ trong này đặt một câu hỏi, lỡ người đó chết mà ở ngoài đường, ngoài xá, hay là người đó phát nguyện hiến tạng, rồi không lẽ để tới 8 tiếng nó cứ ngắt còn hiến được cái gì nữa, thì trường hợp đó có ảnh hưởng đến cái chỗ mà gọi là siêu sinh của họ không? Không ảnh hưởng gì hết. Tại sao? Vì cái đó là lời phát nguyện của mình. Mà nếu cái gì mà mình phát nguyện cho dù đau cũng chịu, mình nguyện mà. Ví dụ như hôm nay Pháp Hoàng nguyện là sẽ sinh hoạt với đại chúng 3 thời, mặc dù chiều có mệt đi nữa cũng phải làm, tại vì anh hứa rồi. Anh không muốn người ta gọi anh là con ma nhà họ Hứa. Cái gì mình nguyện thì mình sẽ ráng mình làm. Cho nên Phật tử mình tu tập, mình phát nguyện là vậy đó. Mình phát nguyện chứ mình không thề nha. Phật tử là không được thề thốt. Cho nên ví dụ bạn mình mà không tin mình, nói anh thề đi, anh thề tôi mới tin. Nếu anh không tin tôi thì thôi, chứ còn tôi không thề. Mình không vì một cái chuyện bình thường mà mình thề thốt. Cho nên nếu mà người bạn đó có niềm tin với mình thì không bắt mình thề. Không tin thì hỏi, hỏi mà nói, nói mà không tin bắt mình thề thì không nên. Mình không vì cái việc đó mà mình thề như vậy được. Kính thưa Thầy, cho chúng con xin hỏi, ơn sanh dưỡng và ơn huệ mạng có giống nhau không? Và chúng con phải làm như thế nào để đền đáp công ơn này cho tròn? Cái này nó đi ra từ một cái câu thơ. Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng. Tức là mình nói tới ơn thầy đó, nghĩa song thân muôn kiếp khó đáp đền. Mỗi con người chúng ta căn bản chúng ta thọ hai cái ơn lớn trong đời. Một là ơn sanh dưỡng của cha mẹ. Đó là cha mẹ nuôi cái thân thể của mình. Còn thầy tổ cho mình hiểu biết, cho mình giáo pháp, cho mình đường tu để trưởng dưỡng cái thân huệ mạng của mình. Chữ huệ là gì? Là trí huệ của mình. Sở dĩ ngày nay mình thành một người có đủ trí tuệ, hiểu biết để mình giảng pháp tu tập, đó là nhờ các bậc thầy tổ đã dày công viết sách dạy dỗ cho mình. Như vậy thì nếu nói về cái ơn mà thân thể, xác thân, thì chúng ta nhận cơm áo sữa nuôi của cha mẹ. Còn sự hiểu biết của chúng ta là do thầy trao truyền. Cho nên đó là cái người mà cho mình sức khỏe, thân thể gọi là ơn sanh dưỡng. Còn người mà cho mình hiểu biết gọi là ơn huệ mạng. Huệ mạng là cái mạng này, cái thân này không phải là cái thân sữa bơ cơm gạo nữa, mà cái thân này là pháp thân trí tuệ. Vì vậy cho nên trong một ngôi chùa Việt Nam, tiền Phật hậu tổ, đó là câu chúng ta thường nói, trước thờ Phật sau thờ tổ. Nhưng mà tổ ở tổ đường á, ở giữa thờ các vị tổ sư qua các thời đại, cũng như chư vị hòa thượng tôn đức đã có công cống hiến cho Phật pháp, cái đó gọi là tổ tiên tâm linh. Còn hai bên bàn thờ ông bà, đó là tổ tiên huyết thống. Mà chúng ta thờ hai bên ông bà đó là ơn sinh dưỡng, còn chúng ta thờ tổ ở ngay giữa đó là ơn huệ mạng. Rồi hai cái đó giống ở cái chỗ là nhớ ơn.
Còn khác là một người cho mình thân, một người cho mình trí. Rồi bây giờ làm sao mình đáp đền? Muốn đáp đền ơn sanh dưỡng thì chúng ta phải giữ cái thân này cho lành mạnh, không nên dùng rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy, vân vân để tổn hoại thân này, vì đó là tội bất hiếu đối với ông bà cha mẹ đã cho mình một thân thể khỏe mạnh mà mình lại đem những độc tố để hại thân mình. Còn nếu mình đền ơn tổ tiên tâm linh cho mình huệ mạng thì hãy vận dụng trí tuệ đó mà tu tập, cũng như giáo hóa cho những người có duyên với mình. Dù ít dù nhiều, dù gần dù xa, nếu chúng ta độ được ai thì chúng ta đều phải đền cái ơn đó. Vì thế cho nên các thầy khi mà lớn lên đi hành đạo thì trong tất cả mọi khả năng của mình, mình đều đem một cái tâm nguyện dựng chùa, lập đạo tràng, hướng dẫn tu tập, hầu đền cái ơn mà thầy tổ của mình đã nuôi dưỡng mình. Ngày xưa nếu thầy tổ không lập chùa mở đạo tràng thì cũng đâu có tới phiên mình vô để mình tu. Thì ngày nay mình có chỗ mình tu rồi thì mình phải vì những người sau mình lập nên, để cho họ có chỗ họ nương tựa. Đó là vậy đó. Cho nên giống là giống ở chỗ cái ơn, còn đền đáp là có hai cách đáp. Một cái là phải giữ thân, xem thân này như chiếc thuyền để tu. Như vậy thì nó có cái mốc quan hệ là gì? Mình á, muốn tu để nương vào lời dạy của tổ tâm linh, mà không có cái thân thì tu không được. Ví dụ các tổ dạy mình ngồi thiền thì mình phải ráng dưỡng thân cho tốt để mình ngồi thiền cho khỏe. Thí dụ vậy đó, các tổ dạy mình bố thí thì mình phải có sức khỏe tốt, đi làm tốt thì mình mới có tiền của để bố thí. Cho nên ở cái chỗ mà đền đáp nó gặp một cái chỗ chung là chúng ta phải dưỡng cả hai thứ, thân và trí, để việc làm của chúng ta được trọn vẹn. Kính thưa Thầy, con được hiểu đã theo Phật thì không thờ các quan thánh thần. Tuy nhiên con được hiểu mỗi mảnh đất có thần tài, thổ địa, thổ công, táo quân. Xin Thầy chỉ dạy chúng con việc này cúng như thế nào cho đúng. Thưa đại chúng, là nếu như ở nhà mình xưa nay đã có thờ ông Táo, ông thần tài, bây giờ quý vị quy y Tam Bảo rồi, quý vị cũng tiếp tục thờ chứ không cần phải dẹp. Còn nếu mình chưa có thờ thì cũng không cần thờ. Nhưng mà người không hiểu thì người ta thờ á, thần tài là để cầu ông thần đó ban cho tiền của. Người ta thờ ông thổ địa là để mong ông phù hộ cho mình ở yên. Nhưng nếu mình thờ ông thần tài đó, cái tượng ông thần tài đó mà mình giàu đó, thì các ông làm ra các ông thần tài phải giàu hơn mình. Đằng này ông làm từng cái tượng ông bán cho mình mà, phải không? Rồi mình mà giàu có thì ông thần tài mình mới no, thì mới có tiền mới mua đồ cúng. Còn nếu mình thờ ổng mà mình cũng nghèo sơ sát thì tiền đâu mua cúng gì. Vì thì cái ý nghĩa sâu hơn là đừng nghĩ mình thờ ông đó ông ban cho mình tiền. Thần tài là gì? Thổ địa là chi? Thổ địa chính là chúng ta mỗi người đều có một mảnh đất tâm là thổ địa. Mình là thổ địa của mình nè. Rồi bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây không có người nào mà không có chút ít tiền của. Mình có là thần tài của mình chưa? Vậy thì mình là thần tài của mình, mình là thổ địa của mình. Nếu như mà mình biết giữ tiền của thì thổ địa này vững chắc, gia đình yên ấm. Ví dụ bây giờ mình có tiền mà đánh bài, làm những cái việc không đúng, rồi vợ chồng xích mích, rồi thậm chí đi đến cái chỗ đổ vỡ ly dị, cái nhà đó bán là ông thổ địa đó không yên. Như vậy do thổ địa không yên cho nên thần tài mới rủng rỉnh. Mà thần tài mà yên ổn thì thổ địa mới an toàn. Cho nên nếu mình nói cái ý nghĩa sâu mà chúng ta học được á, cho nên Phật Pháp là, quý vị biết không, cái câu mà chúng ta thường nói đó, tà người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói chánh pháp, chánh pháp thành tà pháp.
Người chưa hiểu, người ta có thể giảng thần tài thổ địa theo kiểu là cúng bái để mà xin. Đó, bây giờ Phật giáo vẫn đi vào, nương vào cái thần tài thổ địa quý vị có sẵn đó. Bây giờ chỉ mình cách thờ thần tài một cách hay hơn là hãy giữ tâm cho vững, giữ tiền cho chắc, thì thần tài thổ địa không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Mà thật ra ông thần tài là ai? Chính là ông Phạm Lãi đó. Tại vì ông Phạm Lãi ngày xưa đó, ông về hưu rồi, ông mới đi khắp các chỗ nghèo đói, ông lấy cái tiền của ông ra ông cho người ta. Rồi mỗi lần mà người ta thấy ông Phạm Lãi xuất hiện thì người ta tự gọi, ô thần tài của mình tới rồi, thần tài của mình tới rồi. Sau này ông Phạm Lãi ông chết, người ta mới nhớ ơn ông, người ta mới tạo ra cái tượng ông Phạm Lãi, người ta thờ và người ta gọi là ông thần tài. Chứ không thần tài gì đâu, thần tài là ông Phạm Lãi. Còn cái ông thổ địa là một cái ông quan mà ngày xưa ông hay tranh đấu quyền lợi cho dân, bị người ta lấn đất thu thuế, thì ông này có cái công dành lại những cái quyền lợi cho người ta. Vì vậy cho nên khi ông chết đi, người ta cũng nhớ ơn ông, ta tạc cái tượng ông, ta thờ kêu là ông thổ địa. Nhờ ông mà mình mới giữ được miếng đất của mình. Rồi cứ như thế mà truyền riết cho mình kêu là thờ thần tài thổ địa. Mà chứ có ông nào ông thận trên dưới gì đâu. Chính là hai cái ông bên Tàu, thần tài với thổ địa. Bây giờ mình không có bác, không có bác. Nếu đã thờ thì cứ thờ, nhưng mà mình thờ bằng cái tâm niệm sáng suốt của mình, thì mình thờ mà không rơi vào mê tín. Cũng giống như ông Táo, mỗi năm mình 23 tháng chạp là đưa ông Táo về trời, là một ý niệm nhớ ơn của dân tộc Việt Nam. Vì mình nhớ ơn là cái ông Táo này nè, ông lò này nè, ông đã giúp cho gia đình mình có những bữa cơm đầm ấm suốt quanh năm. Đó là bày tỏ sự nhớ ơn. Vì sao? Gia đình nào còn thổi lửa nấu cơm mỗi buổi chiều thì gia đình đó còn hạnh phúc yên ấm. Gia đình nào mà chiều đó không còn nấu cơm, mạnh ai nấy đi đâu đó ăn, thì gia đình đó bắt đầu tình cảm nó lạnh nhạt. Vì vậy cho nên ông Táo mà còn lửa trong nhà, đó là hạnh phúc gia đình còn. Cho nên thờ ông Táo nghĩa là thờ một cái ông mà đã giúp cho mình về sau nhà cửa mình yên ấm. Cho nên giữ lửa bếp ở trong nhà cho nó yên ấm. Mà nhà nào mà còn nấu cơm, dọn cơm ăn buổi chiều, nhà đó còn hạnh phúc. Còn nhà nào mà cũng nấu nhưng mà sau đó mỗi người một tô, không, thì sẽ có bài hát riêng một góc trời. Vậy thôi. Được chưa? Rồi thôi hết. Thưa đại chúng, lần này Pháp Hòa trở lại Sydney trong 3 buổi, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Từ chiều thứ 6 là làm việc suốt cho tới bây giờ, mỗi ngày nào cũng 2-3 thời. Hôm qua 3 thời, bữa nay cũng 3 thời. Và đây là buổi sinh hoạt cuối cùng của Pháp Hòa ở tại Sydney. Và ngày mai Pháp Hòa tiếp tục đi qua bên Perth để tiếp tục cái chuyến đi của mình. Thì bữa nay là 11 Tây rồi, thì coi như còn 10 ngày nữa thì Pháp Hòa sẽ về lại Canada. Thì ở đây nhân dịp này, tối nay Pháp Hòa xin thành tâm hướng về đại chúng với tất cả tình thương, lời chúc nguyện đến đại chúng thân tâm được an lạc, gia đình được bình an, tu hành được tinh tấn. Và Pháp Hòa cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành cho Pháp Hòa rất nhiều tình thương mà quý vị đã thể hiện trong suốt mấy ngày qua. Nếu mà không có tình thương đó là không bao giờ có chen lấn. Hạnh phúc lắm. Và đặc biệt hơn nữa là chúng con xin kính tri ơn chư vị trụ trì của các đạo tràng, các chùa đã mở lòng tạo duyên cho tất cả chúng con được sinh hoạt hạnh phúc trong suốt một cái cuối tuần vừa qua. Cũng như cảm ơn tất cả quý Phật tử đạo hữu
ở tại Sydney đã dành rất nhiều thời gian quý báu để mà tổ chức các cái buổi sinh hoạt như vậy. Nói chung lại là xin tri ân tất cả và cảm ơn tất cả rất nhiều. Kính bạch thầy, con có một thao thức vì sao Đức Phật nói người nữ phải sau người nam một đời. Người nữ muốn thành Phật phải chuyển thân nam. Phật tánh đâu có nam hay nữ, giác ngộ đâu có phân biệt giới tính. Có những người nữ là đại trượng phu, có những người nam hạ liệt. Trong lịch sử có ngày Long Nữ thành Phật dù là thân súc sinh. Bà Visakha, hoàng hậu Mặc Lợi, ngay cả nàng Ma Đăng Già thân đê tiện vẫn thành A-la-hớn trước ngài A Nan. Xin thầy từ bi chỉ dạy. Thưa đại chúng, câu hỏi là hơi thao thức. Không biết thao thức là tại sao người nữ lại sao người nam. Thưa đại chúng, đứng trên phương diện đại thừa với cái nhìn bình đẳng thì tất cả chúng sanh đều có Phật tính, có khả năng thành Phật dù vị đó là nam hay nữ. Nhưng ở đây trong kinh nói là chuyển nữ thành nam là một biểu tượng chuyển cái phàm thành cái thánh, chuyển cái khó khăn thành cái thuận lợi. Pháp Hòa thưa đại chúng, đối với cái thân á, thân nam á dễ dàng sinh hoạt hơn thân nữ. Thí dụ mình ở một quốc độ nào mà thiếu nước, người nam vẫn dễ chịu hơn người nữ. Đây là mình nói theo cái thân thể đang thọ thôi, đang thọ thân thôi. Thì ví dụ như người nữ mà đến cái ngày dơ mình mà không có tắm rửa gì thì rất là khó chịu. Cho nên đứng trên phương diện thân thì mình chuyển cái dơ thành cái sạch, chuyển cái khó. Cái khó đây là cái thân người nữ khó đi đứng. Thí dụ như người nam mình đi đâu ban đêm mình cũng không sợ, mà người nữ mà đi đâu tối khuya là sợ. Thậm chí nghe đứa con trai nó đi ra ngoài mình không sợ, mà mình nghe đứa con gái mà ra ngoài mình tối là mình lo. Vì mình biết rằng thân người nữ dễ bị người khác xúc phạm. Cho nên ở đây chỉ nói đến cái khó. Chuyển có nghĩa là gì? Mình chuyển cái nghiệp thôi. Mà chữ nghiệp ở đây không có nghĩa là xấu nữa. Trường hợp này không có là xấu, là mình thọ thân nữ thì có những cái khó khăn của người nữ phải chịu. Mà Đức Phật nói trong kinh người nữ có 5 điều khó. Một là dơ mình, hai phải làm vợ người nè, ba phải làm người mẹ nè, bốn là phải hy sinh nè, năm là phải bảo bọc. Quý vị thấy là một người nữ là mình phải mang nặng đẻ đau, trong khi đó người nam không bị. Và thí dụ như bây giờ con mà nó khóc á, ba có thể nằm ngủ không lo, người mẹ thì không thể làm được việc đó. Mà thậm chí bây giờ người chồng có bỏ mình đi nữa, mình cũng không nỡ bỏ con. Người nam có thể làm chuyện đó, bỏ vợ được, bỏ con được, mà người nữ khó làm. Cho nên đó là cái đức hy sinh mà người nữ phải chịu. Còn đứng trên phương diện tu tập, nếu mà mình không bị cái thân người nữ, không mắc vào thân người nữ, thì cái sự đi đứng tu tập mình nó cũng dễ hơn. Mà trong kinh nói á, sanh về cái nước không có người nữ cũng không có kỳ thị nha. Cái chữ đó chỉ để biểu tượng rằng không còn tính dục. Bởi vì hễ chỉ một nam giới thì không có nữ thì người nam không khởi tâm. Ở đây nam nữ là để nói lên cái chỗ quốc độ mà sống bằng dục nhiễm. Cho nên trong kinh nói là nơi nào không có người, sanh ở một quốc độ không có người nữ thì không có nghĩa là kỳ thị không cho người nữ tới. Mà ở đây chỉ mới nói là sanh ở một quốc độ không còn có những cái dục của nữ nam, chỉ có ý thôi. Và đúng, thí dụ như có những người nữ nhưng mà rất trượng phu, thì cái người nữ đó tuy đang mang thân nữ nhưng mà đang chuyển rồi đó. Chuyển từ cái thân tướng thì chưa, mà tâm là chuyển rồi đó. Chứ còn chưa nói là mặc dù mình nói là người nữ cũng có tính trượng phu, nhưng mà tập nghiệp của người nữ là phần lớn là gì? Hờn giận. Hay là thí dụ như mình có được những cái chức
vụ gì đó, mình thường hay dính vào cái chức đó mà tháo quát nhiều hơn. Cho nên ở đây thì nói đến cái Đức Phật quán mỗi cái nghiệp ở trên mỗi cái pháp để mà Đức Phật chỉ thôi. Pháp Hòa nói ví dụ như là hoa huệ, hoa huệ Việt Nam mình á, thì bây giờ mình nhìn cái hoa huệ cái mình nói trời, hoa huệ á, tuy nó thơm nhưng mà vài ngày mà chưng trong nước là nước nó bị hôi lắm. Thì mình đâu có phải mình chê nó đâu, mình nói rõ cái pháp là cái thân của cây huệ tuy nó thơm nó đẹp nhưng mà nước nó thôi. Hẹ ăn ngon không? Nhưng mà bỏ quên trong tủ lạnh thì sao? Chịu không nổi. Dưa chua ăn bánh mì ngon không? Nhưng mà quý vị thường thường mà quý vị mở cái tủ lạnh ra, mà tủ lạnh nào mà có để thổi dây dưa chua mà củ cải trắng trong đó coi, hôi không? Hôi. Mà nó ngộ một cái mà mở ra nó trồ cái gì mà hôi dữ vậy. Nhưng mà ăn bánh mì mà thiếu nó, thiếu à. Như vậy thì mình nói đúng cái pháp của nó chứ không có chê. Pháp nó là như vậy thì mình nói nó là như vậy. Và nếu mình biết cái pháp nó như vậy thì mình làm gì đó, ví dụ như người ta chưng hoa huệ thì biết rằng nó hôi như vậy cho nên thường là 2 ngày người ta đổi nước một lần. Nó có cái cách đối trị, cái cách để mà mình làm sao chuyển nó. Pháp Hòa ví dụ như là mình cấm hoa lê dên, hoa huệ Đà Lạt á, mà muốn cho cái hoa huệ đó nở đều thì một là mình phải ngâm nước ấm, hai là mình đem về mình cắt xéo xuống. Khi mình mua về là được, không có để nguyên như vậy cắm mà phải cắt xéo xuống, cắm vô trong nước ấm để cho nó rút cái nước mình ấy lên, và đồng thời phải ngắt ở trên đầu của cái hoa đó một chút để nó nở đều từ trên xuống dưới. Nếu mà mình mua về mà mình để yên vậy đó là bảo đảm nó nở nhiêu là nở thôi, còn những cái nào búp là nó để, chứ nó không nở đều ra. Còn mình ngắt ở trên ngay cái đầu của nó là nở đều từ trên xuống dưới. Rồi quý vị nào mà cắm hoa bằng cái mút màu xanh á, mà muốn cho hoa nó không hôi, thì khi mình đem cái mút đó về mình ngâm trong nước thì nhớ là cái nước bleach mình clean nhà đó, lấy cái nắp của nó đựng đúng một cái nắp đó, trút vô cái quậy vô cái thùng nước ấm mà mình sẽ ngâm cái cục mút đó, đó ngâm mút trong đó thì nước mình, cái mút mình cắm hoa không bị hôi. Thì mình nói đúng cái pháp của nó rồi mình có cách để mình điều hành nó. Thì Đức Phật cũng là thế. Ví dụ Đức Phật nhìn các tướng, Đức Phật nói được cái tướng của nó, cái pháp nó là tướng nó vậy, bản chất nó là vậy. Thì để nó có như vậy chúng ta không có khổ. Cho nên Đức Phật nói bản chất của người nữ là thường có những cái nghiệp đi theo sau, như là hờn giận, để lòng, khó nguôi, ví dụ vậy đó, ganh tị. Thì mình biết cái pháp đó để chi? Để mình chuyển mình. Mình chuyển mình để làm gì? Để mình thăng hoa. Nói vậy không có nghĩa là người nam cũng có nha. Có những người nam tánh cũng y hệt vậy. Còn nếu nói chung là tất cả chúng sanh hễ còn là con người thì tham sân si đầy đủ. Và tùy theo cái tu tập của chúng sanh mà tham sân si nó giảm hay nó tăng. Chứ không có cái ý kỳ thị. Chứ không có gì phải thao thức. Đều có khả năng thành Phật hết, mà tùy theo. Cho nên Đức Phật á, muốn cho người nữ phải tu tiến, cho nên Đức Phật ra điều kiện là nếu một lần mà tu rồi á, mà không thành công á, thì không được tu lại. Cái đó chỉ là một cái cách nói để cho mình tiến bộ và phát tâm. Tại vì sao phải không? Mình hay giận sách vở về lắm. Bằng chứng là quý cô quán chiếu thử trong cái công tác Phật sự, việc làm của mình coi. Có đôi khi mình đến chùa mình làm công quả nhưng mà hay giận rồi bỏ cuộc lắm. Vì mà người nam á, đôi khi cái tánh không có vậy. Người ta tức, người ta giận vậy nhưng mà người ta thấy được cái đại thể, đại cuộc, cho nên người ta tiếp tục công việc. Còn mình hay, và mình hay dễ bộc phát. Thương ai cũng dễ biểu lộ mà
không thích ai cũng biểu lộ dễ dàng. Thưa thầy, cho con biết tại sao đại đức thượng tọa chỉ có đờn bà không có đờn ông? Dạ đờn nào cũng có. Thưa đại chúng, cái câu quý vị thường nghe nè: kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni. Nghĩa là mình nói dạ con kính bạch hòa thượng tăng, hòa thượng ni, thượng tọa tăng, thượng tọa ni, đại đức tăng, đại đức ni. Nhưng không lẽ mình lên thưa vậy? Cho nên phải thưa là kính thưa quý hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni. Đó là cái câu thưa chữ hai chữ tăng ni là mình muốn gọi trên đó. Ba cái thành phần trên, nam nữ đều có hòa thượng, có thượng tọa, có đại đức. Còn nếu mà cái danh từ hàng ngày mà chúng ta xưng nè, bên tăng á, mà thật sự ra người Việt Nam mình gọi là chữ tăng là dành cho nam, là mình nói là một cái chữ để mình có phân biệt giữa nam nữ, chứ chữ tăng mà dành cho trừ bên nam không là trật á, không đúng. Vì chữ tăng là chữ chung chỉ cho đoàn thể nam nữ, những đoàn thể nào sống thanh tịnh, sống hòa hợp gọi là tăng. Chứ chữ tăng không phải dành riêng cho bên nam. Nhưng mà bởi vì chúng ta muốn phân biệt nữ nam cho nên chúng ta gọi là tăng và ni. Chứ thật sự chữ tăng là đã đủ, không cần phân biệt ni nữa. Vì tăng là một đoàn thể. Thấy không? Thí dụ như con về nương tựa tăng, hay là tự quy y tăng. Nếu mà mình phân biệt vậy sao không tụng tự quy ni? Nếu chùa nữ phải tụng tự quy ni chứ. Rồi tại sao chùa nữ cũng tụng là tự quy tăng? Vậy thì chữ tăng không có phân, ở đây không có nghĩa là dành riêng cho người nam. Thí dụ quý vị đến chư tăng chư ni mà quý vị nói một câu này cũng gọn nữa nè: kính bạch chư tôn đức tăng. Vì vị ni nào mà buồn á, nói đâu có nói tới gì tới tôi đâu. Là vị ni đó chưa hiểu được cái từ chung mình xài, mình dùng. Bên nam gọi là hòa thượng, bên nữ gọi là ni trưởng. Bên nam gọi là thượng tọa, thì bên nữ gọi là ni sư. Bên nam là đại đức, thì bên nữ là sư cô. Có hết mà. Và vị nào từ 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo gọi là ni sư, bên nam gọi là thượng tọa. Người đó phải ít nhất 40 tuổi đời và có 20 năm tuổi đạo gọi là thượng tọa hay là ni sư. Vị đó phải là 60 tuổi đời và 40 tuổi đạo thì gọi là hòa thượng hay là ni trưởng. Còn cái từ mà chúng ta thường gọi thân mật trong nhà đó là sư bà. Sư bà, sư ông là để mình gọi thân mật trong nhà thôi, chứ lên hành chánh không có gọi. Ở trên hành chánh văn bản là có ký tên sư ông gì đó, sư bà gì đó. Ni trưởng hay là hòa thượng. Nhưng mà chữ thượng tọa, chữ hòa thượng á, là sau này chư tổ đề xướng lên trong vấn đề hành chánh của Phật giáo. Chớ thật tình thời của Đức Phật một từ thôi là đại đức. Đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Mục Kiền Liên, đại đức A Nan Đà. Còn các vị nào lớn hơn thì chúng ta gọi là trưởng lão. Gọi là trưởng lão. Danh từ thượng tọa hòa thượng là sau này chúng ta dùng để trong vấn đề hành chánh giáo hội, và cũng để trong những cái buổi lễ chúng ta xưng gọi cho có thứ lớp vậy. Chứ còn thật sự ra chữ thượng tọa hòa thượng ngày xưa chỉ để dùng trong giới đàn thôi. Cho nên Pháp Hòa xin thưa vậy để các vị biết là có. Và có thể nói là trong Phật giáo rất là bình đẳng. Chư tăng có thể làm cử hành một buổi lễ và thuyết pháp. Chư ni cũng có thể cử hành buổi lễ và thuyết pháp mà. Chư tăng thọ tỳ kheo, chư ni vẫn có giới tỳ kheo, gọi là tỳ kheo ni giới. Ở các tôn giáo khác có thể điều đó không có thể được. Có một những vị nữ tu là không được đứng trên giảng đường pháp tòa hay là những cái bụi trong một cái chánh điện lễ mà làm lễ. Nhưng mà bên Phật giáo là chư ni làm được việc đó hết.
và không có sự kỳ thị. Nhưng mà có vấn đề là như thế này: Đức Phật luôn luôn chư ni á là đàn em, chư tăng là đàn anh, và chư tăng phải có nhiệm vụ bảo vệ, nâng đỡ chư ni trong mọi sinh hoạt Phật pháp. Cho nên đi sau đó không có nghĩa là thua lỗ, mà để biểu lộ đức khiêm cung của một người em đi trước người anh, chứ không có phải là mình thua lỗ gì hết á. Đó là biểu hiện đức khiêm cung. Và đối với các vị tu sĩ với nhau thì người ta kính trọng nhau ở cái năm tu, cái hạ lạp. Và thậm chí có những vị tu sau nhưng mà tuổi đời lớn, đôi khi các vị tu trước có tuổi đạo lâu năm nhưng mà tuổi trẻ vẫn kính những vị lớn như thường, chứ không có cái tâm khinh thường. Chà, câu hỏi này mới hay nè. Thưa sư phụ, ế có phải là nghiệp không? ế ý nói là sao đi tìm hoài không có ai á. Thôi không sao, để sư phụ tặng cho bài thơ ế. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa khỏi hỏi khỏi trình, phải không, uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Tại sư phụ ế. Chứ sư phụ cũng tự làm thơ ế an ủi mình chơi. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa khỏi hỏi khỏi trình, uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Nói này một chút ha. Thì trong kinh Tăng Chi Bộ á, Đức Phật có nói nếu như mà hai người đó họ thương nhau và họ muốn đời này họ làm vợ chồng mà kiếp sau họ vẫn là vợ chồng nữa đó, thì Đức Phật có chỉ ba cách để có thể tiếp tục làm chồng vợ với nhau. Điều thứ nhất, khi còn đang sống với nhau phải giữ lòng chung thủy, không khởi tâm và quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác. Điều thứ hai, nếu một trong hai người ai chết trước thì trước khi chết phải nói lời phát nguyện. Thí dụ như nói là anh mong rằng kiếp sau mình vẫn còn được gặp nhau để kết thành vợ chồng. Đó là người nào mà chết trước á, trước khi chết nói lời đó. Điều thứ ba, người ở lại thì phải ở độc thân một mình cho hết đời đó, và đồng thời cũng phải có cái tâm ý là muốn gặp lại người đó thì cái duyên vợ chồng kiếp sau của đời này nó mới được kết nối. Trong kinh Phật dạy điều đó, mà nó rất là thực tiễn thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình đang sống với người đó mà mình đã khởi tâm người đó, tức là ngang đây là cái tình cảm vợ chồng mình đã đứt rồi. Còn nếu mà người kia mà đi trước mình á, mới có mùng 3, mùng 7 á, hay là mình có ráng lắm mà tới mùng 10 á, thì làm sao tiếp tục được nữa, phải không? Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy điều đó. Nếu vợ chồng nào muốn tiếp tục, nếu đời này mình sống hạnh phúc với nhau và mình biết rằng á, mình muốn tiếp tục cái hạnh phúc này nữa, thì phải làm được ba điều đó. Mà thưa đại chúng, đời này làm vợ chồng á, mà hạnh phúc, không có khổ đau, không gây gổ, hay là có đi nữa hờn giận nói chút ít chứ không có gì hận thù quá đáng đó, là mình biết rằng á, đời đó trước hai vợ người này cũng đã có thiện duyên rồi đó, chứ không phải bình thường. Còn nếu mà nói về cái thật sự mà nói, thì mình ở chế độ độc thân single vẫn là cái pháp thông dong tự tại. Nhiều khi mình nghĩ mình ế, nhưng mà những người mà ta đắc quá, ta thấy mình ế ta ham.
Cho nên nó đừng có tưởng không ai hâm mộ mình nha, nghe những người ế. Không có đâu. Thí dụ như ế như cỡ quý thầy quý cô đi đâu ta cũng thương mà. Cho nên đừng có lo chuyện đó. Thật sự ra là mình không có nợ thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói á, hai vợ chồng mà thương nhau mà ủng hộ nhau, ví dụ như mình đi chùa chồng không có nói gì hết trơn á, nhưng mà trong thâm tâm của mình vẫn thấy mình có một chút trách nhiệm gì phải đi về nhà đúng giờ hay là để người kia chờ ở nhà không, vẫn phải có, dù người kia hoan hỷ và không nói gì mình, nhưng cái bổn phận của mình nó còn nằm ở nơi mình. Cho nên không thể nào mà chúng ta thông dong thoải mái một cách 100% được, dù người kia có ủng hộ mình. Cho nên á, nếu mình á, đợi tới khi mà mình lâm vào cái cảnh khổ bất an rồi á, thí dụ mình không có duyên với cái chuyện tình ái mà cứ ráng đi tìm, mà cái vú này là vú ép à, mà ép không phải duyên mà ép hoài, thì cuối cùng khổ tới hồi mình nói trời ơi biết vậy tôi không thèm. Nhưng mà khi đó mình trễ rồi, phải không? Cho nên thôi yên tâm đi, có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Chứ đừng có lo. Nếu là duyên rồi thì làm gì cũng là duyên. Con thắc mắc, con đi các chùa, con cũng thấy có chùa khi sắp bồ đoàn ngồi cho hàng Phật tử đều để khoảng trống ngay chính giữa và sắp hai hàng Phật tử ngồi hai bên. Bên nam đứng sau quý thầy, quý sư cô có mặc áo tràng, hay các bà lớn tuổi đứng trước hàng người nhỏ tuổi có mặc áo tràng hay không có mặc. Vậy có chùa không sắp trống khoảng giữa như vậy, ai đến trước ngồi trước, đến sau ngồi sau, ngồi luôn khoảng giữa, nam nữ lẫn lộn, vậy có ảnh hưởng gì không, hay mỗi chùa nghi luật khác nhau? Kính mong thầy giải thích cho chúng con rõ, và tại sao mình phải để trống hàng chính giữa để làm gì? Tại rộng quá để hàng chính giữa chớ đỡ. Thưa đại chúng, thường thường là như thế này. Thật sự đó, cái thời Đức Phật á, các vị U Bà Tắc, U Bà Di mà đến thăm Phật á, thì Đức Phật ngồi giữa là các vị cứ mặc áo trắng ngồi xung quanh Ngài để Ngài nói Pháp thôi. Bây giờ mình không còn Đức Phật thì mình đặt tượng Phật ở giữa và mình tạo thành một cái lễ đường để mọi người vào trong đó theo thứ lớp. Thì có chùa thì người ta rất là organize, tổ chức rất là chặt chẽ, thì người ta sắp xếp bồ đoàn tọa cụ hay là những chiếc ghế rõ ràng phân biệt để mọi người ngồi vào đó không có lộn xộn. Còn có những nơi người ta không có nhiều cái sinh hoạt, hoặc không đủ nhân sự, hoặc chưa được sắp xếp việc đó, thì người ta như vậy thôi chứ cũng không có một cái quy ước. Nếu nơi nào có sự sắp xếp thì tự nhiên mình thấy đâu nó vào đó, còn không có sự sắp xếp thì mình thấy nó hơi lượm thượm một chút mà thôi, chứ không có cái gì đúng cũng không có cái gì sai. Không phải là mình ngồi lẫn lộn như vậy là không tốt, nhưng mà nếu mình sắp xếp rõ ràng thì người ta đi vào á, người ta dễ dàng, người ta ngồi hơn, ta biết à nam ngồi mé này, nữ ngồi mé kia. Mà có khi người nam ít quá mà phân biệt như vậy rồi hồi cái bên nam âm thịnh dương suy, phải không? Thành thử đôi lúc người ta biết được cái chỗ người ta đạo tràng đó người nam rất ít, thì người ta chỉ để một người vài người nam ngồi trước, đa phần là chia đều hai bên, nó tùy theo hoàn cảnh. Còn trừ cái khoảng giữa là để mình đi lên đi xuống khi mà hành lễ cho dễ dàng. Đặc biệt là ở khoảng giữa của chánh điện, đó là vị trí của trụ trì. Mình là Phật tử tại gia hay là những vị xuất gia mà đến thăm chùa người khác mà giữ đúng lễ cũng không bao giờ đứng giữa chánh điện. Ví dụ ở trên dù trên này đi, đứng ở dưới này thì được, chứ còn mà bước lên trên ngay giữa trên này là không được. Tại ở trên này, vị trí này đã phân biệt thành một cái nơi như thế này, là vị trí trên này chỉ có những vị lớn, những vị trụ trì, đặc biệt là ở khoảng giữa. Cho nên ở chùa người Hoa đó, người ta rất là rõ ràng, người ta để một cái gối cao ở ngay phía giữa đó,
là người ta để cho vị trụ trì, chỉ có vị trụ trì mới được đứng vào cái vị trí đó khi khóa lễ. Và cái cách người ta đeo sâu chuỗi, mình nhìn sâu chuỗi người ta đeo, mình biết vị đó là trụ trì, hoặc là trụ trì của các chùa đến để làm một cái khóa lễ. Các vị đó thường đắp cái y màu đỏ, cái y đó gọi là tổ y. Khi mà truyền giới theo Trung Hoa đó, ngoài ba y ra người ta truyền một cái y gọi là tổ y, nghĩa là y đó được truyền thừa từ thế hệ này tới thế hệ khác, cho nên gọi là tổ y. Và khi vào khóa lễ mà có vị trụ trì thì vị trụ trì sẽ đắp y màu đỏ, dù vị trụ trì đó chỉ mới 20 tuổi hay 25 tuổi, người ta vẫn đắp chiếc y đó. Bởi vì người ta không nghĩ như mình nghĩ là làm hòa thượng mới được đắp y đại y hay là hồng y, nhưng mà vì cái chức, cái nhiệm vụ của người ta đã là một vị trụ trì thì người ta phải đắp chiếc y đó và đeo một cái sâu chuỗi dài tận ở dưới gót, để khi người ta nhìn vô trong cái hàng ngũ các vị làm lễ ta biết đó là vị trụ trì đó. Còn theo Phật giáo Việt Nam mình thì mặc giống nhau hết, thậm chí khiêm cung không có dám đắp những cái y lớn, thì vô không biết vị nào trụ trì, phải hỏi, phải giới thiệu. Nhưng mà người Hoa rất là rõ ràng trong cái hình thức đó. Con rất là vui mừng được thầy qua đảo Maui và gặp được thầy bằng xương bằng thịt, giảng pháp và giải đáp những câu hỏi để chúng con hiểu rộng. Ở chùa và nhà con thường thấy cúng Phật như bông, trái cây, đèn, nhang, nước, và những thứ này tượng trưng cho những gì? Thưa đại chúng, khi mình cúng Phật thường là có 6 thứ để cúng, gọi là lục chủng cúng dường. Lục chủng cúng dường là gì? Một là hương, tức là nhang; hai là đèn; ba là trái cây; bốn là gì nữa? Hoa; năm là đồ tức là thức ăn; 6 là nhạc. Tức là chúng ta cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật có 6 thứ: đèn, nhang, hoa, trái là 4 thứ căn bản mình thường thấy. Thứ năm là thức ăn. Ví dụ như trên bàn thờ Phật Việt Nam đó, ngoài những 4 thứ đó có chén chè phải không? Có dĩa xôi phải không? Chè xôi là đồ. Còn ví dụ mình trong buổi lễ mình hát trầm hương đốt, đó là nhạc. 6 thứ cúng dường Tam Bảo. Phật mà thuyết pháp xong là chư thiên xuống rải hoa cúng dường, chư thiên tấu nhạc cúng dường. Mà nhạc đó không phải là những cái bài nhạc buồn, không phải là những bài nhạc khổ đau, mà những bài nhạc có tính cách hướng thượng. Cho nên nhạc lễ, ví dụ như mình tán đó, lắc chuông, lắc linh nè, có trống nè, có tang nè, có mõ nè, những cái nhạc lễ đó, những khí pháp khí đó ta thỉnh lên đó, đó là một hình thức nhạc đó, nhạc lễ để tán thán, để cúng dường. Thì cúng dường Phật có 6 món, chúng ta gọi là lục chủng thành tựu. Hương á là tượng trưng cho giới, vì hương là thơm, hương mà xông lên thì thơm ngát. Cũng như vậy, một người đạo hạnh, hương đức hạnh của họ tỏa ngát. Cho nên Kinh Pháp Cú mới có câu: tất cả các thứ hương, không hương nào bay được ngược gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Vì vậy cho nên thắp cây hương để nhắc nhở mình về vấn đề hương đức hạnh. Đó là một ý. Ý thứ hai, khi quý vị thắp hương thường là thắp mấy cây? 3 phải không? Tượng trưng cho giới, định, tuệ. Nhưng mà thật sự ra trong định có tuệ, trong tuệ có định, có giới, chỉ cần thắp một cũng đủ. Cho nên chúng ta thắp một cây hương cũng đủ, vì một mà có 3. Cái điều thứ ba để chúng ta quán về cây hương, quý vị nhìn thấy cái gì xông lên? Khói. Cái gì rơi xuống? Tro. Phải không? Cũng như thế, cây hương thắp lên là để nhắc nhở mình, nếu tâm mình rỗng rang nhẹ nhàng thì như làn khói bay lên, nếu tâm mình nặng nề thì như tro rớt xuống. Thắp một cây hương thôi mà đầy đủ nhiều cái ý nghĩa trong đó. Bây giờ nói tới hoa. Hoa đẹp không? Ai cũng thích. Vậy thì chúng ta phải học hạnh như hoa.
đến đâu cũng tươi mát nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, hoa còn nhắc nhở chúng ta một ý nghĩa gì? Vô thường. Đẹp đó, xinh đó, nhưng mà rồi héo tàn cũng không xa. Hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Vậy cấm hoa hai ý nghĩa, một là vô thường, hai là đến với nhau như những nét đẹp của hoa. Đối với bình hoa thì bên này là gì? Dĩa trái cây, phải không? Trái cây là tượng trưng cho nhân quả, vì chúng ta thường gọi trái là quả. Trồng quả cam ra trái cam, trồng quả táo ra quả táo. Như vậy thì nhắc nhở chúng ta đừng quên đạo lý của nhân quả. Rồi có nhiều người nói đông bình tây quả. Vậy đông ở đâu mà tây ở đâu? Đông bình tây quả là một câu nói để biểu tượng cho hai cái đối lại. Bất cứ mình để bình ba bên nào thì bên kia là bên trái cây. Cái ý của người ta muốn nói đông bình tây quả là như vậy đó, tức là hai cái đối lại. Và nếu mà còn đối lại là gì? Hoa là nhân mà trái là quả, nhân quả đồng thời. Cho nên khi trưng trái cây á, không có được để lè phè. Nếu bốn trái thì phải kiếm cái dĩa nhỏ, đơm ba trái ở dưới, một trái ở trên. Chứ không có bốn trái, năm trái mà kiếm cái dĩa bự rồi để nó lè phè, nó lăn tới lăn lui vậy nè, là quả này lung lay dễ rớt. Trưng trái cây là phải đơm cao lên để biểu tượng rằng mình tu hành và mong muốn quả mỗi ngày, mỗi thăng tiến. Quý vị hiểu được ý đó không? Đèn hai cây là tượng trưng cho trí tuệ Phật và trí tuệ chúng sanh ngang nhau. Cho nên đó, trên bàn Phật để hai cái đèn, trí tuệ của Phật và trí tuệ chúng sanh giống nhau. Cho nên nhìn vô cái bàn thờ của Phật giáo đó, là chúng ta thấy được cả cái đạo lý, giáo lý căn bản hướng dẫn một Phật tử hướng tâm: nhân quả, giới pháp, trí tuệ. Cho nên để một cái bàn thờ không hề có mê tín nếu chúng ta hiểu được đạo lý. Và bất cứ chúng ta làm việc gì mà nếu chúng ta hiểu việc làm của chúng ta thì việc làm đó tự nhiên trở thành ra trí tuệ chứ không hề mê tín. Mình tin mà không hiểu mới mê, còn tin mà hiểu thì tính chứ còn không phải là mê. Và nếu tin mà không hiểu mà cứ làm hoài mà càng làm càng đắm chìm thì gọi là cuồng tín. Mê tín chứ không phải là chánh tín hay là chân tín. Để Pháp Hòa giải thích sơ qua cái ý nghĩa nhang đèn trên bàn thờ. Con có một câu hỏi, khi mình thỉnh Phật, bất cứ tượng Phật nào con nghe người ta bảo gửi chùa để khai quang điểm nhãn, nhưng có người nói rằng không có thầy cô người nào dám khai quang điểm nhãn Phật hết, vì Phật là người toàn giác cao siêu nhất. Vậy ai dám khai quang làm việc đó, xin thầy khai thị cho chúng con hiểu. Thưa đại chúng, cái từ mà khai quang điểm nhãn đó, khai quang nghĩa là mở ánh sáng, điểm nhãn là chấm con mắt. Đó là theo quan niệm người xưa, là bởi vì cái tượng Phật người ta làm tựa ở ngoài tiệm là mình mang về, cái tượng này chưa được cái sự gia trì của chư tăng mở ánh sáng, mở mắt để mà coi như là cái tượng này trở thành một tượng có giá trị. Nhưng mà nếu mình hiểu theo cái nghĩa thường á, là mình làm sao dám khai quang điểm nhãn Phật? Phật phải là người khai quang điểm nhãn cho mình. Nhưng mà bây giờ á, Pháp Hòa sẽ thưa đại chúng là khai quang điểm nhãn cho mình chứ không phải cho tượng Phật. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ quý vị đem tượng Quan Âm lên nhờ thầy khai quang, thì thầy cầm bức tượng này lên, thì thầy mới hỏi chứ: cô biết tượng này tượng gì không? Nói dạ tượng Quan Âm. Cô có biết Quan Âm tượng trưng cho hạnh gì không? Dạ hạnh từ bi. Hay là nói là dạ con không biết, Quan Âm mà phù hộ cho mạnh giỏi. Bắt đầu thầy mới nói nè: Đức Quan Âm tượng trưng cho hạnh nhẫn nhục, tượng trưng cho hạnh lắng nghe,
Mình thờ Đức Quan Âm là mình phải học hạnh của Ngài nhẫn nhục và biết lắng nghe. Bình cam lộ là tượng trưng cho nhẫn nhục. Cành dương liễu là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển tùy duyên trong mọi nơi mọi lúc. Cái ấn mà Ngài bắt là tượng trưng cho sự kiên trì. Cô thờ Đức Quan Âm, cô nhớ học hạnh Đức Quan Âm, dũng mãnh, kiên trì, nhẫn nhục, từ bi. Ồ vậy hả thầy, hôm nay con biết được cái nghĩa đó rồi, con xin học theo hạnh của Đức Quan Âm. Vậy mình có khai quang cho cô đó chưa? Mình đã điểm nhãn cổ chưa? Vậy khai quang điểm nhãn cho ai? Cho tượng Phật hay cho người thờ? À, khi mình cầm một cái vật lên, cái vật đó mình cầm trên tay, mình lấy cái tâm mình ấn vô cái vật đó, gọi là tâm ấn vật. Tâm của mình ấn vô cái vật đó. Rồi mai mốt mà mình cầm cái vật đó lên á, mình nhìn cái vật mình nói vật ấn tâm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị đi đảo Hawaii khóa tu, ngày mai là hết tu và được dõng dù đi chơi, đi dạo đâu đó, thấy một cái món hàng, thấy món hàng nhớ tới người bạn. Vậy thì khi thấy món hàng mà nhớ người bạn thì cái đó gọi là gì? Vật ấn tâm. Tâm mình có người bạn, thấy món hàng đó nhớ người bạn thì là vật ấn tâm, phải không? Mua món hàng đó về, cầm lên tặng bạn. Tôi đi chơi ở đảo, tôi gặp cái này tôi nhớ chị, tôi mua món quà này để tặng chị. Người bạn đó cầm món quà đó lên kỷ niệm cất. Mai mốt người bạn đi ngang món đó, chị cái này á, chị bảy chỉ cho tôi nè, tội nghiệp, đi chơi mà nhớ tôi. Vậy thì cái món hàng đó là vật ấn, vật ấn tâm. Khi mình mua tặng cho bạn là tâm ấn vật. Bạn của mình nhận món quà nhớ tới mình là vật ấn tâm. Quý vị cầm cái tượng Phật lên nhờ thầy chú nguyện, thầy cầm vật lên, thầy lấy tâm thầy ấn vào đó là thầy lấy tâm ấn vật. Ai muốn khai quang tượng nào Pháp Hòa cũng khai hết á. Nhưng mà mình nói cho người ta hiểu được cái ý nghĩa của thờ, ta mở ánh sáng ta lên. Thầy ơi, thầy chú nguyện giùm con thần tài thổ địa. Cô biết thần tài là gì không? Là ông thần giữ tiền. Cô biết thổ địa là gì không? Là ông giữ đất. Đất là nhà cửa. Tiền là của cải mình làm ra. Nhớ có tiền giữ cho kỹ, đừng có xài phung phí. Nhà mình mà yên ổn thì tiền của nó còn. Vợ chồng yên ổn là nhà cửa còn, đất đai còn, tiền của còn. Vợ chồng mà rung rinh là đất phân hai, tiền của phân hai. Thờ thần tài thổ địa là mình là người giữ của. Đất mà còn là tại vì thổ sanh kim. Thờ thần tài thổ địa là biểu tượng cho ngũ hành, thổ sanh kim, đất sanh vàng, đất sanh ra tiền. Tâm này mà vững thì tiền nó sanh. Cô hiểu được ý nghĩa thờ thần tài thổ địa chưa? Dạ con hiểu rồi. Vậy mình khai quang cho cổ chưa? Điểm nhãn cho cổ chưa? Khai quang điểm nhãn phải khai tượng Phật mà khai người thờ. Anh thờ mà nó không hiểu gì hết thì càng thờ anh càng tối tâm chứ không có phát quang được. Cho nên ai mời Pháp Hòa tới tiệm cúng và cũng đi nữa. Đi tới tiệm cúng mở khai trương, giảng cho họ nghe ý nghĩa khai trương. Cho nên trong Phật Pháp, Pháp nào cũng là Pháp Phật. Nếu mà mình biết đem Pháp Phật, mình ấn vô trong cái vật đó thì vật nó thành ra Pháp hết. Vậy quý vị hiểu được khai quang điểm nhãn không? Nhưng mà thường mình nói thầy ơi, nhờ thầy chú nguyện giùm con. Thật sự ra có kinh gì gọi là kinh chú nguyện đâu. Nhưng mà thầy gia trì vô đó bằng cái tâm của người vị tu đó. Xin Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho Phật tử thỉnh tượng Phật về thờ, phát tâm từ bi, phát đại trí tuệ, nhẫn nhục, nhu hòa, bình an trong cuộc sống.
tất cả những thiện lành gì mà mình muốn gia trì cho người Phật tử đó, mình chú vô đó, là chú nguyện chứ gì đâu, chứ đâu có bùa phép gì đâu. Cho quý vị mà đi thăm bệnh á, vô thăm bệnh là thường mình lấy tay mình áp lên tay người bệnh, phải không? Có không? Trời, bác vô đây lâu chưa? Con đâu có hay bắt bệnh. Bữa nay đi chợ gặp chị Bảy, chị nói bác bệnh, con đi thăm bác. Nói mà lấy cái tay xúc chạm lên, cái đó là một cái ấn đó. Cái đó là một cái ấn đó. Con kính chúc thầy pháp thể an khang, chúng sanh dị độ, chứ không phải vị độ nha. Khi mà viết chữ dị là VD là dễ độ, còn viết thành chữ vị là vi y ngắn đó, là chữ vị này là không thể được. Nên con chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh vị độ, nghĩa là không độ được ai hết. Có một cái cô đó, cổ viết cho bà cái thơ, thì cuối thơ của nó: con kính chúc thầy pháp hòa vô minh muôn năm. Vô minh. Con có câu hỏi, xin thầy cho con được biết, khi bắt đầu vô kinh và đọc chú Đại Bi rồi thì mình ngồi yên tại chỗ mình tụng, không được đứng dậy đi qua đi lại, vì có người nói tụng chú Đại Bi là mời các long thần ngộ pháp chứng minh và người khuất mặt đến tụng kinh với mình. Vậy khi đứng lên đứng xuống là bước qua mình, bước qua mình vô hình, bước qua bước lại vô tình đạp lên người khuất mặt, đúng không thầy? Có gì tụi con tránh không tái phạm. Hiểu câu hỏi không? Nghĩa là khi mình tụng kinh, mình bắt đầu tụng chú Đại Bi rồi là mình mời Phật, mời Bồ Tát, long thần hộ pháp, các vị khuất mặt ngồi đầy dãy trong chánh điện tụng với mình. Cho nên mình phải ngồi yên chỗ tụng, không được đứng lên đứng xuống. Nếu mà đứng lên đứng xuống, đi tới đi lui là vô tình mình đạp lên những người khuất mặt. Hồi nào giờ có ai bị hất chưa? Nếu mà có người nào mà lỡ đi tới lui mà bị tự nhiên đang đi chỗ trống đó ta hất lật, nó là người khuất mặt ngồi đó. Trời ơi, mình làm như người khuất mặt dại lắm vậy. Ngồi yên cho mình đạp họ. Đây là một trong những ý niệm tà kiến. Thưa đại chúng, tà kiến nghĩa là những cái thấy sai lệch, chứ không có phải tà ma gì hết. Chữ tà Pháp Hòa Thượng nói hoài là nó lệch, nó không đúng, vậy thôi. Tà kiến nghĩa là những cái như vậy nè, đó, hình thức vậy đó. Rồi vô tình mình biến đạo Phật bằng những cái hình ảnh như thế này. Mình tụng chú Đại Bi, dù mình có hiểu rằng tất cả các vị có đến đây với mình, thì các vị ngồi trong khắp cõi hư không này đi nữa, thì các vị cùng tụng kinh với mình. Và xin lỗi đại chúng, người ta cũng thông minh lắm chứ. Pháp Hòa nói ví dụ, giờ Pháp Hòa đang ngồi chật đây nè, một người muốn đi ngang mình, không lẽ mình không tránh cho người ta đi? Mà người nào mà thấy rồi cũng phải né chứ, chứ không có cái chuyện mà mình đứng dậy rồi đạp lên người ta. Nói kiểu này là không ai dám đi chùa. Khuất mặt ngồi đông quá lỡ đạp. Rồi ví dụ giờ vị nào mà xin lỗi, người ta muốn đi vệ sinh quá mà không cho đứng dậy sợ đạp, lát mình có willing để chùi chỗ đó không? Nguy hiểm lắm á. Thôi mình ráng một câu hỏi nữa là xong nha. Thưa thầy, trì chú Đại Bi và chú Chuẩn Đề khác nhau chỗ nào, xin thầy giải thích cho chúng con. Quá dễ. Chú Đại Bi khác với chú Đại Bi, chú Đại Bi và khác với chú Chuẩn Đề là chú Đại Bi dài hơn chú Chuẩn Đề, tụng lâu thuộc hơn chú Chuẩn Đề. Thưa đại chúng, Chuẩn Đề nói cho đủ là Tô Tất Đế. Bởi vì chữ Tô Tất Đế dịch là diệu thành tựu. Chuẩn Đề thì có hai nghĩa là vị thi và thành tựu. Vị thi nghĩa là mình có khả năng
Thi vi có nghĩa là mình có khả năng thực hiện những ước nguyện, những lời phát nguyện của mình. Cho nên đây là một hình ảnh của Đức Bồ Tát do phát nguyện mà thành tựu, cho nên gọi là diệu thành tựu. Pháp Hòa ví dụ nha, hai ni sư về đây đó, ở trên cái đảo này mà lập cái tu viện, cái một cái chùa như vậy đó, khó không? Khó mà không có lui bước, vẫn tiếp tục phát nguyện và làm những công việc của mình. Cái đó gọi là thi vi. Thi vi là giữ vững cái thời nguyện của mình. Và cuối cùng bữa nay thành tựu chưa? Thành tựu gọi là diệu thành tựu, Tô Tất Đế chuẩn đề rồi đó. Và vì sao mà mình phát được cái nguyện đó? Vì mình có chân trí. Chân trí là gì? Có được cái trí tuệ chân chánh để nhận xét. Cho nên thường người ta tạo Đức chuẩn đề, tạo cái hình ảnh Đức chuẩn đề, ở chính giữa có con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba là tượng trưng cho chân trí hay là thật trí. Còn 18 cánh tay là tượng trưng cho những cái hình ảnh gọi là quyền thừa. Nghĩa là vì thấy được việc đó cho nên tất cả việc làm của mình linh động. Cho nên 18 cái cánh tay, mỗi tay cầm một pháp khí. Cái bài thần chú này được trích trong một cái bản kinh gọi là Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Đà Ra Ni Kinh. Còn chú Đại Bi á, là một bài chú được trích trong một quyển kinh có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Kinh tên rất là dài. Và trong đó trước khi nói thần chú này, Đức Quan Âm nói rằng á, nơi nào chúng sanh bệnh tật đói khổ mà muốn, vì con muốn khởi lòng từ bi cho nên nói ra bài thần chú này để giúp cho các vị phát triển tâm tự. Cho nên nói tóm lại, về năng lực thần chú nào cũng giống nhau, và mỗi bài thần chú chuyên chở một pháp tu. Chú chuẩn đề để giúp cho mình thành tựu được những ước nguyện của mình như cái ước nguyện mình muốn. Còn chú đại bi là giúp cho mình phát triển tâm từ. Cho nên mở đầu cái lời là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Vô ngại đại bi tâm nghĩa là tâm không còn có gì ngăn ngại nữa, thì tất cả sự ngăn ngại đó được chuyển thành Đà Ra Ni hết. Tại sao? Vì Đà Ra Ni có ba nghĩa. Đà Ra Ni là vô ngại, Đà Ra Ni là tổng trì. Tổng trì là gì? Tổng cất tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Mình gồm thâu tất cả các pháp mà mình hành xử tất cả các pháp tùy theo cái hoàn cảnh của chúng sanh, cho gọi là Đà Ra Ni. Cho quý vị trì thần chú nào cũng được. Thần chú chuẩn đề giúp cho mình thành tựu những ước nguyện của mình. Thật ra bài thần chú nó chỉ có mấy câu thôi. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẵm. Những câu đó chưa phải là chú. Câu đó chỉ là tán dương, là biểu tượng. Câu chú chỉ có một câu thôi: Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Đó là tâm chú của chuẩn đề. Mỗi bài thần chú nó dài lắm, nhưng mà nó có một câu tâm chú cuối cùng. Mà cái câu tâm chú là câu quan trọng nhất. Chúng ta nếu hành trì thì trì câu đó đã đủ. Thí dụ như nguyên bài chú Lăng Nghiêm á, tâm chú của Lăng Nghiêm là cái câu cuối cùng: Án a na lệ tỳ xá đề bệ ra bạc xà ra đà rị bàn đà nể bạc xà ra bán ni phấn hổ hồng đô lôn phấn ta bà hà. Còn cái câu chú đại bi á, tâm chú của nó là gì? Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà hà. Còn tất cả câu trước từ Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Ra Ra Dạ Gia gì đó, đó là những câu ca ngợi Tam Bảo, tán dương Phật Pháp Tăng, cũng như là những cái pháp thân của Đức Quan Âm. Còn câu thần chú cuối cùng mới là tâm chú. Chú Dược Sư cũng vậy. Cái câu tâm chú của chú Dược Sư là Án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả tam một yết đế xóa hà. Mình trì nguyên bài cũng được,
mình truyền chỉ cái câu tâm chú đó cũng được. Còn bốn câu đầu á, khể thủ quy y tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất câu chi, nhớ bài đó không? Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Và bốn câu đó là bốn câu tán dương đức chuẩn đề của ngài Long Thọ. Khi ngài trì cái mật pháp đó, ngài đã nói lên bài kệ đó để tán dương đức chuẩn đề. Cho nên cái bài đó là của ngài, của tổ Long Thọ, ngài viết ra để tán dương bài thần chú, tán dương đức chuẩn đề. Câu hỏi cuối: hàng Phật tử chúng con quy tam bảo phải giữ gìn năm giới và có cần phải thọ Bồ Tát giới hay không? Thưa không cần, năm giới là đã đủ. Còn mình muốn thọ thêm thập thiện Bồ Tát giới đó là phát tâm thêm, chứ tất cả nền tảng tu tập năm giới là đã đủ. Lá cờ Phật giáo có mấy màu? Năm màu. Năm màu của lá cờ Phật giáo là tượng trưng cho năm giới mà tất cả quý vị thọ. Còn năm cái màu phía dưới á, năm cái ở trên là năm giới, còn tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này mà thực hiện được năm giới thì một tổ thành một cái toàn thể, một cái địa cầu, một cái thế giới bình đẳng, cho nên có năm cái màu phía dưới. Năm cái màu nhỏ nhỏ phía dưới là đại đồng, là tổng thể. Năm ở trên là năm châu và năm giới. Nếu trong năm giới và Bồ Tát giới mà mình đã thọ mà luôn phạm lỗi thì có nên không? Cái này khỏi trả lời, mình biết rồi, phải không? Khi quý vị, tất cả chúng ta là cư sĩ hay tu sĩ mà thọ giới đó, chúng ta làm hai điều. Quý vị nhớ đây là hai điều chúng ta cần làm trong khi hành trì giới. Một là tác trì, hai là chỉ trì. Hay nói cách khác, mình phải có chỉ trì và tác trì. Thế nào là chỉ trì? Chỉ là dừng, trì là gìn giữ. Mình phải giữ cái việc không nên làm. Ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối. Cái không làm đó gọi là chỉ trì. Còn bây giờ tác trì nè: phóng sanh, bố thí, chánh hạnh, ái ngữ, sống đời sống an lành, không rượu chè cờ bạc. Cái không làm, cái ác không làm là chỉ trì. Cái thiện cần làm thì gọi là tác trì. Đó là tinh thần của người Phật tử, phải chỉ trì và phải tác trì. Tác trì là phải làm lành, chỉ trì là phải bỏ ác. Thế thì chúng ta thực hiện lời Phật dạy bỏ ác làm lành chưa? Được không? Được. Cái gì xấu ác không làm là chỉ trì. Cái gì mà thiện lành mà làm là tác trì. Mà người nào có chỉ trì, có tác trì là người đó có giữ giới. Dù quý vị chưa ai thọ giới quy y, nhưng tự trong tâm mình vẫn biết ác không được làm, đã là giữ giới rồi. Cho nên đừng sợ quy y. Ngày nào mình thọ giới quy y chỉ là cái lễ để làm gì? Để hộp pháp cho mình trở thành một Phật tử thôi. Chứ thật sự trong đời sống hàng ngày mình đã từng bỏ ác làm lành rồi. Hôm nay phát nguyện để chính thức, để cái đó nó đi vào trong tâm thức của mình. Lỡ vô thường nó đến, mình không sợ, vì cái thiện lành đã tác động trong tâm thức của mình. Cho nên quy y á, hồi nhỏ đó không biết gì hết, lớn lên có ý thức phải quy y, phải làm lễ lại, để cái pháp quy y nó tác động trong tâm thức của mình. Rồi có nhiều vị sẽ nói rằng thôi quy y rồi mất tự do, quy y rồi làm sợ tội, quy y làm có tội, bộ không quy y làm không tội à? Nhưng mà quy y rồi á, lỡ có muốn làm á, cũng nương tay, cũng biết cái gì mà tội lỗi để mà còn dừng lại kịp thời. Thôi chúng ta hết giờ. Thưa đại chúng, là chiều hôm nay mình cũng đã cố gắng trả lời hết những câu hỏi mà hồi tối còn dư lại. Thì mong rằng sau một giờ này, Pháp Hòa tạm chia sẻ những cái hiểu biết của mình qua những câu hỏi của đại chúng. Có điều gì sơ sót, chưa được trọn vẹn thì xin đại chúng hoan hỷ cho. Bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta tiếp tục chương trình của buổi chiều ở tại chùa. Thì chút xíu sau khi phần hồi hướng thì quý sư cô sẽ thông báo thêm. Chúng ta chắp tay nghe ba tiếng chuông để hồi hướng.
chùa hay là ngoài đời, ví dụ vậy. Đời này sao có nhiều người nói hay mà làm được? Nếu người ta làm được hết, đâu tiêu phi mình nói. Thật ra mình hiểu vậy để làm chi? Không có buồn gì hết á. Và để chúng ta thấy cuộc đời có những, thôi bây giờ anh này anh nói nhiều mà anh làm không được nhiều, nghĩa là anh có làm chút chút. Kệ đi. Cái bài hát mà người ta còn kêu mà có còn hơn không, có còn hơn không. Có còn hơn không. Nhưng mà mình biết nhìn cuộc đời bằng một cặp mắt tích cực là mình nhận ai cũng đóng góp. Và để mình thấy cuộc đời như vậy, và chúng ta thấy rằng trái cây nó cũng có những giá, nếu mình biết được nó thì mình sử dụng được nó. Giống như ví dụ mình cầm một cái lá rau lên, mình lặt, thì mình tự con mắt mình nhìn biết là lá này héo không ai hay. Lựa cái nào mà nó còn non, còn tốt, lặt trước. Còn lỡ nó khan hiếm quá lấy cái kéo tỉa nó, cái chỗ nào mà nó ngay ở đầu nó héo, cắt đi, xài được cái đuôi, có bỏ đâu. Cái vấn đề là chúng ta biết sử dụng, chứ chúng ta không phải bỏ. Cái chỗ tu hành là chỗ đó. Dụng nhân như dụng mộc, dùng người như dùng cây. Mình ở cái xứ mà nó mắc mỏ thức ăn thì có những cái ở Việt Nam là dục mất rất rồi. Tại cái này là ở Việt Nam nó rẻ rè. Chẳng hạn như là rau nhút, mấy cái rau sống thơm của mình đây nó mắc. Mà mùa hè mình xài khác nha. Mùa hè mình xài sang, xài sọt. Còn mùa đông thì mình phải sao? Tiện tặng. Đó, đáo xứ tùy duyên. Mình biết mùa nào. Cho nên cái vấn đề là không phải chúng ta có nhiều mới được, hay là đòi hỏi hết mọi người tốt. Bây giờ thí dụ như trong một cái hội của chúng ta có 5 người, mỗi người có một cái hay, thì mình sử dụng cái hay đó. Mình biết họ yếu điểm đó đừng giao. Ví dụ như mình biết người đó hay hứa lèo, đừng cho họ đi giao tế ngoại giao. Thí dụ vậy, cho họ việc khác. Thì cuộc đời này Đức Phật dạy chúng ta có cặp mắt chánh niệm. Chánh niệm để làm gì? Để chúng ta nhận diện tất cả xấu tốt trong cuộc đời mà chúng ta xử sự, chúng ta sống. Không gạt bỏ ai, không buông bỏ ai, không ghét bỏ ai, mà chúng ta ôm. Ví dụ mình biết cái đứa con đó nó nóng tánh, mình nói là nó nạt. Có bao giờ dám nói ẩu với nó không? Biết làm sao không? Nó nạt mình quê. Cho nên trước khi nói với nó phải kỹ lưỡng, phải cẩn thận, thôi nó nạt lại. Còn cái đứa mà nó nghe lời mà ui cho mình nạt lại nó không à. Đó, thấy chưa? Đời mà kiến ăn cá, cá ăn kiến. Cái đứa nào mà nó dễ thương mà nó hiền lành làm bệnh nó bị mình. Còn đứa nào mà nó hơi xì nẹt, nó hơi khó một chút là mình ngán nó muốn chết. Chồng cũng vậy, vợ cũng vậy, con cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Thấy người nào dễ dãi cái mà nó hiếp người ta. Rồi ngược lại á, mình bòn mót người này, mình đút lót người kia. Cũng thế thôi. Có phải vậy không? Cho nên cái bài kinh, những cái bài kinh mà chúng ta đọc á, chúng ta hiểu lời Phật á, Phật dạy chúng ta một cái cách sống. Thậm chí bây giờ nè, người Việt Nam mình đây nói là sao? Ở đầu thì tròn, phải không? Ở ống thì dài, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, liệu cơm gấp mắm. Thì tất cả những cái đó ông bà mình nói cũng không ngoài cái ý nghĩa chúng ta biết rõ mọi thứ. Biết ăn mắm thì thôi, ăn rồi nhớ rửa miệng. Có một lần đó Pháp Hòa đi học, lúc đó còn nhỏ lắm, chùa ở ngang trường học nè. Trưa đó là Pháp Hòa tranh thủ chạy về chùa, vừa ăn bánh mì vừa dọn dẹp chùa.
clean up chùa. Lúc đó Pháp Hòa học lớp 8. Cái bữa nọ đang clean up, cái thầy viện chủ có ai cúng sầu riêng á. Thầy mới nói con lại đây ăn sầu riêng với thầy. Ngồi lo ăn xong cái chuông trường nó réo. Ôi chà, một mạch chạy qua trường. Mà lúc đó mình chút xíu đứng, ông thầy giáo ổng bự rồi nè, đứng nói chuyện với ổng. Nói xong trong hít, you smell something. Anh có ngửi được gì không? Trời ơi, lúc đó nhớ trực lại, mình ăn sầu riêng chưa rửa miệng. Chạy đi rửa miệng. Đức Phật dạy trong kinh, có một đoạn kinh Đức Phật nói, ví như đây là một đống lửa. Tôi nói đi tới gấp cái lửa lên. Nếu người biết lửa là nóng, than trong này là nóng, thì người đó phải làm gì? Mang bao tay vô, hoặc là kiếm cái đồ gấp. Anh biết cái này là lửa mà anh đưa cái tay không, anh vô bóc anh phỏng là chuyện đương nhiên. Phật nói vậy đó. Đời nó cũng giống vậy. Anh biết cuộc đời nó nhiều thứ thì tự anh tỉnh giác mọi vấn đề. Ví dụ như ở nhà mình ở trong cái khu vực không an toàn, tự mình phải cẩn thận lấy tiền bạc, tự mình phải gài alarm, tự mình phải cẩn thận. Hay là trong nhà con của mình nó có một đứa nó sanh cái tâm tham, để hở thì nó rinh, để kỹ thì nó rình. Thì mình đừng có để, mình đừng có tạo cái duyên. Bởi vì sao? Bởi vì trong nó có chủng tử tham. Mình để của bậy bạ là mình tạo duyên cho nó tham. Và nó vừa, mình vừa đi vắng một cái, nó lấy nó kẹp nắp vậy, nó má con đi nghe. Nó là cách thức tham. Duyên ba thứ lại, bản chất nó tham, vật mình để là duyên cho nó tham. Nó nghĩ cái cách nào đó để nó lấy của mình. Ba cái đó gom lại thành nghiệp tham. Nó ăn cắp được lần, mai nó ăn cắp nữa. Mà ăn cắp nhỏ được thì nó ăn cắp lớn. Và khi mình phát hiện ra cái lớn mất rồi, nó nói dốc. Mà thậm chí nó có thể sát hại mình nếu nó lâm vào cái tình cảnh thiếu thốn tiền của. Nó cần số tiền này, nó có thể hại người thân nó. Tức là mình, nhưng mà bây giờ mình biết nó tham, lẽ mình đuổi nó đi, nó con mình mà. Cũng như thế, tham cũng là con mình, sân cũng là con mình, si cũng là con mình, nghi cũng là con mình. Tất cả những cái không có dễ thương, nó là con mình hết. Cũng giống như Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh, Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh là đệ tử của Ngài Huyền Trang. Ngộ Không là sân, Ngộ Năng là tham, Ngộ Tịnh là si. Ba đứa đó là đệ tử của Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh. Chính ông Tôn Ngộ Không, ông thông minh cho nên ông nắm nảy là sân. Chính cái hình ảnh con heo mà tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham tài là cũng có mình trống. Vậy thì mình tu cũng tu từ ba cái đó, vì nó là con mình, nó là đệ tử của mình. Quý vị ở đây có đọc kinh Pháp Hoa chưa? Có một ông vua đi tu, có 8 người con đi theo, nhớ không? Nhớ cái đoạn đó không? Ông vua là mình, 8 người con đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mạc na, lại da. 8 người con đó chính là 8 cái tâm thức của mình. Đi chùa tu tu theo. Nhưng mà mới vô nó còn sơ cơ lắm. Giống như là một chú tiểu mới vào chùa, còn lóc chóc, còn ham vui. Nhưng càng ngày càng lớn, chú thấm kinh dần thì chú sẽ tốt. Mình cũng thế. Cho nên tất cả mọi người, ai cũng có khả năng chuyển hóa. Cái quan trọng là chúng ta có đủ từ bi, nhẫn nại để ôm ấp người đó. Và họ chuyển được bao nhiêu, mình mừng bấy nhiêu.
Ví dụ như mình nói lúc này á, nó đỡ lắm, mình đâu có dám nói hết đâu, nó đỡ lắm. Hỏi đỡ sao? Hai người đỡ hai bên. Bệnh không hết nhưng mà bớt bệnh là mình mừng. Cho cái đứa nào mà nó thật sự mà nói, bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng trong cuộc đời này nếu mà chúng ta đi tìm một người hoàn hảo có không? Có không? Cho nên là em xin em đứng một mình cũng xin là đúng rồi. Tại có ai nữa đâu mà so sánh. Mình nhận biết bốn loại trái cây. Như đời này có bốn dạng người. Để làm gì? Để chúng ta biết mỗi dạng người như thế nào, chúng ta ứng xử, chúng ta sống. Chúng ta không bỏ ai, không ghét ai. Tại vì sao? Ghét là một tâm niệm không có tốt. Nó tự làm cho mình trở thành một người không dễ thương. Tại vì khi mà chữ ghét nó nổi lên rồi là bắt đầu có những biểu hiện của ghét. Hay nguýt, chỉ chỏ, mắt thì thấy, môi trề, tay chân mình không bình thường, mặt mũi mình bắt đầu nó xanh tật. Hãy thấy cái người mình ghét là bắt đầu tật nó ra. Rồi thì ghét không? Ghét không? Thấy không? Vậy thì cái người đó, tự nhiên gặp cái người đó, cái mình thành, mình có tật hết trơn. Mà bình thường đứng trước kiến bấm là trẻ rồi. Nhưng mà tới cái lúc mà gặp cái người đó là mình thay sắc đổi diện hết, đâu có cần thiết. Và chính cái chỗ đó người ta thấy luôn mình. Ta thấy luôn mình nè. Trời ơi, cái bà đó, cái ông đó đang ghét người đó. Sao biết? Trời, tôi nhìn cách đã thấy mít mà tôi biết rồi. Thậm chí ta mời ăn, cảm ơn, ăn rồi. Rồi vô rồi đó. Vô hệ rồi đó. Cho nên cái người mà nó ưa nó biểu hết trơn. Nhưng thì cái người ở ngoài họ nhìn mình, họ biết luôn, họ biết mình mà biết hiểu mình luôn, biết và hiểu mình. Cho nên người đó là tri thức. Tri thức gì về mình. Cho nên chính cái cách của mình đã làm cho người ta hiểu ra mình đang ghét người kia. Cũng y như là mình đi mua hàng, mình thấy có đó, cái mắt mình sáng lên, mình lỡ mình rờ có hỏi giá liền, rồi người ta biết rồi, mình thích cái này dữ lắm, người ta treo giá, người ta không xem. Cho nên đi mua nhà, đi mua đồ mà mình cứ biểu lộ kiểu đó là nhà không bao giờ giảm giá. Tại vì người ta thấy được cái của mình. Cho cái người mà nóng tánh mà bốc trực liền á, thì ai người ta cũng biết anh đó nóng lắm, chị đó nóng lắm. Mà nếu mà người ta muốn hại mình, người ta lợi dụng cái tánh nóng đó của mình, ta nói một vài câu chuyện thôi là mình đổ vỡ hết. Cho nên thưa đại chúng là bây giờ quý vị đi từ Nam chí Bắc, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, không chỗ nào mà không có chúng sanh. Mà hễ có chúng sanh thì có tham sân si. Mà hễ có tham sân si là có địa ngục. Nhưng mà chính cái chỗ đó nếu chúng ta biết chuyển đó, nó trở thành ra giới, định, tuệ. Mà chính chỗ đó là đạo tràng. Vậy thì mình đặt một câu hỏi, đạo tràng ở đâu? Đạo tràng ở đâu? Đạo tràng là nơi nào có người đang chuyển hóa tu tập, chỗ đó là đạo tràng. Có một câu hỏi được đặt vậy đó. Tại sao ở trên đời học Phật pháp tu hành thì mình nói thật sự ra chuyện nói lúc nào nó cũng nhiều hơn làm đó. Vâng, và ví dụ ha, ví dụ như bây giờ mình đi chợ, ít có khi nào mình mua đủ ăn lắm. Mình mua lúc nào nó cũng sao, cũng dư hết á. Rồi hễ mà mình bắt tay vô nấu là lúc nào mình cũng nấu làm sao, nhiều. Mà thường mà nấu thì chậm, mà ăn thì sao, nhanh lắm. Thấy chưa, cuộc đời là vậy thôi. Ngoài đời này á, hột xoàn thì yếm, nhưng mà sỏi đá thì nhiều. Và chính nó hiếm cho nên nó gọi là bảo.
quý, Phật hiếm lắm, cho nên gọi là Phật bảo. Pháp trên đời này hiếm lắm. Tại sao? Tại vì ngàn vàng dễ kiếm mà lời tốt khó nghe lắm. Chính vì vậy gọi là Pháp bảo. Đoàn thể nào mà sống theo lời Phật dạy, có hòa hợp, có thanh tịnh, hiếm lắm. Cũng có, nhưng mà bạc tham. Mừng rồi, không dám làm full tham. Nhưng mà cái gì hiếm quý gọi là bảo, cho nên chúng ta gọi là tam bảo. Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Và chúng ta cứ quán đi, rác lúc nào cũng nhiều hơn hoa, sỏi đá nhiều hơn xoàn. Cuộc đời mình nè, vui không có mấy, nhưng mà bực bội thì mỗi ngày. Nụ cười chưa trọn là vội đã sang qua khô héo rồi. Nó là chuyện thương. Thì thôi, mấy người xung quanh mình, người ta nói 10 mà ta làm 1 thôi cũng được. Nhận cái 1 đó đi, biết chính cái kia người ta không làm được, đừng nhờ. Nhờ cái 1 mà họ làm được. Cho nên mình sống ở đời không có gì chán nản, không có gì buông xuôi. Mà chúng ta có cặp mắt chánh niệm thì chúng ta thấy là ôi, cuộc đời này cái gì nó cũng trở thành ra được những cái nuôi dưỡng hết. Quý vị thấy mình lỡ nấu cơm sống vì đổ nước ít mà gạo nhiều, nồi nó không đủ nở, sang nó ra nồi thứ hai, thêm miếng nước, bật lửa bấm cái nút lên nó có cơm. Mà lỡ nấu không được nữa làm cháo, cháo trắng ăn ngán nấu cháo nem. Lỡ nấu cơm nguội nhiều không bỏ thùng rác, đem ra bỏ vô oven sấy khô để mai mốt làm thính. Chanh mình vắt mình dùng xong rồi mấy cô còn để dành rửa móng tay mà. Ta kêu vắt chanh bỏ vỏ, mình tu hành không có bỏ vỏ luôn. Cái gì cũng sử dụng được. Quý vị biết mấy cái lá y của quý thầy á, mà lỡ cũ hư rồi đâu có bỏ đâu. Cái nào cắt cái mình danh lại. Vậy danh làm cái gì biết không? Mai mấy cái dùi chuông trong chùa, mai mấy cái đế chuông, đế mỏ, đâu có bỏ đâu. Ngày xưa ở Việt Nam á, ở trên bàn Phật á, là ngoài Phật ra là thờ Phật bảo ha. Ở dưới chỗ ngồi tụng kinh là phải để một bộ kinh gọi là thờ Pháp bảo. Rồi mai một cái tấm vải đẹp phủ lên quyển kinh đó. Đó, để mỗi ngày mình đảnh lễ là trong đó có Phật bảo, Pháp bảo. Ở chùa Pháp Hòa mấy cái y mà hư rách của mấy chú là Pháp Hòa cắt là hết để dành. Mai mốt mai dùi chuông, dùi mỏ, đế chuông, đế mỏ trong chùa. Hoặc Phật tử nào người ta thỉnh chuông mỏ, người ta không có cái dùi, nó không có được bao, toàn là dùi gỗ đó. Cho người ta miếng, người ta có, người ta về, người ta mai, người ta làm cái dùi, người ta thỉnh chuông cho nó hay, đâu có bỏ. Mấy cái vỏ xả đó, mình ăn cái xả rồi cái vỏ ngoài mình làm gì? Để dành khi mình bệnh, mình nấu nước xong. Hoặc là nấu nước bún Huế đó, thả nó vô cho nó ra mùi, đâu có bỏ đâu. Cho nên có chánh niệm là không bỏ gì hết. Có chánh niệm là không người nào mình ghét và không người nào mình dùng thùng rác hết. Cho nên Đức Phật nói nè, người chưa được độ thời làm cho độ, người chưa an thời làm cho an, người chưa được hiểu thời làm cho được hiểu. Quý vị nhớ những câu kinh đó trong kinh Pháp Hoa không? Đó là tâm của Bồ Tát. Đó là tâm của những bậc mà người ta thấy được cái rộng, cái xa. Rác á, ta bỏ ra thì có người đi bắt đầu lựa rác. Chai nhựa bỏ qua, giấy cạc tông bỏ qua, cái nào mà làm phân bón được bỏ qua, từng khu vực hết. Rốt cuộc cái rác đó trở thành ra nguyên một cái chỗ phân bón tươi tốt cho tất cả. Không có bỏ. Người đời người ta ăn cơm tấm, ta ăn mỡ hành. Trong chùa ăn cơm tấm, mỡ ngò.
sắc ngò nhuyễn, để vô dầu, bấm microwave 1 phút hoặc 2 phút, có ăn chén dầu ngò, ăn cơm tấm, không cần ăn mỡ hành. Có cách hết. Ta làm chả, ta tráng trứng gà lên mặt, mình ăn gian, lấy bột năng, pha chút bột màu, quét quét lên, đèn thùi, dàn khè, hỏi gì đó, trầm đỏ hột gà, cầm lên trời bột không, ăn được hết. Cái trái khóm á, trái thơm á, quý vị gọt vỏ rồi quý vị lấy mắt. Mà cái mắt đó, đó mình không biết cũng dục, trong chùa cũng không dục luôn. Biết để làm gì không? Để dành bỏ. Nói đùa thôi. Cái đó đó mình lấy lại, mai mốt mình nấu canh chua, bỏ cái đó vô, hầm lấy nước, nó thơm cái mùi thơm khóm. Những cái cùi thơm, cùi khóm không có bỏ, để dành nấu nước. Nấu canh chua nó ra nước ngọt, nó ra cái nước thơm. Cũng giống như mình nấu canh chua, nếu mà mình nấu xong mình bỏ thơm sống vô, canh chua không có ngon. Phải xào thơm trước cho nó ra chất ngọt, nước canh chua mới đậm đà. Còn bỏ thơm vô trơ trơ lạc nhấp, ăn thơm không có mùi mà nước cũng không có ngon. Tu là một nghệ thuật, nấu ăn là nghệ thuật, cắm hoa là nghệ thuật, trang trí là một nghệ thuật, thậm chí trang điểm mình cũng là một nghệ thuật. Đậm cũng đậm dừa thôi chứ. Không lẽ con nhiêu quện hết lên có gì được. Cuộc đời nó cũng vậy thôi. Có những cái nó thật là nhẹ nhàng, đơn giản mà nó đẹp, nó sang. Có những cái nó từ trên xuống dưới, nó xanh vàng đỏ, cái ô cha hồ hoảng. Cho nên thưa đại chúng, là qua cái bài kinh đó và qua một câu hỏi đó, thì Pháp Hòa lấy hai bài kinh ra Pháp Hòa thưa với đại chúng. Một bài kinh là do một ông cư sĩ đứng trước đám đông mà cứ khoe khoang, nhưng mà thực chất ông đó không được gì hết. Cho nên mình đôi khi mình đọc bài kinh đó rồi mình tự mình quán chiếu, mình có phải là dạng cư sĩ đó không? Mình có phải là dạng cư sĩ là đứng trước mọi người ai mình cũng khoe khoang mình là người tu giỏi, biết hay, biết nhiều không? Hay là thực chất mình không được cái đó? Thì khi ai đó dám mạnh dạn nhắc mình thì nhớ người đó là chư thiên. Người đó không phải là kẻ thù của mình, người đó là chư thiên của mình. Cho nên Khổng Tử dạy á, nếu mình làm sai, người đó sẵn sàng chỉ lỗi cho mình, người đó là thầy mình. Nếu mình làm đúng mà họ khen đúng, người đó là bạn mình. Còn nếu mình sai mà họ cứ tưng bốc mình, họ cứ khen tặng mình, người đó là kẻ thù của mình. Tại vì họ đã làm cho cái ngã của mình, cái ngạo khí của mình càng ngày nó càng lên mà không có điểm xuống. Chiếc máy bay mà nó bay cứ vung vút lên là máy bay đó tiêu rồi, hư rồi. Nó lên rồi nó xuống, nó biết hạ cánh, nó biết cất cánh thì máy bay nó mới work. Người tu, người sống đời của mình cũng vậy. Có những lúc mình cao, có những lúc mình lè phè. Thành thử là cái người mà tu càng cao, giống như máy bay bay càng cao thì thấy nhỏ, tu càng cao ngã càng nhỏ. Lúa mà chín lúa mới thơm, lúa chưa chín lúa chưa thơm. Người tu chín nó mới tỏa ra hương vị. Người thấy được Phật Pháp, thấm được Phật Pháp, người ta sống thôi, cái cách sống người ta thôi, mình thấy được người ta tỏa ra được cái đạo, mặc người ta không hề nói đạo. Có những người mình gần họ, mình không nghe họ nói đạo gì á, nhưng mà cuộc sống họ là một bài học lớn cho mình. Và có những người mình gần họ, ôi chà, nói đủ thứ đạo lý nhưng mà rồi không được gì hết. Nhưng mà không sao, những người đó mình cứ nhận đạo lý, nghe đạo lý thôi. Cái đó gọi là Phật gọi là gì? Y pháp bất y nhân. Y pháp bất y nhân, cứ theo cái pháp họ nói, còn họ chưa làm được gì không sao. Cách quán chuyển thứ hai là y nghĩa bất y ngữ. Cứ theo cái nghĩa họ nói, đừng có theo ngôn từ họ nói.
Vì cái có thể cái ý họ tốt nhưng họ không biết cách dùng chữ. Thôi mình đừng giận mấy cái chữ họ nói, cái hiểu cái ý họ thôi. Ví dụ như mấy đứa nhỏ đó, hay là mấy người Hoa đó, người ta không có rành tiếng Việt đó. Thầy biết không, má tôi hồi đó nó hay nói tôi vậy. Nếu mà người Việt mà ủa sao kêu má bằng nó, nhưng mà tại người ta cách ta nói chuyện người Hoa vậy. Mình nhận cái nghĩa người ta nói, người ta không có cái ý xấu. Cái đó gọi là y nghĩa bất y ngữ. Có những cái mình y theo cái liễu nghĩa, đừng có y, đừng có dựa theo cái bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa là những cái tạm, tạm dùng. Còn cái liễu nghĩa là người ta muốn nói cho mình hiểu cái gì. Ví dụ đôi khi người ta tạt vô mặt một câu, nhưng mà cuối cùng cái câu đó nó là một cái câu liễu nghĩa. Ví dụ như có một cái gì đó, ổng là quan chức, ổng đến ổng gặp một vị hòa thượng, nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng giải cho con biết vô minh nghĩa là gì. Và trong phẩm phổ môn có một đoạn nói, nếu có người mà đi tàu tìm châu báu, đi vào cái nước quỷ la sát dạ xoa, người đó sợ quá niệm danh hiệu Quan Âm, vậy thì thưa hòa thượng dạ xoa la sát là gì. Hòa thượng say qua đồ ngu mà cũng hỏi, trời ơi ông đỏ rưng cái mặt. Hòa thượng nói đạo ông thấy dạ xoa la sát nó tới chưa. Ông hiểu liền, vậy thì dạ xoa la sát đâu phải ở đâu xa, ở cái giây phút mình nổi giận lên, mắt mình trợn lên, răng mình nghiến lại, tay mình rung, thậm chí mình cung tay lên, mình muốn đánh người đó. Giây phút đó là giây phút của dạ xoa la sát. Cho nên phẩm phổ môn nói có những người mà đi tìm châu báu đó. Đi tìm châu báu là gì? Những giây phút mình đi tìm đạo lý, mình sẽ gặp những người đó. Nhưng mà nhớ, họ có nạt mình tiếng, họ có nói gì mình đi nữa, coi coi mình đang trôi dạt vô nước này mà mình có trở thành dạ xoa la sát không. Nhớ không? Sáng cũng trôi một chút nữa. Cho nên á, cái câu hòa thượng tạc vô vậy đó, hòa thượng tạc vô như vậy đó, cái ông nọ nói tôi ở trên đời tôi không có tin nhân quả gì đó. Hòa thượng ông sáng trong bạc tay, vừa sáng bạc tay thì ông này cũng đau, mà theo cái phản xạ tự nhiên là làm gì, sáng lại hòa thượng bạc tay. Hòa thượng nói đạo hữu thấy nhân quả chưa, chắp tay liền. Ông kia nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ cho con hiểu được địa ngục và thiên đường nghĩa là gì. Sẵn hòa thượng đang quét nhà dện cho một cây chổi, ôi ông này cũng rượt hòa thượng chạy. Hòa thượng nói mô Phật địa ngục nó tới, địa ngục nó tới. Thì cái ông này nghe vậy là ông giật mình rồi, chấp tay, con sám hối hòa thượng, con hiểu rồi, con hiểu ý hòa thượng rồi. Hòa thượng nói ô thiên đường tới rồi. Đây có một câu hỏi, câu hỏi nãy giờ hòa đang nói đó. Khi chúng con nghe học Phật Pháp thì thấy rất dễ, nhưng thực hành thì rất khó. Và mình đôi khi mình còn than nữa, tôi tu cũng được, tôi gặp chướng duyên quá. Chướng duyên cũng sẽ có, nhưng mà đôi khi mình phải hỏi lại coi tự mình chướng hay là người đó tới mình để cố tình làm chướng mình. Có đôi khi tự mình chướng à, cái người đó người ta vô tình người ta vậy đó, rồi tự mình thấy không ưa người ta, mình thấy người ta kỳ cục là mình chướng người ta. Cũng giống như là tử bất túy nhân, nhân tự túy. Người rượu đâu có sai mình, tự mình sai rượu. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê hoa, nó không mê ai hết, người tự mê hoa. Có nhiều lúc cuộc đời này có những việc, những người không hề làm chướng ngại gì mình cả, ta vậy đó. Nhưng mà tự mình không đồng ý với người ta, người ta trở thành cái chướng của mình, rồi bắt đầu mình khổ đau với cái kiểu của họ. Câu hỏi thứ hai: quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, quy Pháp Ly Dục Tôn, quy Tăng Chúng Trung Tôn, con xin cảm ơn thầy. Câu hỏi vậy đó. Thì thưa đại chúng, cái câu này là trong cái nghi thức tụng kinh của mình,
quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, nghĩa là con xin quy y Phật đấng đầy đủ cả hai mặt phước đức và trí tuệ, gọi là lưỡng mà. Lưỡng là hai, túc là đủ. Lưỡng là hai, túc là đủ. Lưỡng túc nghĩa là, Lưỡng Túc Tôn nghĩa là đấng tôn quý đầy đủ cả hai mặt phước đức trí tuệ, gọi là lưỡng túc. Thí dụ như người ta gặp mình đảnh lễ các vị Bồ Tát đi, hay là mình thường mình chúc cho các vị tôn đức tăng ni, có một câu này nè: chúng con thành tâm kính chúc chư tôn đức phước trí nhị nghiêm. Phước và trí, hai cái này nó trang nghiêm thân tướng của chư tôn đức. Phước trí nhị nghiêm. Hay là có nhiều khi ta thấy phước huệ lưỡng toàn. Phước, phước đức và trí tuệ, hai cái này nó đầy đủ cả. Lưỡng là hai cái nó đủ, trong đó phước đức trí tuệ. Cho nên nhiều khi ta nói phước huệ song tu, tu phước và tu huệ phải song tu. Thì người nào mà phước huệ lưỡng toàn năng tác Phật, có khả năng có thể làm Phật. Vậy đó, gọi là quy y Phật Lưỡng Túc Tôn. Còn quy y Pháp Ly Dục Tôn, nghĩa là con xin nương tựa về Pháp, bậc có khả năng hướng dẫn chúng con ly dục. Thưa đại chúng, chữ dục là gì? Chữ dục là sự ham muốn, chứ không nghĩa là chỉ có tình cảm. Hễ ham muốn trong vấn đề nam nữ gọi là sắc dục. Còn chữ dục một chữ thôi, nghĩa là những ham muốn trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà tại sao chúng ta trong này nó là ly dục? Thật ra cuộc đời này chúng ta là con người, ai ai cũng muốn hết á. Chứ mình nói mà tôi không có muốn là không đúng nha. Đói bụng là muốn ăn, khát nước là muốn uống, đầy bụng là muốn đi, buồn ngủ là muốn ngủ, buồn là muốn khóc, vui là muốn cười, giận là muốn đập nó. Vậy thì con người mình không thể xài nó là tôi không còn muốn, không đúng. Con người mình vẫn muốn, bởi vì cái muốn đó là cái nhu cầu. Nhưng mà cái khổ của chúng ta là gì? Chúng ta đặt một chữ trước chữ muốn là tham muốn. Muốn là đã được rồi, nhưng mà tại vì chúng ta có cái tham cho nên muốn hơn cái mình cần, cho nên gốc khổ từ đó. Vậy thì Pháp dạy cái gì mà gọi là ly dục tôn? Pháp là con đường, là lời dạy của Phật, là chỉ cho chúng ta rằng anh hãy muốn cái gì đúng cái nhu cầu. Còn anh hơn mà anh không có khả năng là anh khổ. Cho nên mình muốn là chuyện bình thường, không có gì sai hết á. Nhưng mà hễ mà mình hơn cái mình muốn, thí dụ như mình mua mà mình mua nhiều quá cũng khổ lắm, phải kiếm khổ cấp. Thí dụ vậy đó. Cho nên là cái trước chữ muốn là chữ tham. Mà tham nghĩa là gì? Nghĩa là mình cái những cái mình không cần mà vẫn lấy thì mới kêu tham. Còn cái mình cần mà lấy là không có tham, chỉ muốn thôi. Cho nên chữ dục không có xấu. Chữ dục là chuyện bình thường, nhưng mà trong đó có tài dục, sắc dục, thực dục, thùy dục là ngủ, hay là danh dục là ham danh. Chứ còn mình muốn cái đối tượng nào đó mà nó vượt ngoài cái khả năng mình mới khổ, chứ còn bình thường có vậy. Cái thứ ba là quy y tăng chúng trung tôn. Chúng trung tức là bậc ở giữa chúng sanh và con người, tôn quý. Vậy thì Phật Pháp Tăng có ba năng lực. Đức đối với Phật là lưỡng túc, Pháp là ly dục, Tăng là gọi là chúng trung tôn, tức là những người đem chúng sanh gần tới Phật, lấy Phật, đưa Phật gần với chúng sanh. Ở trong con người, ở trong cõi đời nhiễm ô, nhưng các ngài đang thực tập một cái pháp tu giảm những nhiễm ô để sống một đời sống thanh tịnh và đưa Pháp tới gần với chúng sanh, đưa Phật tới gần với chúng sanh, tôn quý. Đó là cái câu hỏi là
Con có nghe video trên internet của các thầy có nói rằng khi thiền được thuần thục sẽ đi vào định. Vậy thì khi định mình cảm nhận biết là mình đã nhập định, trạng thái nhập định ra sao? Mình có thể làm chủ được lúc nào mình muốn nhập định hay muốn xuất định? Định đó là cái quả của thiền. Thí dụ mình ngồi thời gian mới đầu ngồi hơi thở như nãy vậy đó, thì lúc đó mình còn phải làm việc lắm, để tâm tới hơi thở. Nhưng đến một lúc nào rồi á, cái hơi thở mình nó thuần, ngồi xuống là nhận biết rất rõ. Và thậm chí người ta nói một câu, mình không có giận liền mà cũng vui liền. Mình đủ định lực để mình biết rằng cái lời khen này nó không đúng của mình. Và khi nó không đúng của mình cho nó không buồn, không vui, xin lỗi không vui. Mà cái lời chê này nó không đúng, không buồn. Người có đủ định á, họ không có vui buồn bất thường. Người có đủ định không có phản ứng một cách nhanh chóng mà để đổ vỡ hoặc là nói lời hớ. Mà người đủ định là người ta chậm xuống để người ta biết rằng người ta phải cần nói gì. Có những lúc người ta im lặng giây phút đó, không phải người ta sợ sệt hay thua pháp gì, mà người ta biết rằng chưa đúng lúc nói. Ví dụ như có một cái ông vua đó, ông chém đầu một cái người, một cái người mà đánh xe cho ông. Người ta cản không được, vì ông nghĩ rằng ông, cái ông đánh xe này chạm tới vua phạm thượng. Thì có một ông quan, ông đủ định lực, ông vua ông nói: bẩm hoàng thượng, cái tên này nè đáng chết lắm. Thứ nhất là đã phạm thượng, thứ hai là hắn đã làm cho hoàng thượng bị mang tiếng suốt đời là vì một kẻ đánh xe mà giết người. Ông hoàng thượng nghe xong nói: thôi tha cho nó đi, không thôi trẫm mang tiếng chết. Biết cách khuyên vua. Nhưng mà nếu mà nói kiểu khác là ông vua cũng đâu có chịu, phải không? Đánh ngay cái tâm lý là ông vua sợ mang tiếng. Cái tên này nó đáng chết lắm, chết chém nó đi. Vì chết mà còn để lại cho vua mang một cái tiếng xấu là vì một cái tên đánh xe ngựa cho vua thôi, mà vua mang tội bất nhân giết người. Thôi thả cho nó đi, kẻo trẫm mang tiếng dưới thế gian. Ông đó là ông có định. Cho nên định á là thể hiện trong khi mình ngồi thiền. Nhưng khi sự thiền tập của mình nó vững chãi trong cuộc sống, thì cái sự lắng trong tâm mình á, nó đủ chúng ta ứng dụng trong cuộc sống mỗi ngày nhẹ nhàng. Ví dụ mình biết cái người đó sai, nhưng mà trong khi họ đang giận mình không thể nói gì hơn được. Cái người uống rượu sai có bao giờ nhận họ sai không? Không. Mà mình có dạy gì đi gây lộn với người sai không? Mà nếu mình gây lộn với người sai thì mình có sai theo họ không? Chẳng những sai mà còn điên đảo. Trong kinh Bát Nhã nói đó, điên đảo, chữ điên là gì? Nó không có đúng, nó lệch lệch vậy nè. Đảo là ngược lại. Chẳng những thấy không thấy sai mà còn ngược nữa, gọi là điên đảo. Cho nên cái anh uống rượu sai tại sao anh té? Là tại vì đường đi vậy mà anh thấy nó ngược lại. Tại sao anh nhộn nhào xuống ao? Tại vì anh thấy cái ao là cái bờ. Cái người sai là người mất tỉnh mới gọi là sai. Người tỉnh đâu có sai. Người sai không tỉnh, mà mình đi cãi lộn với người sai là mình còn sai dữ nữa. Cho nên hai cái đứa học trò đó, một đứa làm bài toán 1 cộng 1 bằng 2, một đứa nó nói 1 cộng 1 bằng 3, nó cãi nhau ổn tỏi. Cuối cùng nó xách nhau lên ông thầy. Ông thầy kêu cái thằng làm đúng đó, phạt cho nó một trận, đập cho nó một trận. Nó tức mình, nó nói: con làm đúng mà tại sao thầy đánh con? Ta không đánh người cái gì, ta đánh cái tội ngu. Biết nó sai mà vẫn cãi. Người làm đúng là một chuyện rồi, nhưng mà biết nó sai mà vẫn cãi thì không phải giải không? Cái người định là vậy đó. Cho nên cái người mà người ta có định, ta không có trách trời than đất gì, ta thấy được cái nhân quả, ta thấy được cội nguồn.
trời ơi, tôi đâu có làm gì, tự nhiên tao nó chửi tôi à. Bà thiệt bà không làm không? Đó, thành thử ra ngồi hồi truy truy à, hèn gì đó, thành thử phải có nguyên do. Và thậm chí bây giờ mình chưa biết gì hết cũng khoan nói, đủ định tĩnh mới nói. Vậy thì cái chữ định á, nó lưu xuất thành cuộc sống của mình. Nhưng mà do đâu mà có được cái định đó? Hàng ngày phải thiền tập, hàng ngày phải tập lắng xuống, chuyện gì cũng không có nổi nóng ngẫu được. Đập bàn đập ghế đau tay, không giải quyết được vấn đề. Đập dĩa đập chén cũng đi mua lại à. Cho nên mất định là mất tiền, mất định là mất thần thông. Cho nên có một cái ông thầy đó, ông ngồi thiền đó. Rồi cái bữa nọ có một cái cô đó, cô tới cô xá ông về nè. Rồi cô xá làm sao cái hai người chạm nhau đó, lúc mà cúi lên cúi xuống làm sao đó, cái ông mất thần thông. Giờ ông giận thần thông bay không được. Cho nên định là gì? Là sự chú tâm, sự vắng lặng do sự tu tập của mình. Thí dụ bây giờ đại chúng ngồi tụng thời kinh mà không có bị suy nghĩ ra, lo ra, tụng âm thanh lời lẽ mình tụng, tụng kinh vậy là tụng kinh có định lực đó. Cho nên khi mình tụng kinh á, một là mình nhìn, hai là mình nhìn xuống. Còn mình tụng kinh mà vậy, Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điều Dạ Tha A Di Đà Tô Bà Tù A Di Đà Đa Nam Bà Tì A Di Đà Đa Căng Đế A Di Đà Đa Căng Đa Dạ Đa Dạ. Cái đó không có định, cái đó không có định tụ đó, thí dụ vậy. Cho nên cái người mà người ta tụng kinh á, trong định á là ta tụng ta nhiếp tâm. Vì vậy mà mình chắp tay cũng vậy, khi mình chắp tay là 10 ngón tay mình khép lại. Mình khép lại mình để đâu? Để ngay đây nè. Để ngay cái đây, ngay cái trấn thủy của mình. Vì đây là cái chỗ mà mình lưu xuất. Để trên này cũng để như vậy thì nó không được, chứ phải nhóm vậy nè. Mà để như vậy nó kỳ quá. Để ngay đây. Còn nếu mà mình để trên này một chút nữa, thì cho nên 10 ngón tay của mình chắc. Đây là một cái ấn nha. Đây là một cái ấn. Cái ấn này gọi là ấn phổ lễ. Ấn này gọi là ấn phổ lễ. Một cái lạy xuống là cái phổ là rộng khắp. Cái lạy của mình rộng khắp hết. Cho nên đây là một cái ấn phổ lễ. Còn thí dụ mình cầm cái nhang mình cúng cho Phật, cầm cái nhang vậy, ấn này gọi là ấn phổ cúng dường. Đó, cắm cái nhang, cầm cái nhang mà cầm hai cái ngón trỏ của mình vịn cái nhang cho nó chặt, rồi 3-6 ngón này coi. Đấy, đây là một cái ấn. Ấn này gọi là ấn phổ cúng dường. Cho quý vị thấy người Hoa không? Mấy người Hoa mà khi họ lễ xong cái làm gì đó. Cho nên ấn hết á. Rầu quá đâu có các ấn nữa. Ấn là ấn mất sổ gạo. Con chỉ ngồi tĩnh tọa niệm Phật, im lặng lắng nghe tiếng niệm Phật vang lên trong tạng thức, như vậy có phải là thiền không? Dạ phải. Nhưng mà nhớ là nghe trong tỉnh giác. Còn nếu mà mình nghe xong một hồi mình cứ như nào là mình biết mình đi vào giấc thụy du rồi đó, khúc thụy du rồi đó. Nếu mình ngồi á mà mình vẫn nghe tiếng niệm Phật mà mình tỉnh rất là rõ, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe từng tiếng rõ, nghe mà vẫn tỉnh. Quý vị nghe pháp á, mở tối mà mở cái iPad lên mở nghe đó, lúc đầu là nghe tỉnh lắm, nhưng mà ăn lát rồi là lúc đó là ông thầy ổng ru mình rồi đó.
cái lúc mình trở mình á, cái mình nghe ông nói một hai câu. Có một lần đó có cái đạo hữu đó, ông dậy ông bấm cái nút đồng hồ mà nó báo thức rồi, nhưng mà thôi ông ráng nằm chút nữa. Tự nhiên cái ông nằm mơ mơ mà ông nghe Pháp Hòa nói nướng hồi coi chừng khét. Ông bật dậy ông tưởng Pháp Hòa đứng kế bên, nhưng mà không ngờ bài pháp nói cái câu đó đúng ngay chỗ ông đang nướng. Thậm chí mình ngồi thiền cũng vậy, mới đầu mình quán hơi thở, nhưng mà mình phải để ý là coi chừng mình rơi vào cái trạng thái hôn trầm. Hôn trầm là nó buồn ngủ trong bụng đó nha. Mình buồn ngủ trong bụng, mình lắc lư mà mình không biết. Cho nên khi mình ngồi thiền á, miệng khép lại. Miệng khép xong rồi mỉm cười, để biểu lộ cái sự an tịnh của mình trong khi mình ngồi. Mình niệm Phật á, nó có nhiều cách niệm lắm. Ví dụ mình lần chuỗi niệm, mình đi theo hơi thở niệm, hoặc đôi khi mình im lặng, mình để cho cái tiếng niệm Phật nó đi ra nhẹ nhàng trong tâm thức. Sao cũng được hết, miễn giây phút đó câu niệm Phật là đối tượng của mình. Câu niệm Phật là đối tượng của mình, và làm cho mình trong giây phút đó tỉnh lặng. Chỉ có mình có câu niệm Phật và không gì khác. Cho nên tại sao chúng ta lấy hơi thở để làm cái đề mục? Bởi vì hơi thở là gần với mình nhất. Không thở là mình chết, đúng không? Vậy thì cái gì làm đề mục cho bước đầu niệm căn bản ngồi thiền? Hơi thở. Vì hơi thở là gần gũi với mình nhất. Mình thở ra mà không thở vô là mình chết. Cho nên trên đời này, nếu mình nói cho đúng, cái gì quý? Hơi thở là quý nhất. Vì nếu mà mình không còn thở, nghĩa là không còn gì quý nữa với mình hết. Tất cả đều trở thành vô nghĩa đối với một người chết. Vì vậy cho nên chúng ta phải tập ngồi tĩnh. Và thưa đại chúng đừng có nghĩ rằng ngồi tĩnh như vậy là tu gì hết cả. Và đừng có nghĩ rằng cái đó là đạo Phật. Không, trên đời này ai muốn có sự hạnh phúc an tịnh, người đó cần có sự lắng tĩnh. Chỉ có khi nào mình lắng tịnh được như vậy, cuộc sống mình nó mới bình an nổi thôi. Tại vì cuộc đời này vốn dĩ mỗi ngày bấp bênh, sóng vỗ, bụi bặm đủ thứ hết. Và chỉ cần chúng ta định tĩnh thì chúng ta mới có thể lướt qua được những cái đó. Còn không thì chúng ta vẫn sống nhưng mà rất khổ. Cho nên Pháp Hòa xin thưa là mỗi ngày chúng ta 20 phút so với 24 giờ mình sống, trôi lăn bao nhiêu tiếng đồng hồ một ngày, 20 phút này không có gì hết á. Nhưng mà nếu mà mình trở thành một cái thuần thục, 20 phút này sẽ giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống. Ví dụ ha, bữa nào mình mệt có vì ngủ không có sâu, ngủ 10 phút thôi mà dậy là khỏe đó. Thí dụ đi làm về đó, mệt á, ngã lưng 10 phút ngủ thôi, 15 phút thôi, dậy là mình đủ cái energy liền. Tại sao? Vì mình ngủ không lo lắng, ngủ rất sâu, ngủ rất an. Còn những người mà ta ngủ một ngày 12, 13 tiếng, mình nghĩ ta ngủ vậy là khỏe phải không? Ngủ vậy mệt mỏi lắm. Mà nếu mà cứ tiếp tục ngủ như vậy hoài, cái dấu hỏi nó rớt. Ngờ u ngu hỏi ngủ, rớt chữ ngủ, rớt dấu hỏi. Ngủ nhiều mất dấu. Thôi hết giờ rồi. Thêm câu nữa không? Kính con kính thưa sư phụ. Mới vô cái định nha. Cho con hỏi vài câu. Câu thứ nhất là tại sao thầy muốn đi tu? Quá nhỏ. Tại vì con nghe pháp thầy, thầy nói bắt đầu đi tu từ 7 tuổi tới bây giờ, mà nó ghi bây giờ. Câu thứ hai của con là mình bắt đầu đi tu có khó không thầy? Câu số 3 là làm sao để học tu giỏi? Câu cuối cùng là thầy
Tại câu cuối cùng là thầy có nghĩ thầy thành Phật không? Trời ơi, nó còn được lập luận nữa nha. Tại vì con đọc kinh Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Hay quá. Câu nào cũng không trả lời được hết trơn. Tại sao thầy đi tu lúc thầy còn nhỏ? Không biết tại sao không? À, tại vì thầy thích. Bởi bây giờ thầy mới là thích Pháp Hòa. Một câu trả lời gọn nhất cho những cho Pháp Hòa đi tu là tại sao thầy đi bắt đầu vô chùa từ năm thầy còn rất nhỏ, 7 tuổi? Tại tôi thích. Chứ 7 tuổi biết gì? Không lẽ phải tôi chán đời? Không lẽ tôi thất tình? Không. Cho nên tuổi trẻ đời trai không có chán, tại mình thích thôi. Hỏi đi tu có khó không? Con muốn biết thì con đi tu giống thầy rồi con biết. Tại vì không thể nói được. Tại nói rồi con không tu làm sao? Nói dễ là không được. Câu thứ ba là làm sao để tu giỏi. Trước khi mà con muốn tu giỏi á, là con ở nhà con tập giỏi trước. Thí dụ con đi học á, là con làm bài cho giỏi. Về đi học về để đôi giày lên, cái phòng của mình phải dọn, cái mền của mình phải xếp, cái áo của mình máng lên. Mấy cái việc đó nhà mà con được giỏi như vậy là con tu rồi đó. Rồi mai mốt con vô chùa con cũng không chọc thầy trào máu kiểu đó. Tại vì ở nhà con cũng không chọc ba má kiểu đó, thì vô chùa cũng không sống theo cái lối đó. Phải không? Xếp áo mình, khi mình mặc cái áo á, nó có cái bài kệ để mặc áo. Mang áo của người tu đem vui cho trần thế. Xin lỗi, mang áo của người tu tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành đem vui cho trần thế. Lúc mình mặc áo vạt hò, mình mặc áo la hớn thì đọc cái bài kệ đó. Ở nhà mình xếp mền, có bài kệ xếp mền. Xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời. Mình sống mà mình có ngăn nắp, in order, nice and neat, đó là tu. Hồi nãy thầy nói rồi, phải không? Ở nhà mình muốn tu á, tu mới ra trước. Mà thật sự nó là cần tu mỗi ngày. Thậm chí một người xuất gia vô chùa rồi mà dép giày bỏ lung tung, áo quần vất lung tung, xin rửa mặt dơ giấy, thì người đó ở chùa 30 năm cũng chưa tu. Bởi vì cái chuyện quá nhỏ mỗi ngày mà. Anh độ sanh ở đâu mà chưa thấy, mà anh cái người bước vô nhìn cái xin rửa mặt của anh là người ta đã dội ra rồi, thì anh độ cái gì? Cho nên là cái chuyện tu á, nó là cái chuyện rất đơn giản. Tờ u tu. Nhưng mà thật là cả một đời, chứ không phải chỉ có khoảng khắc làm một chú tiểu đâu. Tu là tu cả đời. Từ cái áo, cái quần, từ cái y, từ bất cứ cái gì của mình mỗi ngày mình để tâm vô đó là tu. Nấu cơm, phải hết lòng trong việc nấu cơm là tu. Đi học, tụi con là học bài ở nhà nha. Mấy đứa đi học bài ở nhà, khi làm bài không bắn game, không send message cho bạn, trừ trường hợp phải hỏi homework. Trời ơi, bây giờ mình thấy nó đeo cái headphone vô đây nè, rồi nó ngồi nó lắc về nó làm bài được, cho nên viết chữ nào nó cũng như cua vậy. Thứ ba là thầy có nghĩ thầy thành Phật không? Khi nào thầy thành Phật thầy báo con biết. I will invite you for my thành Phật celebration.
Để chúng để ý mình quen biết nhiều là mình động nhiều. Tại sao? Nhiều phone và nhiều chuyện để nghe. Cho nên á, mình càng biết ít người thì mình càng lắng tâm. Nói như vậy không có nghĩa là xấu hay tốt, nhưng mà ở đây là một cái sự thật. Khi chúng ta quen biết nhiều thì chúng ta sẽ khó mà tịnh được, bởi vì sự quan hệ rộng lớn. Ngay cả khi mình đi vào khóa tu, mình không có từ chối làm bạn với ai, nhưng mà gặp nhau là xá chào, nói chuyện an lạc. Còn chuyện người nào mình cũng khều hỏi, chị ở đâu, con làm gì, lương nhiêu tháng. Cái lát mình nhớ bà 7 và bà 8, mình nhớ lung tung trong đầu, mà thiệt sự cuối cùng 4 ngày mình không Phật không nhớ pháp nhiêu hết, tại nhớ mấy kia. Cho nên nước là tượng trưng cho định, hoa mà mình rắc ở trong cái thao nước đó là tượng trưng cho giới. Tâm mà muốn sạch thì lấy giới, lấy định gột rửa. Cho nên trong thao nước đó đủ ba yếu tố: giới, định, tuệ. Người giữ giới như trang điểm trên mình những bông hoa tươi đẹp. Tại vì ai nhìn mình cũng biểu, cũng thấy được cái nét đẹp của người thanh tu. Cái người có tu nhìn tướng hảo khác, người không có tu nhìn nó sầu khổ, nó héo hon khác. Cho nên mình có tu tập là có sự tươi mát. Thì Pháp Hòa xin nhắc một cái ý nghĩa như vậy, để khi chúng ta tắm Phật thì chúng ta biết rằng có nhiều vị tắm xong rồi múc miếng nước vuốt đầu, le lưỡi liếm rồi vậy đó. Với ý nghĩa là xin Phật phù hộ. Không sao, cái đó là cái niềm tin của mình. Nhưng mà cái đó là sơ cơ và rất là tín ngưỡng theo nhân gian. Còn mình hiểu biết sâu sắc là Phật là bản tâm thanh tịnh của mình, nhưng bởi vì mình giao tiếp nhiều cho nên bớt đi rồi, thôi thì lâu lâu mình phải tắm, nghĩa là sự nhắc nhở cho thân tâm mình. Cũng giống như mình cúng nước trên bàn thờ là để nhắc nhở mình phải lắng đình như nước. Mình cúng hoa trên bàn thờ là để nhắc nhở mình phải sống đẹp, sống tốt như những đóa hoa, và biết rằng hoa sẽ héo như đời mình sẽ tàn, nhưng khi trước khi nó héo tàn hãy sống thật đẹp như hoa. Đó là ý nghĩa dân hoa của Phật. Dân trái cây là để nhắc nhở mình nhân quả, trồng nhân nào hưởng quả đó. Cúng trái cây là nhân, cúng hoa là cúng trái cây là quả, cúng hoa là nhân. Cho nên người ta thường nói đông bình tây quả, luôn luôn là hãy hướng đông, đây là hướng tây phải đối lại. Thì giờ mình để phía nào cũng được, nhưng mà ý nghĩa đông bình tây quả là luôn luôn quân bình. Thể bên này bình bông thì bên này dĩa trái, nghĩa là luôn luôn mình quân bình giữa đời và đạo. Mình chưa phải là người xuất gia, mình còn là người tại gia thì phải quân bình đời sống tu tập của mình và bổn phận đối với gia đình. Mình quân bình được như vậy thì mình là đông bình tây quả. Mỗi khi mà chúng ta, quý vị thấy á, ngày hôm nay nè là ngày thứ tư của khóa tu rồi, là đây là cái giây phút mà sắp sửa chia tay rồi. Hết một khóa tu mới, ngày nào mình nhộn nhịp, mình nao nức, mình đi tham dự khóa tu, y bữa nay đắp còn luộn thuộn mà hết ngày rồi. Thí dụ vậy. Cho nên mỗi buổi chiều tụng kinh á, lúc nào cũng nghe câu ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Thế nào là sống sâu sắc và thế nào là sống thảnh thơi? Quý vị nghe câu chuyện này chưa? Cái bài này hát sao quên rồi? Không, đầu tiên câu này hát sao? Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Ở trong cái tiệm nail đó có cái cô đó, cổ hát hoài bài này, đi ra đi vô cổ hát hoài, ngày nào cũng hát từ sáng tới chiều. Cứ dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, cổ hát riết cái mấy cái ông làm chung đó. Bà tôi nói bà nghe nha. Bây giờ tôi mời bà lên cái tôi lại bà.
để mà khỏi lại Quan Âm nữa. Hồi nãy mình có nói chữ chữ tư á, thiền được định nghĩa là tư lự. Con người mình ai cũng có suy nghĩ hết á, nhưng mà đa phần chúng ta nghĩ cạn là chúng ta nói sai, và làm đổ vỡ hạnh phúc, làm bích lòng mọi người là chúng ta thiếu cái gì? Thiếu cái sâu sắc của cái suy nghĩ. Cho nên sống sâu sắc không có phải là thâm độc. Có nhiều người nói trời ơi, người đó coi vậy chứ sâu lắm. Không có, nói theo thâm lắm. Chữ sâu sắc là gì? Là người đó có cái chiều sâu khi nói năng. Vì sao? Trước khi nói có suy nghĩ. Thí dụ nha, bây giờ mình suy nghĩ cái việc đó kỹ càng trước khi mình làm. Và khi mình suy nghĩ kỹ càng mình làm rồi đó, thì mình làm trong thảnh thơi mà không ép uổng nó phải thành cái đó. Vớ và ví dụ như giờ mình nuôi con, mình mong con mình tốt, cho nên mình suy nghĩ rất kỹ phải làm gì cho nó, đầu tư làm sao cho nó. Nhưng mà khi quý vị đầu tư cho con rồi, nhớ thảnh thơi. Tại vì mình không thảnh thơi nghĩa là mình ép uổng nó. Thí dụ mình nói con, mẹ muốn con học, nhưng nó học cái gì để nó chọn? Mình chọn cho nó cái môn nó không thích thì nó không có học hết lòng, hay là nó nể mình, nó sợ mình nó học, nhưng mà trong lòng nó đau khổ. Như vậy là thiếu phần sâu sắc, và cả hai không thảnh thơi. Nó học nó không thảnh thơi, mà tâm mình thì hồi hộp, sợ nó không lo học. Cho nên cuối cùng một ngày trôi qua không sâu sắc, không thảnh thơi. Thảnh thơi đây không có nghĩa là thờ ơ, mặc kệ, không phải vậy. Nhưng mà biết tùy duyên ở mọi pháp, mọi việc. Cái người sống tùy duyên là người cái tâm họ có thảnh thơi. Tại vì trên đời này có những cái mình không bao giờ mình bắt nó như ý mình được. Cho nên sống cho sâu sắc và thảnh thơi đó. Chữ sâu sắc không có nghĩa là mình thâm độc, thảnh thơi không có nghĩa là mình thờ ơ, mà mình biết hưởng những cái gì mình đang có. Pháp Hòa thưa đại chúng, như là nhiều khi ha, mình nấu bữa cơm rất là cực, trời ơi, tỉ mỉ nấu, trang trí đồ dữ lắm, tối hồi ăn ngốn ăn miếng, ăn không biết thưởng thức gì hết. Thành thứ làm thì rất cực, mà hưởng thì không hưởng. Vậy thì làm sao mình thảnh thơi được? Đã nấu thật là hết lòng thì ngồi thảnh thơi ăn. Cho nên có nhiều vị đổ bánh xèo, bánh khọt gì làm xong hết rồi mới ngồi lên ăn thảnh thơi được. Tại vì cái món đó mà người ta cứ kêu mình đổ hoài cái mình ăn ngon. Thí dụ vậy. Cho nên thảnh thơi là mình cái gì mình làm mình biết sống. Tiếng Mỹ là mình enjoy chút. Và mình biết tùy duyên, tùy thuận mọi pháp, mọi việc, mọi người. Trong chương trình là buổi này không có, nhưng mà tại vì em thì hay hát nhạc yêu cầu. Chờ giờ yêu cầu thì phải làm. Nhưng mà em làm trong thảnh thơi. Ông không có làm trong câu có. Em cũng không có cằn nhằn cô trụ trì là không ký hợp đồng mà bắt làm suốt. Em không có nói là quý vị gì cả. Tại vì mình thích làm việc đó. Cho nên cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta sống với nhau, chúng ta cần có sự thảnh thơi cho nhau. Ví dụ cũng đừng uổng người đó phải theo ý mình, và cũng đừng bắt mình phải theo ai. Nhưng mà mình biết nhìn sâu sắc phải làm gì cho người thân hạnh phúc. Thí dụ mình có gia đình rồi thì mình phải hy sinh cái phần la cà ở quán cà phê. Tại mình không phải là single như ở đó nữa. Thì nhiều khi mình bỏ bớt cái giờ đi chơi riêng để lo cho phụ vợ, lo cho con, lo cho gia đình. Đó là người có sâu sắc. Và thảnh thơi không có cằn nhằn. Tại bà mà tôi không được đi thăm bạn tôi ở quán cà phê, thì mình làm cho người khác khó chịu vì người ta nghĩ rằng người ta làm ép của mình. Mình có sự sâu sắc nhưng mà cũng có sự thảnh thơi. Có nhiều khi mình hy sinh một cái việc gì không phải là mình lỗ lã, mà mình biết nghĩ sâu làm việc đó cần. Và thảnh thơi trước mọi công việc khi chúng ta làm. Nhận cái đó làm rồi thì thảnh thơi việc đó. Cho nên chữ sâu sắc thảnh thơi nhiều ý lắm.
và cần phải sự thực tập. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa thường thưa là mình học Phật, và cái bổn phận của chúng ta là làm sao học Pháp, hành Pháp để cuộc sống có hạnh phúc. Đó là ý nghĩa quy y với Phật, chứ không phải mình quy y để được Phật cho mình cái gì. Nếu có cho là cho mình giáo Pháp, cho mình sự sâu sắc để mình sống thảnh thơi. Người có giáo Pháp trong tâm lúc nào sống cũng thảnh thơi. Có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều. Của mình thì mình dùng, không phải của mình không lấy. Đó, ta thảnh thơi vô cùng. Ví dụ bây giờ được bầu làm hội trưởng thì ta làm hội trưởng, mà ta không tranh đấu thêm để làm extra hội trưởng hay là kim này kim kia. Còn mình không thảnh thơi được với cái danh chức đó thì cứ kiếm mãi tìm hoài, cho nên đau khổ. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, những việc mà nó xung quanh mình đó, nó không cùng, nó không cùng đâu. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải biết thảnh thơi sâu sắc và thấy rằng cuộc đời ngắn ngủi, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Hồi nãy Pháp Hòa cúng cho mấy em còn trẻ, hôm nay 49 ngày. Thì khi cúng xong, Pháp Hòa có nói với người thân của các em, với cái nhìn tương đối, chúng ta buồn khi các em mất trẻ, nhưng mà với cái nhìn chân lý, chết trẻ chết già không phải là vấn đề, mà cái vấn đề là chúng ta sống như thế nào trong tim của người ta. Còn chết này ai cũng chết. Nhiều có nhiều người chết xong rồi, nhưng mà nhắc tới người đó, người đó sống mãi trong tim óc của người khác, người đó bất diệt. Còn cái thi thể này, hình hài này sẽ hết. Cho nên hồi nãy có một câu hỏi trong này, nãy qua dở sơ sơ qua thấy đó. Hỏi là trong Sám Dược Sư có câu là đưa con ra khỏi biển hai chết và đặt con lên trên bờ ba đức. Ai nhớ Sám Dược Sư có câu đó? Biển hai chết là gì? Một là phần đoạn sanh tử, hai là biến dịch sanh tử. Sanh tử là một việc có trong thế gian này. Này, hoa này nè, nó đã sống, nó đã mọc lên, mình tạm gọi là sanh. Rồi bây giờ nó đang trụ ở trong cái bình này, nhưng mà trong khi nó trụ thì nó dị nè, đó, bữa nay héo mấy cánh rồi nè, 5 ngày nữa là nó diệt. Nó đi theo 4 tướng trạng: sanh, trụ, dị, diệt. Giống như mình nè đó, bây giờ mình đang trụ, chứ trong thời gian trụ là nó dị mỗi ngày. Năm là thấy bạc rồi, mới có 3 tháng sao 3 chân rồi. Mặc dù sáng nào cũng vậy. Nhưng mà sao càng kéo nó càng nhiều chân. Sanh trụ dị diệt. Một ngày sáng ra mình, ô hôm nay là ngày mới, tưởng đâu nó dừng vậy, không. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, một ngày nay nó đang dị, nó đang thay đổi để hết giờ mình đi về. Vậy thì cái mà cái sống, cái sanh tử là một chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Và cuộc sống này luôn luôn sanh thì tử, đến thì đi, còn thì mất, được thua, không bao giờ chỉ có một, lúc nào nó cũng có đối tượng. Cái khăn có mặt trái, mặt phải, áo quần vân vân, cái nào cũng có hai. Hiểu được cái đó thì chúng ta hiểu được cái gì gọi là phần đoạn sanh tử. Trước sau gì, ai trong chúng ta cũng sẽ đến cái chỗ gọi là phần đoạn sanh tử này. Đến một lúc nào đó mình phải đoạn đi mạng sống mình để đi vào cái cõi gọi là chết. Cái này có à? Không muốn cũng không được. Làm cái gì cũng không được hết. Ngày xưa Tần Thủy Hoàng mà đi tìm thuốc trường sinh, làm gì có. Nếu mà có thuốc trường sinh thì ông tiên mà ông luyện ra trường sinh chết trước. Ồ, ông sống lâu. Đấy, em không phải nói lộn đâu nha, mà em đang thử coi có ai ngủ không. Nhưng mà cho dù có lộn cũng chẳng sao. Vì sao? Hột gà, hột vịt còn lộn mà.
biến gọi là gì, nhất phần đoạn sinh tử này nè sẽ có một ngày nha. Nhưng có một cái chúng ta cần có, đó là biến dịch sanh tử. Dịch là gì? Là dời. Thí dụ như Trung Hoa có quẻ dịch, chữ dịch là di dời nữa. Hồi đó đó tôi dở ẹt à, tôi hay nóng nảy lắm. Kể từ khi tôi biết nghe pháp, tôi biết quán chiếu rồi tôi đỡ lắm. Tôi không có nóng nảy như ngày xưa. Bạn tôi bây giờ nó cho nhìn anh bữa nay á, trắng trẻo ra. Hồi đó nóng đen hoài. Cái người đó có cái gì? Có biến dịch, có thay đổi. Con người mà sống từ đây cho tới chết nên có cái biến dịch sanh tử để người ta đỡ chút. Sống mà bất di bất dịch, tôi vậy đó, chịu theo. Cái người sống chung với mình chết trước, ta tức quá ta nói mình ta chết trước. Còn mình thì tôi vậy đó. Mình nên sống mà đó có hạnh phúc cho nhau, là nên có một thứ chết gọi là biến dịch sanh tử. Mà anh biến hay không á, thì trước sau anh cũng sẽ tới một cái chỗ gọi là phần đoạn sanh tử. Nhưng nếu anh biết biến dịch sanh tử thì anh làm cho người khác hạnh phúc, an vui, khi ra đi anh cũng an lòng. Sống mà có làm gì được lợi cho người ta chút. Cho nên sâu sắc thảnh thơi. Sẵn đó vào trả lời luôn câu đó. Đưa con ra khỏi biển hay chết, mà đặt lên trên bờ ba đức. Ba đức là gì? Là giải thoát, là pháp thân, là bát nhã. Mình tụng ăn trưa hoài đó, ba đức sáu vị, tam đức lục vị. Có khi gọi là ân đức, đoạn đức, trí đức. Người có trí sẽ đoạn. Cho nên Văn Thù Sư Lợi cầm cái kiếm. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cầm cái kiếm trên tay là tượng trưng cho trí tuệ sắc bén, có thể chặt đứt mọi khổ đau phiền não. Cái đó gọi là đoạn đức. Vì người đó có cái trí để đoạn. Và khi chúng ta đoạn được cái đó rồi, nhờ đâu? Nhờ cái ân đức của Tam Bảo, của Phật cho mình cái hiểu biết, cái tuệ giác đó. Hay nói cách khác là chúng ta có bát nhã cũng là trí tuệ. Giải thoát là chúng ta đoạn. Cho nên pháp thân, bát nhã, giải thoát nó tương đồng với trí đức, đoạn đức và ân đức. Nói cái nào cũng được. Sở dĩ chúng ta đi chùa, chúng ta học pháp, chúng ta tu là vì chúng ta muốn có cái biến dịch sanh tử. Thì chúng ta biết rằng trước sau chúng ta cũng sẽ có một ngày gì? Phần đoạn sanh tử. Nhưng hãy sống với cái tâm niệm biến dịch sanh tử. Bây giờ mỗi tối trước khi đi ngủ, quán lại: ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại. Nhìn mình cho kỹ, ta đã làm gì? Trời ơi, sáng hôm nay nóng nảy nói tầm bay tầm bạ, biết bao nhiêu người đau khổ. Thí dụ vậy, thôi mình hứa với lòng, từ nay về sau không nói vậy nữa. Thì ngay cái giây phút đó mình phát nguyện biến dịch. Biết đâu chừng ngủ đi luôn sao? Trong cuộc đời này sao nói được? Dép dưới giường, lên giường vội biệt. Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, hô hấp thở vô thở ra. Nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Xét nhân thế vì sao ngắn ngủi, trách cho thân để khổ cho thân. Bài sám đó tên là bài sám khuyến tu. Da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng phân sạch gì. Tóc răng móng khác chi đất bợn, mũi giải đàm kinh tởm xiết bao. Bên ngoài rẹp đút mũi đeo, bên trong sáng lãi lẫn vào nhớp chưa. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ, Pháp Hòa khoảng chừng 14 tuổi, có một cô Phật tử người Huế. Chú ơi, chú đừng có tùng cái bài ní, tôi nghe ợn quá. Tùng chí mà nghe lại nghe sạn ợn quá. Mỗi lần mà tụng cái bài đó mà nhớ tới bây giờ mà vẫn nhớ cô đó.
Mỗi lần mà tụng mà lâu lâu nhắc lại bài sám, đó là cái hình ảnh cái cô người Huế đó cổ hiện trong đầu mà. Chú ơi, chú đừng tung bài sám đi, nghe ẩn quá. Rắn mà ẩn. Tùng chí sạn lại, kính chí là. Bên trong sạn lại lần vào nhộp chưa? Nồi nóng bức ngày trưa tiệc hà, cơn lành lùng đến giả chiều đấm. Xẹt thân nhớ khổ vô cùng, dứt lòng tham luyện, khởi lòng thoát lý. Thoát lý là giải thoát nữa. Vậy quý vị hiểu ha, hai chết không? Hai chết là hết chai. Mình tu là để đi tới cái biến dịch sanh tử này. Mà mình có biến dịch như vậy đây là đời người thân mình đỡ khổ lắm. Ai mà không có tật, ai mà không bệnh, bệnh hết được mà tật lâu hết lắm. Cho nên kêu bệnh tật. Tật là mình phải sửa, bệnh thì uống thuốc. Cho nên mình sửa, ví dụ người ta bị trật gân, trật cốt gì, sửa gân, sửa cốt. Tại vì vốn đâu phải vậy. Mà bữa nay do mình đi không cẩn thận, trật chân, trẹo gân, trẹo cốt. Vốn mình không phải vậy. Nhưng mà tại vì mình sống bệnh lây, cho nên mình mới trật gân, trật cốt, ta là trật đường rầy, trật cách sống, sửa được. Người có lòng từ nên làm chuyện đó để người thân hạnh phúc. Đó là hóa độ chúng sanh. Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Chúng sanh phiền não của mình mà độ thì độ luôn được chúng sanh ở ngoài. Cho nên tự tánh chúng sanh, thệ nguyện độ. Hai câu đó đi chung. Quý vị tụng mong sinh thí thực của ngài đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là độ chúng sanh bên ngoài, mà tự tánh chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là độ phiền não của mình. Mà hãy phiền não chúng sanh này mà độ được thì ngoài này mình độ được. Mình nói người ta nghe. Thí dụ mình kêu con đừng làm vậy con. Nó chấp tay lại nói: tôn mẹ bảo tôn con đi thẳng, chớ đi co vấp thế gian cười. Con rằng lại mẹ, con theo mẹ. Mẹ thử đi đi, thử coi. Con tôn con, con tôn mẹ bảo, con tôn con phải đi thẳng. Tôn mẹ bảo tôn con đi thẳng, chớ đi co vấp thế gian cười. Con tôn con tấp cha tấp ta chấp tay lại, nó nói: con rằng lại mẹ, con theo mẹ. Mẹ thử đi đi, thử coi. Con tôm. Em trở lại tiếng của em rồi. Tưởng đâu em còn nói tiếng Huệ à. Xin hỏi thầy, Phật dược sư cầm tháp 7 tầng nghĩa là gì? Thì tại nó thiếu 3 tầng kia. Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo tháp là một biểu tượng cho sự vun bồi. Tháp thì có nhiều loại lắm, tháp 3 tầng, tháp 5 tầng, 7 tầng, 9 tầng, 13 tầng, vân vân. Nhưng mà đa phần mình nghe tháp 7 tầng, hay có khi xây tháp 9 tầng, phải không? Dù cho 9 bậc phù đồ cũng không bằng làm phước cứu cho một người. Trong cái phần giới sa di có câu: dù cho xây tháp cao đến vạn trượng cũng không bằng một người xuất gia trì giới. Dễ sợ chưa? Như vậy thì quý vị thấy mà quý vị tu và xuất gia một ngày, trì giới một ngày là hơn một người gọi là xây tháp vạn trượng. Ở đây Phật dược sư cầm một cái tháp, thường thường trong mấy chùa người Hoa hay thờ ba tượng Phật, gọi thường người Hoa gọi là Tam Bảo Phật. Ở giữa thờ Phật Thích Ca ôm cái bình bát, cầm cái bình bát. Một bên thờ Phật Di Đà cầm hoa sen, một bên thờ Phật Dược Sư cầm tháp 7 tầng. Cái tháp đó được gọi là Như Ý Tháp. Mà tại sao 7 tầng? Người ta thường gọi là Bảo Tháp.
vì tháp đó làm bằng bảy của quý: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Người tu chúng ta muốn xây dựng đời mình, hay là nói chung là tất cả chúng ta, ai muốn xây dựng cuộc đời mình an vui hạnh phúc, phải nương theo bảy thứ tài sản mà người tu cần có. Một là tín, là niềm tin. Hai là văn, là nghe. Ba là tàm quý. Tàm là một, tàm là gì? Là hổ thẹn với mình. Quý là hổ thẹn với người. Bốn rồi. Thứ năm là giới. Thứ sáu là tuệ. Thứ bảy là xả ly. Pháp Hòa nói lại ha: tín, văn, tàm, quý, giới, tuệ, xả ly. Người có bảy cái này là người đó có bảy thứ tài sản quý báu, xài hoài không bao giờ. Để chúng để ý mà có hột xoàn vào cỡ nào mà xài là hết, phải không? Mà đặc biệt bảy thứ này càng xài càng không hết mà lại tăng trưởng. Ví dụ như giờ văn là nghe, mà càng nghe pháp thì mình càng bồi dưỡng cho thân tâm mình chứ không mất đâu. Cho nên hột xoàn kim cương càng xài càng bị thiếu thốn. Còn người có biết nghe pháp rồi, càng nghe tâm tư càng mở, sự chấp trước của mình càng thư giãn ra, sự phiền não của mình càng giãn ra. Cho nên người có văn là người có tài sản quý báu. Tại vì trên đời này có nhiều người không có chịu nghe, họ thích nói hơn thích nghe. Cho nên nghe là một cái của quý. Nghe cái đau khổ của người, mình nghe những cái lời mà người ta xây dựng vân vân. Cho nên đó là bảy thứ quý mà tháp Phật Dược Sư. Nhưng mà tại sao Phật Dược Sư cầm cái tháp mà gọi là tháp bảy báu? Bởi vì Dược Sư là thầy thuốc. Người có được bảy thứ này thì có khả năng trị bệnh, có khả năng trị bệnh. Ví dụ như thầy thuốc mà không có giữ giới, không có lòng từ, không có trí tuệ. Trong kinh kể câu chuyện có cái ông đó đó, có cái ông đó, ổng làm thầy thuốc. Thì người ta tới trị bệnh cho ông, trị bệnh ông. Thì sau khi mà trong khi người ta bệnh á, người ta nói ông hết trị tôi hết bệnh đi, tôi trả một số tiền lớn. Khi trị bệnh hết á, người ta quỵt ta không trả. Ông không nói gì hết. Người đó trở lại thay thuốc á, kỳ này ông thay một thứ thuốc độc, đắp vô con mắt người đó đuôi luôn. Thay vì ổng có khả năng ổng chữa bệnh, nhưng mà bây giờ á, tại vì ổng bị gạt, hứa trả tiền cho ổng mà không trả, cho ổng gạt ổng làm đuôi cái người đó luôn. Thì cuối cùng cái nhân ổng làm gì, cái quả ổng lại gì, ổng trở thành một tỳ kheo mù ở trong giáo đoàn của Phật. Nhưng mà cái phước tài cứu người nhiều người khác cũng khó, nhưng mà cái nghiệp mà hại một người cũng khó. Cho nên được làm một người tu, nhưng mà người tu mù, mù mắt không thấy được. Rồi trong khi Phật thuyết pháp, có một con ốc nó nằm đó nó nghe. Ông đi ngang con ốc, ông lỡ chân ông đạp nó chết. Phải không? Do mù không thấy đường đạp con ốc chết. Mà con ốc nằm đó, con ốc được nghe pháp. Cho nên sau khi con ốc chết, con ốc được sanh lên cõi trời. Câu chuyện đó chỉ muốn kể là mình gieo một cái nhân gì, dù một chút cũng có cái thiện lành. Cho nên người mà có được cái bảy thứ tài sản là vậy. Dược sư là thầy thuốc, nghĩa là chúng ta có cái này thì chúng ta có khả năng giúp đỡ người khác trị bệnh. Bạch thầy, cho con hỏi quy y rồi có điều kiện gì không? Như là ăn chay, đi chùa, member fee, membership, tức là thẻ hội viên, trả tiền thẻ hội viên. Thật ra thì không có đặt điều kiện gì hết. Nếu mà nói có điều kiện là quy y rồi thì chúng ta phát tâm tu tập, đó là điều kiện. Thì bây giờ muốn phát tâm thì mình bắt đầu từ cơ bản trước. Nói điều kiện chứ là không tu, không có đặt điều kiện gì hết á. Phát tâm thôi, phát tâm làm thôi, chứ không ai có điều kiện gì hết trơn á. Nhưng mình nói điều kiện là để cho tạm nghe vậy đó. Chứ còn nói đúng ra là khi quy y rồi phát tâm làm một vài việc, để cho cái bước đi của mình nó thật là vững chắc.
quy y á, giống như để hạt đất, hạt hạt mầm xuống đất vậy đó. Rồi bây giờ mỗi ngày lại Phật, ăn chay, tụng kinh hay đi chùa vân vân, nghe pháp nữa là nước tưới, để cho mỗi ngày cái hạt đó bắt đầu nó sanh cây nảy mầm. Chứ còn gieo cái hạt đó để đó cũng giống như quy y xong rồi không biết thầy mình không có nhớ chùa, nhớ chiều, không tu tập gì nữa hết. Để mai mốt tôi chết tôi có passport tôi đi được. Passport mà hết 5 năm nó hết hạn, lâu lâu phải renew. Cho nên điều kiện mà không điều kiện, nó đúng hơn là chúng ta phát nguyện. Bởi vì chúng ta bắt đầu gieo hạt rồi thì chúng ta tự thấy bổn phận của mình trong cái công việc nuôi dưỡng hạt giống này. Tập ăn chay mỗi tháng ít nhất một ngày, đi làm về tối trước khi đi ngủ xá Phật hoặc lại Phật, ít nhất ngày cũng nghe được 30 phút một bài pháp. 30 kia thì mình ngủ rồi, 30 phút đầu là mình nghe thôi cũng được, thầy cũng có phước. Thầy giảng mà mình ngủ thầy cũng có phước thôi. Thưa thầy, cho con hỏi, trong các ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, Tết vân vân, các chùa hay gửi cho Phật tử tờ giấy cầu an cầu siêu. Con nhận thấy có nhiều người ghi một danh sách cầu an rất dài để tất cả bà con cháu chắt trong gia đình, mà toàn là mạnh khỏe chứ không phải bị bệnh. Như vậy có lợi ích gì? Con cứ tưởng là người bệnh, đau ốm hay tai nạn mới cầu an. Sau buổi hành lễ quý thầy đã mệt, lại phải đọc một sắp tên tuổi quá nhiều. Lại có nhiều thầy ở Việt Nam mới qua nước ngoài, trong lúc đó trẻ còn trong lúc đó trẻ con toàn tên bằng chữ ngoại quốc khó đọc. Nói tóm lại là không trang nghiêm. Xin thầy giảng cầu an cho người bệnh hay cho người khỏe. Em nói làm cũng kẹt hết. Thật ra đó, chùa thì tùy thuận Phật tử gửi cho mình cái giấy thông báo rồi kèm theo cái mẫu cầu an cầu siêu, just in case you need it. Không, nếu mình cảm thấy mình không cần thì thôi. Còn nếu thí dụ mình có ghi, mình cũng có thể ghi đại diện. Ví dụ như nguyện ông bà cha mẹ mình, đại khái một vài người rồi cùng gia đình. Rồi trong này thì cái cô vị Phật tử này cũng nóng ruột cho quý thầy á, coi như là mình ghi, trời ơi nhiều đứa nó có. Mà nhất là các thầy không biết đọc tiếng Anh á, phải không? Mà gặp mấy cô, gặp mình mà lấy chồng Mỹ nữa, phải không? Rồi cái thí dụ như mà gặp mấy cái họ khó đó, gặp họ khó là Elizabeth Lestra Alexandra. Thì đọc rồi dưới này tủm tủm cười, phải không? Thì cô này cũng thấy cũng có lý. Cho nên á, khi mình ghi danh sách cầu an cầu siêu á, trừ trường hợp người nào không có tên Việt. Còn nếu mà con cháu mình có tên Việt nên ghi tiếng Việt để quý thầy đọc cho nó dễ. Mà quý thầy đọc dễ, Phật ổng nghe cũng rõ. Thầy đọc mà thầy còn trẻo miệng, Phật có trễ mà không biết. Đây là nóng ruột thôi, không sao. Cho con xin hỏi, tượng Phật Di Lặc và Quan Âm Lộ Thiên ngoài hoa ra, ngoài hoa quả ra, có nên cúng xôi chè và bánh trái không? Vì con thấy nhiều chùa cúng xôi chè mà bị chim chuột kiến ăn nên đem đổ, như vậy có tội. Cái này đi hỏi chùa nào ta có cúng vụ này nè. Rồi mình lại mình nói với người ta. Người ta cúng mà biểu em giải quyết làm sao được. Mà rủi Quan Âm đó, Di Lặc nó thích chè rồi làm sao? Em biểu em trả lời mấy này kẹt em lắm rồi. Rồi bữa nào em gặp Quan Âm Quan không nhìn. Nói em mà you cut off my portion. Thật ra quý vị nhớ nãy mình có câu sâu sắc không? Sâu sắc và thảnh thơi không? Mình cúng chè xôi là tâm của mình, nhưng mình phải sâu sắc nhìn vấn đề là mình cúng như vậy cái chè xôi này có thể để bao lâu. Chứ có ai cấm mình cúng đâu. Cúng là do lòng thành, chứ Quan Âm cũng có nói I like chè chí mẹ phủ. Tôi đâu có thích chè táo sọn đâu.
Mình cúng là mình phải tự biết cái gì có thể để lâu, cái gì phải dọn liền. Xin lỗi, cúng cái gì mà có nước cốt dừa 5-10 phút đem vô thôi. Quan Âm đợi Quan Âm ăn xong tới phiên mình ăn đau bụng. Cho nên sâu sắc là cái đó, thảnh thơi là cái chỗ đó. Ví dụ bây giờ nè, mình đem chén chè lên mình cúng không, 5 phút sau có người vô bưng vô, thảnh thơi đi. Ê, tôi mới cúng mà sao dọn, Quan Âm chưa ăn xong. Mình cúng là đành, Phật chứng biết rồi. Cái đó là lòng thành của mình. Nhưng mình phải sâu sắc ở cái vấn đề là mình cúng cái gì đến trên đó. Thí dụ như giờ người ta đem nguyên cái, có nhiều người ta thích đem gạo, đem dừa, ta đem lên chánh điện ta cúng. Mình cũng trì thượng cho ta để một chút, nhưng mà rồi phải dọn. Trời ơi, chụp hình lên cúng nguyên bao gạo ba nàng tiên. Gạo hai con tôm. Gạo con gà. Mình phải cúng là mình cúng là cái quyền của mình. Nhưng mình phải sâu sắc là mình biết ở cái môi trường nào mình cúng. Cho nên cúng gì cũng được hết. Nhưng mà ở trên bàn Phật, cúng chè xôi là được rồi, không cần mì xào, không cần chả giò, không cần mấy cái đó, vì mấy cái đó là mấy cái món của thế gian mình dùng. Còn cúng Phật, chè, xôi, hoa trái. Thể mà trái cây, thậm chí á, xin thơ đại chúng vậy nè. Có thí dụ bây giờ bữa nay ngoài đường gió quá, quý vị đâu có thắp đèn cũng được, thắp đem ra là tắt liền, thì không cần để đèn. Mình bởi vì bị ngoài đường gió quá, thì bây giờ nếu mà nói chè xôi thì phải có thêm nhang đèn, thì nó phải tùy thuận chứ. Cho nên mình làm gì cũng được hết, nhưng mà cái quan trọng là mình phải tư duy coi cái việc đó mình làm nó ở mức nào. Trời đang mưa ào ào rầm rầm sóng xét gì ấy. Ra cầm đi từng bước bưng khay lễ rồi ra thỉnh. Trời nó làm cái bụp cái vụ rớt xuống ngoài này. Mình phải tùy chuyện đi. Hỏi làm gì vậy? Thỉnh sư. Cái khay lễ có một chút mà bưng nguyên chậu cao vậy nè, rớt tới rớt lui, đèn không đủ rồi đem cặp đèn lên. Mà Pháp Hòa hay chọc hoài à, thỉnh thầy ra giảng, ra làm lễ vậy, giữa cái lư hương hai bên hai cây đèn, xem chậu bông nữa, thêm dĩa trái cây nữa, thành nguyên mà thờ ổng rồi. Đơn giản thôi. Quý vị thấy mấy ngày nay có khay lễ gì đâu, mà cũng đủ lễ vậy. Mình làm không ai cấm, nhưng mình phải có sâu sắc ở trong đó, nghĩa là mình có tư duy trong mọi vấn đề mình làm. Phật giáo hay vô cùng. Phật giáo là gì? Là lời dạy sống tỉnh thức, chứ không phải ba cái râu ria đó. Mình làm gì cũng được, mà cái quan trọng mình có chánh niệm trí tuệ thổi vô trong đó cái ý nghĩa gì trong cái việc làm của mình. Cho mình tu mà không cực khổ gì hết là tu thảnh thơi chứ gì nữa. Vì sao mà tôi thảnh thơi? Vì có sâu sắc. Còn thí dụ như gặp một chim chuột thì nó lên nó ăn hoài đó. Quý vị có nghe câu chuyện là hạt cơm của Phật chưa? Câu chuyện đó Hòa Thượng Nhất Hạnh kể đó. Hồi nhỏ đó, Ngài đi cúng ngọ trên bàn Phật, mỗi ngày cúng cơm là dở chén cơm ra. Thì Ngài cứ thấy có một con thằng lằn á, nó bò vô cái chén cơm đó, nó gấp gạo rồi nó đi cơm nó ăn, mà Ngài tức lắm. Thì bữa khác quyết định là đậy nắp bát lại không cho thằng làng ăn. Mấy ngày sau mừng quá trời luôn, cơm nguyên không có ai, nhưng cuối cùng phát hiện thằng làng đã chết. Thì câu chuyện đó Ngài mới kể là Ngài thấy rằng mình cúng một chén cơm cho Phật, sợ con thằng làng ăn rồi nó chết hay là gì, so với một vài hộp cơm mà con thằng làng ăn trong cái chén cơm đó thì có là báo. Phải không? Hòa Thượng kể câu chuyện đó, quý vị đọc cái cuốn đó, đó. Cái cuốn đó có cái tên là Tình Người. Và cái cuốn đó nhiều câu chuyện thật của Hòa Thượng kể trong đó. Thời Hòa Thượng còn là một chú tiểu, có những câu chuyện rất hay và rất thâm thúy. Có chùa thì tu một ngày bát quan trai, có chùa thì tu một ngày niệm Phật, có chùa thì tu chú Đại Bi. Dạ, ba cách tu này có giống hay khác nhau? Nếu khác
thì lợi ích của mỗi pháp tu là gì? Cái giống là giống ở cái tâm niệm phương tiện tạo điều kiện cho Phật tử tu, còn cái khác là cái cách tu. Ví dụ như hôm nay trong một cái không gian chánh điện này, chúng ta vừa làm lễ Phật đản, vừa phải ăn cơm quá đường, vừa phải tắm Phật, vừa phải cúng linh trong một cái chánh điện này thôi. Mà quý vị thấy sáng và sắp không? Nó không có phiền hà ai hết mà nhịp nhàng mọi việc. Cái nào nó ra cái đó, phương tiện mà. Nhưng mà miễn làm sao mỗi phần nào nó cũng hạnh phúc phần đó. Người không tham gia khóa tu vẫn được mời cơm, và người Phật tử không tham dự khóa tu đi tới đây dự lễ Phật đản vẫn được làm cái lễ của mình đến, ý nghĩa ngày đến là tắm Phật. Gia chủ tới đây cúng người thân vẫn không bị trì trệ giờ giấc. Ban hành đường vẫn làm việc được của ban hành đường. Cho nên cái ý nghĩa làm chung là bác quan trai là giữ tám giới, trì chú đại bi là nương năng lực của đại bi thần chú, hay là một ngày niệm Phật là cho chúng ta niệm Phật tịnh thanh tâm cầu vãng sanh, thí dụ vậy. Ba cách nó khác mà, nhưng mà mục đích nó chung, mục đích nó chung, còn cái cách thì nó khác. Và quan trọng là chúng ta cái nào nó cũng lợi ích hết á, và chúng ta phù hợp với cái nào thì chúng ta đưa cái pháp đó chúng ta tu. Đừng có sợ thôi tôi phải tu bác quan trai ngày, tại vì bác quan trai là giữ giới rồi mai tôi được, mai mốt tôi được xuất gia, tôi phải niệm Phật để tôi vãng sanh, tôi phải trì chú đại bi để tôi phù hộ. Rồi mình vừa được vãng sanh, vừa được phù hộ mà vừa muốn đi tu nữa. Để làm cái đó tùy anh em mình, lợi ích đều có giống nhau. Cách đây hơn 32 năm, con có một người con trai yêu thương và muốn cưới con làm vợ, nhưng con thì không biết và không yêu người đó. Con không đồng ý, sau đó anh đó và con cũng đã có gia đình riêng. Nhưng gần đây, cách đây khoảng 2 tháng, thường nằm mơ thấy anh đó, nên con có liên lạc cho chị của con thì được biết là anh đó đã mất rồi. Thưa thầy, quan hỷ cho con lời khuyên như thế nào? Thì anh mất rồi chứ như thế nào? Nhiều khi á, cái người đó họ có cái tình cảm với mình sâu sắc, duyên không có thành, nhưng mà cái tâm người đó vẫn nhớ nghĩ đến mình. Thì khi người đó mất đi thì cái thần thức của họ đến thăm mình. Cũng giống như mình mất ở nước ngoài mà mình nhớ ai Việt Nam là mình cũng có thể có mặt ở Việt Nam cho người đó. Bởi vì mình không đi bằng cái thân xác nữa, mình đi bằng tâm thức. Và cái tâm thức đó nó không hình tướng, cho nên cái sự đi lại của nó rất là năng lực và tự tại. Thì giờ bây giờ nếu mà vị Phật tử này thấy như vậy đó, nếu biết tên họ của anh, mình nên cầu nguyện cho anh. Anh không có gì đối với mình hết, anh chỉ về thăm mình theo cái tình cảm ngày xưa thôi. Thì mình có thể cầu siêu cho anh, gửi một lời cầu nguyện cho anh, và nếu muốn có thể khuyên anh thôi mình hãy nên phát tâm cầu giải thoát hơn là dính mắc vào những chuyện tình cảm. Cái này đúng với cái câu mà tóc mai sợi ngắn sợi dài, lấy nhau chẳng được, thương hoài ngàn năm. Tình không tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Xin thầy cho con hỏi, trong kinh điển Phật giáo có nhắc đến Thượng Đế tối cao không? Nếu không có, nếu không có phải vì Phật giáo không tin vào đấng tối cao, hay vì điều đó không quan trọng đối với mục đích giải thoát khổ của Phật giáo? Thưa đại chúng, Phật giáo không dùng chữ Thượng Đế. Phật giáo dùng cõi trời. Và vị Thượng Đế mà Thiên Chúa gọi đó, Phật giáo gọi là Trời Đế Thích.
Nếu nói theo trong Hán thì gọi là gì? Thích Đề Hoàng Nhân. Thích Đề Hoàng Nhân tức là Trời Đế Thích, mà Trời Đế Thích tức là Thượng Đế mà bên Thiên Chúa gọi. Trong Phật giáo chúng ta cũng có những người tu lên tới cõi trời, như là những người tu thập thiện, những người mà quý vị thường nghe nói sanh về cõi trời. Vậy thì cõi trời đó là cõi trời Thiên Chúa nói đó. Nhưng mà bởi vì Phật giáo thì chúng ta đặt cái vấn đề là giải thoát hơn là cầu sanh về các cõi. Nếu các cõi đó chưa phải là cái cõi gọi là hoàn toàn thoát ly sanh tử luân hồi. Ví dụ như mình lọt qua được nước Mỹ rồi, như là sống cõi trời đi, nhưng mình nghĩ là nước Mỹ này là cái nơi mà bảo đảm mình không bao giờ rơi rớt không? Không. Nếu mà từ nơi nước Mỹ này mà chúng ta biết gây thân lập nghiệp thì chúng ta đi lên nữa, cuộc đời mình thăng tiến nữa. Nhưng nếu chúng ta không biết mà nghĩ rằng mình lọt qua nước Mỹ rồi thì cứ ăn chơi, cứ làm những điều ấy thì rơi rớt cũng như thường, nghèo khổ như thường, mất của như thường, và thậm chí phạm pháp bị trả về cái đất nước nguyên thủy của mình như thường, luân hồi sanh tử như thường, cho dù ở cõi trời. Nhưng mà nếu người được sanh về cõi trời mà nương cõi trời đó mà tu nữa thì đi nữa. Cho nên chúng ta gọi là cõi Phật. Cõi Phật nói một cách khác là giải thoát. Con có hai câu hỏi. Nếu mình sống tốt khi chết sẽ đi về đâu? Mình có gặp lại người thân, ba mẹ, bà con quyến thuộc đã chết không? Ba mẹ của mình có nhận ra mình không? Thật sự ra có. Nếu trước khi ba mẹ đi mình nhớ xin số phone, còn không là đừng đổi email để ba mẹ báo cho mình biết mình ở đâu. Thưa đại chúng, thật ra cái này là những cái câu hỏi bình thường trong cái suy nghĩ của mình. Điều đó đúng thôi. Ví dụ mình cũng wonder là bữa chết mình đi đâu, rồi người thân mình có gặp nhau không? Gặp chứ. Nếu mà mình cùng một cái nghiệp lực với nhau. Hồi xưa sư bà Thể Quán á, ở ngoài Huế á, sư bà chăm sóc mẹ già. Thì khi mẹ già mất á, sư bà làm một bài thơ 4 câu như thế này: mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Mình thường hay đọc: sự vui trời cũng chẳng bì, nói cõi cực lạc đó nghe, đêm đêm thông thả ngày thì vui chơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Đó là những cái câu mà trong mấy bài sám hồi nhỏ và tụng á. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Đó là diễn tả cõi cực lạc. Nếu ngay đời này chúng ta gieo cái nhân không ơn, không oán, không sầu, cõi đó cũng thế, không già, không chết, có đâu luân hồi. Tánh xưa nay đã sạch rồi, gương xưa nay đã lau chùi trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô. Kiếp mô là kiếp nào á? Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ? Ngày nào mình còn ái luyến, ngày đó không về trên đó được. Nếu mà nguồn tình biển ái chưa khô thì không về đó được. Cho nên nguồn tình biển ái đã khô bao giờ? Tu hành phải đợi kiếp mô. Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ? Ngộ là phải ngộ thiền cơ, mà đèn trí tuệ để lờ đi đâu? Mình làm cho cái đèn trí tuệ mình nó lờ mờ thì mình không được match với cái đó. Cho nên mình muốn đi đâu cũng được hết á, ăn thua mình muốn không? Muốn là được. Hôm rồi Hòa Thượng ở bên Phật Học Viện Huệ Nghiêm á,
Ngài có dạy như thế này: tôi tu tịnh độ mấy mươi năm, nhưng tôi chưa vẫn xác định là tôi có được về cực lạc không. Nhưng khi tôi đọc được cái quyển Tư Tưởng Tịnh Độ của Ngài Thiện Đạo thì tôi xác định rằng tôi về cực lạc. Vì sao biết không? Nếu mà mình nói rằng niệm Phật đợi tới nhất tâm bất loạn mới được về cực lạc thì chắc điều đó khó quá. Nhưng mà với cái nhìn, với cái cách của Ngài Thiện Đạo là chỉ cần có tín nguyện là được về. Tịnh độ là ba món: tín, nguyện, hành. Người tu tịnh độ niềm tin phải thật vững và thật chắc, chỉ cần tín nguyện là được về. Còn nhất tâm bất loạn thì nói trời ơi, tôi nói thiệt chứ tôi còn chưa định nữa. Và thường nói thật vậy. Cho nên nếu mà nói là để mà nhất tâm bất loạn để về cực lạc là khó quá. Chỉ cần có tín, có nguyện. Bây giờ mình tin là có cõi cực lạc không? Mình có nguyện về đó không? Rồi yên tâm. Mình tín nguyện là mình, thí dụ bây giờ quý vị có tin có quyền quang không? Quý vị có nguyện đi tới tu không? Đó, có tin là có cái quyền quang, nguyện là đi tới là tới. Ngày hôm qua bà Long Đức bà nói sao? Muốn đi qua Tây Thiên mà rủ ai chịu đi, cuối cùng ở lại. Tại vì biết tin có Tây Thiên mà không nguyện đi Tây Thiên, đợi rủ bạn già mà bạn nào cũng không chịu đi, cái cuối cùng mình sao? Ở lại. Rồi cuối cùng quyết định cũng phải đi một mình thôi. Nguyện mà, tính rằng có Tây Thiên, nguyện rằng có Tây Thiên, muốn đi là được đi. Cho Hòa Thượng khuyến khích quý vị đọc cái cuốn Tư Tưởng Tịnh Độ để tăng trưởng cái đức tin, cái niềm tin của mình ở pháp môn niệm Phật của mình. Chỉ cần tín nguyện là được vậy. Còn nhất tâm bất loạn đời này khó lắm. Nhất tâm bất loạn là gì? Nghĩa là tâm mình không bị loạn động, chỉ một lòng nhớ nghĩ đến Phật. Khó lắm à. Có môn nói là nhất tâm nhiều loạn thì dư sức. Nhất tâm tán loạn, nhất tâm vạn loạn thì ôi, cái đó con bảo đảm con đứng đầu sổ. Vậy thì nếu mình sống tốt, khi chết sẽ về đâu? Bây giờ cái cây nè, cái cây mà lúc mà nó thường ngày, lúc mà nó ngã về phía phải, thì khi mình cưa cây nó ngã về đâu? Phía phải. Mà nếu mà nó nghiêng về phía trái thì mình cưa cây thì nó ngã về phía trái. Hằng ngày tâm mình hướng thượng thì đi về cõi thượng, hướng thiện về cõi thiện. Mình hướng cái tâm mình về đâu là mình phải đi về đó. Cách hôm bữa thứ sáu vừa rồi đó, thì có một Phật tử lên đó: thầy ơi, có một bà cụ đó, rất là muốn gặp thầy. Mà bà nói bây giờ bà chỉ cần được gặp thầy rồi bà chết bà cũng vui nữa. Không phải mình ham gặp bà cho bà chết. Nhưng mà tại mình nghe vậy mình chịu không nói. Cuối cùng phải đi. Hay chở thêm mà bà, cái cô đó cũng chở Pháp Hòa với cô Phật tử nữa đi thăm bà cụ cho bà vui, thiệt là vui. Bà nói là bữa nay là coi như là mãn nguyện rồi. Con cái ngày nào cũng phone, đi làm phone bà hoài để canh chừng cái bà làm gì. Má, má làm gì vậy? Thì tao ở với ông Pháp Hòa chứ ai. Ông mở băng mà nói vậy đó, nguy hiểm không? Cái tối tối chiều chiều hôm khác gọi lại cái má, má làm gì? Tao có ai ngoài ông Pháp Hòa. Phải ngoài đi thăm bà cụ. Rồi quý vị biết là khi mà đi về đó là tối rồi, 10 giờ đêm rồi. Thì cổ không có đi cái con đường mà cổ thường đi. Trời ơi lạc. Cái phone của cổ lúc đó nó không có sóng gì nữa trơn. Nó loạn sóng rồi. Không bắt được cái gì hết. Cứ cuối cùng cổ nhớ trong xe cổ còn cái GPS. Cổ đưa ra cho Pháp Hòa bấm dùm. Trời ơi, gặp mình tiếng Anh một bụng. Bấm cuối cùng cũng bấm ra được cái địa chỉ đây. Nhưng mà cứ chạy huốt hoài tại không thấy đường. Nó nói là chỉ còn 2 phút nữa tới thôi.
mà hai người cứ đảo tới đảo lui trên xe. Nhưng mà cuối cùng cũng phải tới, là tại sao? Vì mình tin rằng cái quyền quang nó nằm đây có 2 phút à. Mình nguyện nhất định phải đi về chứ không thôi chết sao. Đấy. Rồi ráng nhất tâm bất loạn đi. Tôi loạn muốn chết rồi nè. Tôi đang sợ tôi lạc đường, tôi có đường về đây. Nhưng mà tôi tính là tôi có tính là có địa chỉ này. Tôi nguyện là tôi đi, là dù đêm tối cỡ nào cũng về tới. Pháp Hòa giải thích về đây chúng như, mình hướng về cái gì là mình sẽ về cái đó. Còn ba mẹ mình gặp mình có biết hay không, với điều kiện từ đây tới đó đừng có sửa. Trời đất. Em trả lời vậy được không? Để hôm qua kể quý vị nghe chuyện vui sửa nè. Cái ông đó, cái bà, cái cô đó cũng ra, cũng ngồi cũng rầu. Trời ơi, tôi rầu muốn chết. Tôi cho con bạn nó mượn 100,000 nó sửa, mà giờ không biết nó ra sao để đòi. Tại vì nó sửa quá trời quá. Nhìn không ra. Tôi cho nó mượn tiền sửa mặt, sửa mũi gì, giờ nó nhìn sao tôi không biết, tôi nhìn không ra. Để muốn ông bà nhìn ra mình với điều kiện đừng có sửa. Trời ơi, em có đi theo dõi mấy cái vụ này đó mà hỏi là kẹt. Con biết có nhiều cặp vợ chồng sống mà gây đau khổ cho nhau. Con nghĩ là nghiệp. Nhưng nếu họ không sửa đổi, không lẽ họ sẽ trả nghiệp hết đời này rồi sang đời khác sao? Xin Thầy cho lời khuyên để họ có thể giải thoát phiền não, chấm dứt nghiệp xấu. Cho lời khuyên là sao? Ký hợp đồng. Thật sự ra đó, thí dụ thôi, nếu mình nghĩ rằng vợ chồng đây là nghiệp, không mình trả hết, quý vị yên tâm, hết mới đi được. Cho nên không có lo là đời sau gặp nữa không. Trừ khi nào sau khi mình đi tìm trả thù kẻ thù, trả thù xong rồi yêu luôn kẻ thù. Cái chuyện đó nó có trong phim Tàu á. Nó nhận ba nó sắp chết, dặn nó con phải trả thù cho cha. Chết. Trời ơi, nó đi tìm kẻ thù, ai ngờ đâu nó gặp con gái của kẻ thù. Sau thời gian làm quen yêu rồi mới biết nó là con kẻ thù. Nhưng cuối cùng sao giờ ba nó hỏi, giờ giữa ba với nhỏ đó con chọn đứa nào? Con suy nghĩ kỹ lắm rồi ba, nhưng mà con nghĩ chắc con chọn nó hơn. Giống như mấy chú tiểu đi tu vậy. Đi tu xong chập thời gian rồi, cái bắt đầu yêu thương cô đó rồi, cái về xin thầy cho con ra đời. Thầy khuyên đủ kiểu đó. Trời ơi con ơi, không lẽ tình cảm thầy nuôi con từ nhỏ tới lớn, con tắm thầy sức lotion, con ăn bỏ mứa thầy ăn cho con, có ai thương con bằng thầy đâu, con nghĩ đi. Nói đủ thứ hết. Dạ con xin phép thầy, con về con suy nghĩ. 3 ngày sau con lên. Cuối cùng nó lên nói con suy nghĩ kỹ lắm rồi thầy, con thương cô đó hơn thương thầy. Lúc đó thầy chỉ biết chấm cơm thôi. Cho nên á, mình mà có thí dụ bây giờ mình trả nghiệp cho nhau, biết đó là nghiệp đi, tư duy biết là nghiệp, thì hãy trả nghiệp trong thảnh thơi. Nhưng mà nếu mình nghĩ ôi trời cái ngày là nghiệp của tôi là mình nặng lắm, nguyện chuyển cái nghiệp thành cái nguyện. Nếu tôi không chịu đựng, may là tôi đó, tôi chịu đựng được người này 20 năm, 30 năm rồi. Nếu người khác đó, họ chịu đựng nổi đâu. Hay là nói bây giờ thôi tôi nguyện, tôi chịu được 20 năm rồi tôi ráng. Thí dụ vậy, thì mình thay thế người khác chịu khổ đau vô lượng. Đó là tinh thần của bác Đại Nhân Giác. Các bậc Bồ Tát thì khác thế. Coi kẻ ghét người thương như nhau và không đem lòng ghét bỏ những ai đã làm ác. Nguyện thay thế cho mọi người mà chịu khổ đau vô lượng. Trong kinh Bác Đại Nhân Giác,
Nhưng mà thường nếu như mà mình với người đó không còn nữa, thí dụ còn sống mà tự nhiên chấp nhận ra đi, hay là người đó đi luôn vĩnh viễn gì đó, hết nghiệp mới đi được. Cho nên mình không cần trù, mình không cần trù cho người đó. Mà nếu mà trù mà mình linh, trù linh đó, là mình tạo lại. Bạch thầy, con xin hỏi tại sao mình luôn làm việc tốt mà chịu khổ đau? Người ta có câu ở hiền gặp lành, mà con thấy người tốt luôn chịu khổ. Đúng rồi, người tốt thì phải chịu lỗ chứ. Nhân quả có ba thứ: hiện báo, hậu báo, sinh báo. Thí dụ cái gì mình mà trồng nó có quả bây giờ đó là hiện báo. Có những loại cây phải 5 năm sau, 10 năm sau mới có trái, cái đó gọi là hậu báo. Cho nên á, có những cái việc mình ăn hiền ở lành là mới đời này thôi. Còn mình đang hưởng cái gì của đời này, đó là cái quả của cái quá khứ. Những người không biết chữ, nếu mỗi lần đọc kinh họ mở kinh nghe rồi đọc theo có sao không? Có sao không? Không sao. Mà nếu có sao thì rồi làm sao? Riêng những người không biết chữ rất tốt, dò theo kinh. Nhưng mà đừng la lớn. Tại vì mình không biết chữ, mình đọc cái chữ đó nó không đúng, nó làm phiền người kia. Hoặc là mình lãng tai, mình nghe nhịp không kịp, tụng nhỏ để theo nhịp thôi. Thì có đôi khi mình tụng lớn tiếng, mình làm động cái thời kinh, do cái tiếng của mình nó ác cái tiếng của người khác. Người ta nói con cháu có cửu quyền phù hộ, nhưng theo Phật thì sau khi chết con người sẽ đi về đâu, đi đầu thai chuyển kiếp. Vậy cửu quyền làm sao thành lập? Trước hết đính chánh là cửu huyền chứ không phải là cửu quyền. Chữ huyền là chữ H chứ không phải là cửu. Thưa đại chúng, cái chữ cửu quyền, cửu huyền phù hộ đó, nếu mà chúng ta hiểu một cách đúng á, nghĩa là ông bà chở che cho mình, truyền lại cho mình những cái đạo đức mà ông bà lúc sống để lại, đó là phù hộ. Chứ không phải là ông bà chết rồi còn lẩn quẩn đâu đó, rồi chờ đứa nào sanh ra phù hộ đứa đó, không phải vậy. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ các tổ của chúng ta, các ngài mất rồi, nhưng mà những bài pháp, những quyển kinh mà quý ngài giảng diễn đó còn để lại, rồi chúng ta đọc, chúng ta hiểu, chúng ta tu tập, có phải là quý ngài đã phù hộ mình không? Quý ngài đã để lại cho mình cái pháp bảo, cũng giống như Phật vậy đó. Cho nên cửu huyền phù hộ là ông bà mình sống có đức và để lại cái đạo đức, cái hạnh lành đó cho mình noi theo. Cho nên ông bà hãy nhắc mình để cái đức lại cho con cháu, và đó là cái kế trường cửu lâu dài. Để tiền của cho con, cho cháu chưa chắc con cháu xài. Để sách vở lại cho con, chưa chắc con cháu đọc. Và cái kế lâu dài nhất là để đức hạnh cho con cháu, để cái đức. Cho nên đó là cái trường cửu chi kế, là cái kế lâu dài. Phù hộ là vậy. Ví dụ như các vị nói, trời ơi, Quan Âm phù hộ tôi. Có phù hộ nếu phước mình còn, tâm mình thành, cái đó nó tương ưng thì cái phù hộ, cái sự thành tựu nó có mà. Nhưng mà quan trọng là cái phước của mình phải có. Ví dụ như người ta cho mình một chén đồ ăn rất bổ, rất ngon, nhưng mình không có sức khỏe thì chén bổ đó không tốt cho mình, và thậm chí ăn không được nữa. Cho nên có phước như người có sức khỏe, ăn gì cũng được. Có phước, người có phước thì cái gì cũng có. Còn không có phước thì không có cái gì. Cho nên á, cái chữ cửu huyền mà ông bà mình là nói, có một vị hòa thượng giải thích, thường thường mình hay gọi là cửu huyền thất tổ. Thất tổ là gì? Ông cố, ông nội, ba, mình, con, cháu, chắc. Bảy đời, trong đó có quá khứ, có hiện tại, có vị lai.
Còn cửu huyền á nghĩa là chín dòng tộc tổ tiên phía trước. Ông sơ, ông sợ, ông sẩm, mọ, ông mắm gì đó sẽ trên trên. Và có một vị hòa thượng nói rằng cái chữ huyền đó còn có tượng trưng cho sự luân hồi nhiều đời kiếp, thâm đen như là màu huyền. Ý nó là cái sự luân hồi nhiều đời, tái sinh nhiều đời của cha mẹ ông bà. Nhưng mà đó là nói về quá khứ. Còn mình thờ thất tổ đó là dòng tộc gần gũi mình nhất, các vị gần mình nhất, kể từ ông cố, ông nội, rồi ba, rồi mình, rồi con, rồi cháu, rồi chắc.